Chương 6. Giấc mơ Mỹ với ngân sách hạn hẹp. Có một sự thật vừa đáng buồn vừa đáng chú ý, rằng trong tiếng Anh, không có từ ngữ nào miêu tả cuộc sống trên đỉnh cao của đường cong thỏa mãn, luôn luôn giàu có nhưng không bao giờ bị gánh nặng dư thừa đè nặng. Từ này cần bao hàm cả việc quản lý chặt chẽ tài nguyên hữu hình, thời gian, tiền bạc, của cải vật chất, gắn liền với sự mở rộng đầy hân hoan của các tài nguyên tinh thần, sức sáng tạo, trí thông minh và tình yêu thương. Không may là ta không thể nói tôi đầy đủ hoặc tôi chọn sống cuộc đời đầy đủ để lý giải sự pha trộn giữa sung túc và tiết kiệm xuất phát từ các bước trong chương trình này. Những thuật ngữ như đơn giản và tối giản có thể giải quyết vấn đề thiếu thốn của cải dư thừa, nhưng cũng có thể hiểu rằng chúng gắn với sự khổ hạnh hay cuộc sống của người tu hành. Kỹ thuật dọn dẹp đã thêm vào đó mong muốn nhen nhóm lên niềm vui, nhưng vẫn tập trung chủ yếu vào các sự vật, chứ không phải các vấn đề sâu xa như thời gian, tiền bạc hay sự thỏa mãn. Người ta từng dùng từ cần kiệm cho mục đích đó, nhưng vào khoảng giữa thế kỷ thứ 20, nó lại trở thành định nghĩa chỉ thế hệ ông bà thời kỳ đại khủng hoảng. Tại sao từ cần kiệm không còn được trọng dụng nữa? Bởi sau cùng thì nó là một lý tưởng vĩnh hằng, trường tồn với thời gian và dòng chảy văn hóa, cũng giống như nền tảng nhân cách Hoa Kỳ. Thời xa xưa, cả Socrates lẫn Plato đều ngợi ca tỷ lệ vàng. Cả Kinh Cựu Ước, đừng ban cho con giàu sang hay nghèo khổ, mà hãy ban sự đầy đủ. Và Phúc Âm của Chúa Giêsu, các con không thể phụng sự cả Thượng Đế lẫn Thần Tài, cũng làm nổi bật lên giá trị của sự đơn giản vật chất trong việc làm phong phú đời sống tinh thần. Trong lịch sử nước Mỹ, nhiều cá nhân nổi tiếng Benjamin Franklin, Henry David Thoreau, Ralph Waldo Emerson, Robert Frost hay các tổ chức, các giáo phái Amish, Quakers, Hutterite, Mennonite đều đề cao đức tính tiết kiệm để thể hiện lòng biết ơn đối với đất mẹ và khát khao được chạm tay đến thiên đường. Và trọng trách dựng xây đất nước cũng đòi hỏi tính cần kiệm của mỗi công dân. Thực vậy, sự sung túc chúng ta được hưởng ngày hôm nay chính là thành tựu của hàng thế kỷ sống giản dị. Như ta từng nói, văn hóa tiêu dùng càng nhiều càng tốt vẫn chỉ là làn gió mới trong đời sống. Nền tảng của chúng ta là sự cần kiệm, và đó chính là lúc cao điểm mà chúng ta làm quen với câu chữ và thực hành. Hãy cùng nhau khám phá hai chữ cần kiệm này để xem liệu có phải chúng ta không thể đưa nó trở lại làm chìa khóa cho sự thỏa mãn hay không. Sự hài lòng trong tính cần kiệm. Chúng ta tìm kiếm cụm từ cần kiệm trong từ điển và nhận được dòng định nghĩa được thực hiện hoặc được nhấn mạnh trong lĩnh vực kinh tế, cụ thể trong chi tiêu tiền bạc hoặc sử dụng nguồn lực vật chất. Nghe thì có vẻ đúng đắn, một từ dễ sử dụng, thực tế và mờ nhạt, chẳng hề duyên dáng và tinh tế như sự đủ đầy mà các FIer đã trải qua. Nhưng nếu đọc kỹ hơn, ta sẽ thấy được từ cần kiệm có cùng nguồn gốc Latin với frux, nghĩa là sự hữu ích, frux, nghĩa là thành quả hoặc giá trị, và free, nghĩa là tận hưởng hoặc hưởng lợi từ thứ gì đó. Nghe mới hay làm sao. Cần kiệm nghĩa là tận hưởng sự hữu ích của việc tiếp nhận giá trị tốt đẹp trong từng giây phút và từ tất cả những thứ mà bạn sử dụng. Điều đó không chỉ thú vị mà còn đầy biến hóa. Sự cần kiệm có nghĩa là tận hưởng mọi điều ta có. Nếu có tới 10 chiếc váy mà vẫn cảm thấy bản thân không có gì để mặc hết, có lẽ bạn đã bị nghiện mua sắm, bởi cảm giác hồi hộp khi mua đã lấn át niềm vui sở hữu và sử dụng. Nhưng nếu bạn có 10 bộ váy và sung sướng mặc chúng cả năm, bạn là một người cần kiệm. Sự lãng phí không nằm ở lượng của cải, mà ở cảm giác thất bại trong việc tận hưởng chỗ của cải đó. Một người cần kiệm không phải là kẻ đếm từng xu, mà là người biết hưởng thụ trong thế giới vật chất của chính mình. Sự hưởng thụ trong thế giới vật chất ư? Như vậy chẳng phải là chủ nghĩa duy vật hay sao? Lẽ ra người sống cần kiệm thì phải chống lại chủ nghĩa duy vật chứ? Thực ra vấn đề nằm ở mối quan tâm của bạn mà thôi. Đối với người theo chủ nghĩa duy vật, thế giới tồn tại là để sử dụng và phải tận dụng. Họ đong đếm giá trị bản thân dựa trên những gì mình sở hữu hoặc những gì người khác cho rằng họ sở hữu, dẫn đến một guồng quay càng nhiều càng ít. Những người cần kiệm thì tận hưởng niềm vui từ mọi thứ, một nhánh bổ công anh hay một bó hoa hồng,
một trái dâu tây hoặc một bữa ăn ngon. Một người duy vật có thể uống nước ép từ 5 trái cam để khai vị cho chiếc bánh kép vào bữa sáng. Mặt khác, một người cần kiệm lại thưởng thức việc chỉ ăn một trái cam. Tận hưởng màu sắc và vị của trái cây, mùi hương ngọt lành và những tia nước bắn ra khi bạn lột vỏ. Từng múi cam căng mọng, hương vị thơm ngon ngập tràn nơi đầu lưỡi. Và ta có thể dùng phần vỏ cam để nướng bánh. Cần kiệm có nghĩa là sở hữu chỉ số tận hưởng cao. Nếu bạn đạt được một mức độ vui vẻ nhất định với mỗi món của cải vật chất, đó chính là cần kiệm. Nhưng nếu bạn cần tới gấp 10 lần số của cải đó để bắt đầu cảm nhận được niềm vui nhen nhóm, vậy bạn đã bỏ qua mấu chốt của cuộc sống rồi. Có một từ tiếng Tây Ban Nha bao hàm tất cả những điều này. Aprovechar. Nó có nghĩa là sử dụng thứ gì đó một cách khôn ngoan. Hưởng thụ một ngày đầy nắng trên bãi biển hay hâm lại đồ ăn thành một bữa ngon miệng. Tận hưởng mọi giá trị từ cuộc sống, từ khoảnh khắc và từng lợi thế. Bạn có thể aprovechar một bữa ăn đơn giản, một bát dâu tây chín mọng, một chuyến đi tới Bahamas. Không có gì để chê về aprovechar, một từ giàu ý tứ, đầy ắp ánh sáng và ngát hương thơm. Còn cần kiệm thì nghe thật ngọt ngào. Tâm lý càng nhiều càng ít ở Bắc Mỹ đã trượt bài kiểm tra cần kiệm, không chỉ bởi sự dư thừa mà bởi ta không thể tận hưởng những gì ta có. Thậm chí người Bắc Mỹ còn bị gọi là những kẻ duy vật, nhưng đó là sự hiểu nhầm. Vật chất thông thường không thể khiến ta sung sướng như việc đạt được một trong những điều sau: sự chinh phục, địa vị, thành công, thành tích, giá trị bản thân hay sự ưu ái của tạo hóa. Một khi ta tậu được căn nhà mơ ước, mua được chiếc xe hơi xanh điệu hay có được một nửa kia hoàn hảo, hiếm khi ta biết dừng lại để tận hưởng chúng. Thay vào đó, chúng ta bỏ qua và tiếp tục chạy theo mục tiêu ham muốn tiếp theo. Một bài học khác ta có thể rút ra từ định nghĩa của từ cần kiệm. Đó chính là sự thừa nhận rằng chúng ta không sở hữu một thứ gì đó chỉ để có thể tận hưởng nó, mà thực tế ta cần dùng được nó. Nếu ta tận hưởng một thứ gì, dù ta có sở hữu nó hay không, đó chính là tính cần kiệm. Đối với nhiều thú vui trong cuộc đời, có lẽ việc sử dụng thứ gì đó còn tốt hơn là sở hữu chúng và phải tốn thời gian, công sức để bảo quản. Rất may là thế hệ trẻ ngày nay ít gắn bó với tài sản hơn là thế hệ trước. Do thu nhập còn hạn chế, nhưng mong muốn được tiếp cận với các sản phẩm ngắn hạn, phù hợp theo yêu cầu, từ đĩa phim, băng nghe cho đến ô tô lại gia tăng. Họ dần nghi ngờ về lợi ích của quyền sở hữu và chuyển qua khám phá niềm vui của nền kinh tế chia sẻ. Tính cần kiệm, bởi vậy cũng có thể giúp ta học cách sẻ chia, nhìn nhận thế giới là của chúng ta chứ không phải của mình ta và của họ. Nếu chúng ta muốn điều gì, hoặc từng muốn, hoặc mường tượng rằng ta sẽ cần chúng sau này, ta thường nghĩ mình cần đưa chúng vào ranh giới, vùng đất mang tên của tôi. Nhưng ta đã không nhận ra rằng những thứ nằm ngoài biên giới ấy đâu phải chỉ thuộc về kẻ thù, nó thuộc về phần còn lại của chúng ta. Mặc dù không thể lý giải rõ về mặt ngữ nghĩa, nhưng cần kiệm và hạnh phúc cùng đủ đầy đồng nghĩa với việc sẽ có thêm nhiều thứ có sẵn cho người khác. Đó là lý do vì sao sự cần kiệm vừa thực tế lại vừa nhân văn. Chia sẻ nguồn lực khiến cuộc sống bớt phần đắt đỏ và có thêm nhiều công cụ, dịch vụ cho mọi người cùng sử dụng. Chia sẻ nguồn lực từ máy cắt cỏ cho đến ô tô, phòng nghỉ hay những món đồ đã không còn hữu dụng với chúng ta bằng cách đem tới những cửa hàng đồ cũ, các trang thương mại điện tử hay những hội nhóm bán hàng ở địa phương, đồng nghĩa với việc hạn chế tình trạng tài nguyên thiên nhiên bị khai thác kiệt quệ, bị đốt cháy và chỉ được sử dụng trong thời gian ngắn, sau đó bỏ đi. Bằng cách chia sẻ, ta thải ít nhựa ra đại dương hơn, vứt ít rác ra bãi tập kết hơn và hạn chế xả chất độc hại ra tự nhiên. Các hội nhóm trên mạng tạo điều kiện cho ta bán hoặc cho tặng những món đồ thừa, hoặc cho hàng xóm mượn xe cút kít và máy cắt cỏ. Và biết đâu họ sẽ cảm ơn bằng một ổ bánh mì hoặc trông chừng cún cưng giúp bạn. Chia sẻ một phần tài sản sẽ khiến cuộc đời thêm phần sung túc đối với cả người cho lẫn người nhận. Bên cạnh cảm giác vui vẻ khi cho đi và nhận lại sự rộng lượng, bạn cũng có cơ hội kết nối với cộng đồng thông qua những hoạt động trao đổi về thời gian, sự giúp đỡ, quà tặng hay đơn giản là sự lắng nghe và sự giao tiếp ấy là một kho báu thực sự. Là một phần của cộng đồng, bạn có thể cảm thấy an tâm hơn khi luôn có những bàn tay chìa ra giúp đỡ mỗi lúc cần. Sống cần kiệm
đâu có nghĩa là trở thành một ẩn sĩ đơn độc, hoàn toàn tự lực cánh sinh. Đó là quá trình khám phá ra bạn có nhiều điều để cho đi, để tận hưởng, hơn là những của cải vật chất đơn thuần. Thực tế thì, độc lập tài chính cũng chính là chiếc chìa khóa giúp ta thành công thay đổi tư tưởng từ càng nhiều càng tốt sang biết thế nào là đủ. Sự cần kiệm chính là điểm cân bằng mà ta cần tìm kiếm. Sống cần kiệm giúp ta gặt hái được trọn vẹn niềm vui trên đời. Sống cần kiệm là sử dụng xứng đáng, nghe gần như chính đáng. Sự quản lý về tiền bạc, thời gian, công sức, không gian và của cải. Cô bé Goldilocks đã thể hiện rất tốt điều đó khi không ăn tô cháo quá nóng, không ăn tô cháo quá nguội, mà chọn tô có độ ấm vừa phải. Cần kiệm là thứ gì đó không quá nhiều, không quá ít, mà vừa đủ thôi. Và không thứ gì bị bỏ phí hay bỏ hoang. Một cỗ máy sạch sẽ, trơn nhẵn, hoàn hảo, đơn giản mà tinh tế, vừa đủ, chính là hai chữ nhiệm màu nằm trên đỉnh của đường cong thỏa mãn, là điểm khởi đầu cho cuộc sống đủ đầy, được học hỏi và được đóng góp. Hãy ghi nhớ điều này khi chúng ta khám phá các phương pháp tiết kiệm tiền. Không phải là thắt lưng buộc bụng hay chi tiêu rẻ sẻn, mà là sống cần kiệm một cách sáng tạo. Ở đó, bạn sẽ đạt được tối đa sự thỏa mãn từ mỗi đơn vị năng lượng cuộc sống mà bạn sử dụng. Thực tế, giờ đây bạn đã biết tiền bạc chính là năng lượng cuộc sống. Nếu lãng phí chúng vào những thứ bạn không bao giờ tận hưởng được và không bao giờ dùng đến, thì thật ngớ ngẩn. Hãy nhớ lại phép toán mà chúng ta đã làm ở chương 2. Bạn sẽ nhớ rằng, khi bạn 40 tuổi, tính ra thực tế, bạn chỉ còn 356.532 giờ năng lượng cuộc sống trong tài khoản mà thôi. Bây giờ, nghe thì có vẻ nhiều, nhưng vào những ngày tháng cuối đời, chúng lại trở nên vô cùng đáng giá. Hãy tiêu cho đúng, để về sau không phải ân hận. Hãy cân bằng giữa việc tối đa hóa thu nhập từ việc làm công ăn lương với việc dựng xây những loại hình tài sản khác như tình bạn, quan hệ xã hội và năng lực. Đây chính là quá trình cần làm suốt đời. Cuối cùng thì, lối sống cần kiệm một cách sáng tạo chính là biểu hiện của lòng tự tôn. Nó tôn vinh dòng năng lượng cuộc sống mà bạn đã đầu tư vào của cải vật chất. Tiết kiệm những giờ phút năng lượng cuộc sống thông qua tiêu dùng thận trọng chính là điểm mấu chốt của lòng tự tôn. Bước 6. Trân trọng năng lượng cuộc sống, tối giản hóa chi tiêu. Bước này bao gồm hướng dẫn sử dụng năng lượng cuộc sống một cách thông thái và hình thành ý thức giảm thiểu hoặc loại bỏ các khoản chi phí. Hãy coi những phần sau đây giống như một thực đơn với nhiều lựa chọn. Bạn khám phá những điều gây tò mò và truyền cảm hứng cho mình, phần còn lại thì bỏ qua. Ở đây luôn có điều gì đó cho bất cứ ai, nhưng không phải mọi thứ đều dành cho bạn. Hãy thử hỏi bản thân, vì sao bạn lại bỏ một số ý tưởng và lựa chọn áp dụng những điều còn lại? Bạn có thể sẽ gặp lại một số chương trình tuổi thơ, những huyền thoại văn hóa hay vài thông tin tiết lộ về giá trị của bạn. Nhưng hãy nhớ rằng, đây chỉ là những khả năng, chứ không phải lời khuyên. Ý nghĩa của cuộc sống cần kiệm nằm ở sự hưởng thụ chứ không phải tính keo kiệt. Hãy tiết kiệm một cách vui vẻ, hay đúng hơn là sống cần kiệm một cách vui vẻ. Một cách chắc chắn tiết kiệm được tiền. Đừng cố gắng gây ấn tượng với người khác. Đó là một sự lãng phí thời gian và tiền bạc vô tận và vô ích. Cộng thêm việc, người xung quanh hầu như cũng mải tìm cách gây ấn tượng với bạn. Vậy nên họ không để tâm đến những nỗ lực của bạn đâu. Tệ nhất là họ còn ghét ngược lại bạn vì có nhiều ưu thế hơn họ nữa. Khi Thorsten Veblen xuất bản cuốn The Theory of the Leisure Class, tạm dịch là lý thuyết về giai cấp nhàn hạ, năm 1899, nó đã không gây được tiếng vang, nhưng thuật ngữ tiêu dùng phô trương mà ông nghĩ ra lại trở thành trọng tâm văn hóa. Trong lời tựa của cuốn sách, nhà bình luận xã hội và đồng thời là tác giả Stuart Chase đã tóm tắt luận điểm của ông như sau. Trong thời đại này và các thời đại trước, loài người đều sống trên mức sinh hoạt căn bản, bỏ phí thặng dư, thứ mà xã hội đã ban cho họ để chủ yếu dùng cho những mục đích hữu ích. Họ không tìm cách mở mang đời sống của bản thân, sống khôn ngoan hơn, thông minh hơn, hiểu biết hơn, mà chỉ tìm cách gây ấn tượng với người khác rằng họ có khoản thặng dư đó. Họ sử dụng tiền, thời gian và công sức một cách lãng phí chỉ để thỏa mãn nhu cầu thổi phồng cái tôi của mình. Nhưng không phải bởi tiêu dùng phô trương là sự giao thoa văn hóa và bước tiến hóa lỗi của loài người mà bạn phải trở thành con mồi cho nó. Truyền thông xã hội khiến ta khó mà tránh được bệnh ganh đua,
Khi mà bạn bè liên tục khoe về những kỳ nghỉ trong mơ, những bữa ăn tại nhà hàng sang trọng hay những món đồ chơi đắt đỏ của họ, nếu bạn ngừng cố gắng gây ấn tượng với người khác, bạn sẽ tiết kiệm được hàng nghìn, thậm chí là hàng triệu đô la. Nếu muốn, hãy gây ấn tượng bằng khoản tiền bạn đã để dành được qua những dự án sáng tạo, tự làm mọi thứ, hoặc bí kíp du lịch tiết kiệm, hoặc vẻ đẹp huyền ảo của thiên nhiên trong một lần đi cắm trại ngoài trời thay vì ở trong khu nghỉ dưỡng. 10 cách chắc chắn tiết kiệm được tiền. Thứ nhất, đừng đi mua sắm. Nếu không đi mua sắm, hiển nhiên ta sẽ không tiêu tiền. Nếu thực sự cần thứ gì, hãy tới thẳng cửa hàng và mua nó. Tuyệt đối đừng đi la cà mua sắm. Trước đây thì chuyện đó thật dễ dàng. Chỉ cần không đi tới cửa hàng, bạn sẽ không mua gì hết. Nhưng giờ đây, chỉ cần ấn vài nút trên điện thoại, bất kỳ thứ gì trên đời cũng có thể được giao đến tận cửa nhà. Lâu thì vài ngày, còn nhanh thì vài tiếng. Kể cả nếu bạn không sử dụng dịch vụ mua hàng online, chỉ cần có kết nối mạng là bạn sẽ được tiếp xúc với đủ thể loại quảng cáo liên tục nhắm vào nhu cầu của bạn, ngập tràn trên màn hình, bảng tin, thậm chí là trong hòm thư với tỷ tỷ chương trình khuyến mãi, hòng bon rút tiền của bạn. Nội dung các bản tin vốn dĩ là bất khả xâm phạm, nhưng giờ đây chúng cũng được thuê để chèn thêm nội dung quảng cáo. Nếu sử dụng một cách khôn ngoan, những ưu đãi này có thể giúp bạn mua được những thứ mình cần với giá rẻ hơn, nhưng cũng dễ khiến bạn lãng phí tiền vào những thứ bạn không thực sự cần đến. Trong thị trường bán lẻ ngoại tuyến, cuộc khảo sát 1.000 người Mỹ trưởng thành qua điện thoại vào năm 2014 cho thấy khoảng 75% trong số họ đã từng mua sắm bột phát. Một quyết định mua sắm đột ngột mà không hề có trong kế hoạch của bạn khi bước vào cửa hàng. Nhìn chung thì hứng thú chính là liều kích thích lớn nhất. Nhưng đàn ông thường mua nhiều hơn khi say, còn phụ nữ thì tiêu dùng thả phanh khi họ thấy buồn chán. Và cả hai giới đều mua sắm khi tức giận. Một nửa trong số họ cảm thấy hối hận khi hóa đơn đến hạn thanh toán. Hãy cân nhắc trước khi mua hàng. Còn ở trên mạng, sở thích và thói quen của bạn bị theo dõi và chia sẻ bởi các công cụ tìm kiếm, các nền tảng truyền thông xã hội và công ty quảng cáo. Các thuật toán đề xuất tinh vi đang ngày đêm làm việc để đưa chúng ta đến với những quyết định mua sắm bột phát. Và bởi bạn chẳng cần phải mất công đi ra khỏi nhà mà chỉ cần một cú nhấp trên cổng thương mại điện tử, nên tính bột phát sẽ càng cao hơn nữa. Tại sao mua sắm lại trở thành một trong những thú vui phổ biến ở nước ta? Bên cạnh sự dễ dàng trong việc tiếp cận những dịch vụ hàng hóa cần thiết, nỗ lực mua sắm là để lấp đầy vô số nhu cầu của ta. Nhưng thường sẽ không lấp được hết vì chúng ta mua sắm thường xuyên. Ta tự thưởng cho mình sau khi hoàn thành tốt công việc. Ta tự an ủi mình để chống lại cảm giác đau buồn. Ta bị lòng tự tôn thúc đẩy, ham muốn khẳng định bản thân và địa vị. Và trong trường hợp bạn đến trung tâm thương mại, đó có thể là do nhu cầu tương tác với xã hội. Tiêu dùng dường như là niềm vui ưa thích của chúng ta, là chứng nghiện quốc dân, là phương thức lạm dụng vật chất. Vậy ta phải làm sao? Đừng coi mua sắm như một phần thưởng, một phương thức giải tỏa hay giải trí. Hãy hạn chế tiếp xúc với những ưu đãi hấp dẫn bằng cách bật chế độ từ chối email quảng cáo hoặc ít nhất là lọc chúng ra khỏi hòm thư chính của bạn. Hãy tìm hiểu về truyền thông để biết được ai là người trả tiền cho những nội dung bạn đang đọc. Từ đó nhận ra những nội dung quảng cáo ẩn trong bài viết. Quan trọng nhất là hãy rèn thói quen chỉ mua sắm những thứ thật sự cần thiết. Nó giống như việc chúng ta đang vận động cơ bắp, những cơ bắp cần kiệm. Qua thời gian, những cơ bắp cần kiệm ấy dần trở nên mạnh mẽ và bạn sẽ sớm không còn bị ảnh hưởng bởi nội dung quảng cáo nữa. Bạn tiết kiệm được nhiều tiền hơn, đồng thời giữ được sự tỉnh táo nữa. Thứ hai, sống trong hạn mức chi tiêu của bạn. Khái niệm này đã lỗi thời đến nỗi một số độc giả còn không biết nó có nghĩa là gì. Sống trong hạn mức chi tiêu có nghĩa là chỉ mua những gì bạn đủ khả năng chi trả, tránh vay nợ, trừ khi bạn đảm bảo có thể thanh toán kịp thời và luôn có một khoản dự phòng lúc khó khăn. Ở các thế hệ trước thì đây là phong cách sống phổ biến. Trước khi tín dụng được biết đến rộng rãi, việc sống vượt trên hạn mức chi tiêu giống như đồng xu hai mặt. Một mặt sáng bóng chính là những gì bạn muốn ngay lúc này. Mặt xỉn màu là bạn sẽ phải trả giá bằng cuộc sống của mình, kèm theo lãi suất. Mua sắm bằng vay nợ tín dụng, từ nhà cho đến xe hay những chuyến du lịch thường sẽ dẫn đến hậu quả phải trả một cái giá gấp 3 lần giá gốc. Một chuyến đi Hawaii 2 tuần trong năm nay liệu có đáng để làm việc cật lực thêm 4 tháng trong năm sau không? Điều đó không có nghĩa là
bạn phải vứt bỏ hết thẻ tín dụng. Bạn chỉ cần tránh dùng đến chúng nếu không có khả năng thanh toán ngay. Chúng ta đều biết thẻ tín dụng có thể là vị cứu tinh cho những người bỗng dưng rơi vào tình cảnh khó khăn. Tuy nhiên, điều quan trọng là ta cần phân biệt được những thứ thiết yếu và đam mê mua sắm để nợ nần càng ít càng tốt. Sống trong hạn mức chi tiêu nghĩa là hãy đợi đến khi bạn có tiền rồi mới quyết định mua gì đó. Điều này giúp bạn tránh được khoản tiền lãi vay tín dụng. Nó cũng cho bạn một khoảng thời gian chờ. Trong lúc đó, bạn có thể suy ngẫm và sau đó nhận ra rằng thực ra có một số thứ bạn cũng không muốn mua cho lắm. Mặt sáng của việc sống trong hạn mức là bạn sẽ sử dụng và tận hưởng những gì đang có và có được sự thỏa mãn đúng nghĩa. Đó có thể là chiếc xe hơi đã mua 10 năm nhưng vẫn còn chạy tốt, chiếc áo khoác thân yêu hay ngôi nhà cũ. Nó cũng đồng nghĩa với việc bạn có đủ khả năng để vượt qua giai đoạn kinh tế khó khăn sắp tới, và nó chắc chắn sẽ tới. Thứ ba, giữ gìn những gì bạn đang có. Có một thứ mà chúng ta luôn muốn giữ gìn để nó tồn tại càng lâu càng tốt, cơ thể của chúng ta. Và lý thuyết phòng bệnh hơn chữa bệnh cũng giúp ta tiết kiệm được rất nhiều tiền. Chẳng hạn việc chăm sóc răng miệng sẽ tiết kiệm được hàng nghìn đô tiền khám chữa nha khoa. Chỉ tiêu thụ những thực phẩm phù hợp với cơ thể, dựa theo nhu cầu sức khỏe chứ không phải khẩu vị, có thể giúp bạn tiết kiệm được hàng nghìn đô khám chữa bệnh, chưa kể còn giúp kéo dài tuổi thọ. Hãy mở rộng nguyên tắc này để áp dụng cho tài sản của bạn. Khâu vá lại quần áo sờn rách, đóng lại đế giày, thay ổ cứng máy tính hay bổ sung thêm RAM. Thường xuyên thay dầu để kéo dài tuổi thọ cho xe hơi, vệ sinh sạch sẽ các dụng cụ để chúng có thể hoạt động với hiệu suất tối đa. Đừng để máy sấy và máy hút bụi bị kẹt bởi những búi tóc và trở thành đồ bỏ. Thường xuyên vệ sinh lá nhôm tủ lạnh để tiết kiệm điện năng và giúp tủ lạnh bền hơn. Điểm khác biệt giữa sinh vật với máy móc đó là máy móc không thể tự phục hồi. Nếu bạn thi thoảng bị đau đầu và mặc kệ chúng, cơn đau đầu sẽ tự biến mất. Nhưng nếu bạn bỏ qua những âm thanh kỳ quặc phát ra từ dàn máy tính hay động cơ xe hơi, khả năng thiệt hại sẽ rất lớn và tiền sửa cũng rất cao. Nhiều người trong số chúng ta đã sống với sự thừa thãi quá lâu đến nỗi không còn khái niệm giữ gìn tài sản nữa. Ta thường tự nói rằng hỏng thì mua cái mới. Nhưng mua cái mới tức là lại tốn thêm tiền. Và nhiều món đồ qua thời gian đã không còn được bày bán nữa. Chúng ta cần điều chỉnh tư duy của bản thân rằng sửa chữa vẫn tốt hơn là thay mới. Thứ tư, mua là phải tận dụng. Lần cuối cùng bạn mua quần áo mà thực sự sẽ mặc chúng là khi nào? Nếu không phải do ngành công nghiệp thời trang cùng với sự nhàm chán, chúng ta đã có thể tận hưởng một tủ quần áo với những món đồ cơ bản trong nhiều năm. Hãy kiểm kê lại tài sản của mình. Bạn chỉ đơn giản mua về phiên bản mới của dòng điện thoại mình dùng năm ngoái, đồ nội thất, dụng cụ bếp núc, ga trải giường, hay bạn thực sự đã tận dụng chúng. Nghĩ xem bạn sẽ tiết kiệm được bao nhiêu nếu tận dụng chúng thêm 20% nữa. Nếu bạn tính thay ga giường 3 năm một lần, hãy thử tăng lên thành 4 năm một lần. Nếu 4 năm bạn lại đổi ô tô mới, hãy giãn thời gian thành 5 năm. Nếu mỗi mùa đông bạn lại mua một chiếc áo khoác mới, hãy thử xem nếu thay áo khoác 3 năm một lần thì sao? Và mỗi khi bạn định mua thứ gì, hãy tự hỏi liệu mình còn món nào tương tự ở nhà mà vẫn còn mới toanh không nhỉ? Một cách khác để tiết kiệm tiền đó chính là đặt câu hỏi trước khi vứt bỏ thứ gì, rằng liệu còn cách nào để tái sử dụng nó hoặc một phần của nó không? Khăn lau bát và quần áo cũ có thể trở thành rẻ chui, tạp chí cũ có thể dùng làm mồi nhóm lửa. Trên mạng đầy rẫy những phương pháp làm đồ tự chế đầy sáng tạo giúp bạn tái chế những vật dụng hàng ngày. Một lời khuyên dành cho những người đang sống cần kiệm. Việc tận dụng một thứ gì đó không có nghĩa là để việc cố gắng sử dụng nó khiến bạn thấy phiền phức. Nếu bạn phải lần mò đủ kiểu để cái bóng đèn chịu sáng lên trong khi đã từng cố gắng sửa nó rồi, vậy nó không đáng để bạn phải tiêu tốn thêm một năm năng lượng cuộc sống, ngày ngày dỗ dành nó, chịu hoạt động đâu. Nếu xe hơi của bạn nằm trong xưởng sửa chữa và tiêu tốn cả một đống tiền, còn lâu hơn thời gian nó phục vụ bạn, thì đến lúc bạn cần tậu một chiếc mới rồi đấy. Nếu đôi giày chạy cũ đã mất độ đàn hồi khiến đầu gối bạn bị đau, thì tiền đi mua một đôi giày mới đang giảm giá chẳng hạn sẽ rẻ hơn tiền phẫu thuật đầu gối đấy. Thứ năm, tự làm mọi thứ. Bạn có thể tự thay bóng đèn hoặc một vài chi tiết đơn giản trong xe hơi không? Sửa đoạn ống nước bị rò rỉ,
tự kê khai thuế, tự làm quà tặng, thay lốp xe đạp, tự làm mọi công đoạn để nướng một chiếc bánh, đóng giá sách, sửa chữa đồ nội thất, tự trồng cây, tự thiết kế website, cắt tóc cho mọi người trong nhà, tự thành lập doanh nghiệp, hoạt động phi lợi nhuận của riêng mình. Cuộc sống đã từng đơn giản như vậy khi chúng ta học được những kỹ năng cơ bản từ bố mẹ. Giờ đây, phần lớn chúng ta đóng vai trò người tiêu dùng với hàng loạt dịch vụ hàng hóa được phục vụ tận răng. Để đảo ngược quá trình ấy, hãy tự hỏi mình mỗi khi định thuê người làm giúp việc gì. Mình có tự làm được không? Học cách làm thì có mất gì không? Liệu kỹ năng đó có hữu dụng không? Cuộc cách mạng sản xuất đang khiến trào lưu tự túc phổ biến trở lại và các nhà xưởng, nơi đồ điện tử, vải, gỗ và dây sẽ được tái sử dụng nhờ vào bàn tay khéo léo của người thợ đang mọc lên như nấm sau mưa. Nhưng phải công nhận rằng những sản phẩm đồ điện đòi hỏi kỹ thuật và khó định hình đến mức hiếm có người nào đủ can đảm để tự sửa chữa chúng. Ví dụ, ngày xưa xe hơi vẫn chỉ là một cỗ máy mà người ta có thể sửa ở khoảng sân sau nhà. Nhưng giờ đây, chúng là những cỗ máy tinh vi có thể làm hầu hết mọi thứ, chỉ thiếu điều hoàn toàn tự lái nữa thôi. Và điều đó đòi hỏi thợ sửa phải là những người có kỹ thuật và lành nghề. Nhiều năm trước, khi Tina Yu còn trẻ và sống ở Fiji trong nhiều tháng với người chồng làm bác sĩ, bà cảm thấy rất xấu hổ khi người dân bản địa có vẻ tôn kính họ. Bà đã cố gắng làm giảm sự tôn kính ấy xuống mức độ thích hợp nhưng không thành. Sau đó, bà phát hiện ra rằng người dân ở đây tự làm và tự sửa chữa mọi vật dụng thiết yếu và họ cho rằng Tina và Charles đã tự làm ra máy nghe đài bán dẫn, đồng hồ đeo tay và máy đánh chữ của họ. Họ không biết rằng những thứ này được làm ra bởi người khác và Tina với Charles thì chẳng biết chút gì. Những kỹ năng sống và tồn tại cơ bản có thể học được trên mạng, trong sách, trong các khóa học online và lớp học dành cho người lớn. Trong kho tàng phát triển của thế giới, YouTube, ta có thể học làm hoặc sửa chữa mọi thứ. Mọi sự cố đều có thể coi là cơ hội để học hỏi. Thứ gì bạn không thể làm hoặc lựa chọn không làm, bạn có thể thuê người khác. Từng đơn vị năng lượng mà bạn đầu tư vào sự cố ấy không chỉ dạy bạn nhiều điều quý giá để ứng dụng cho lần tiếp theo, mà còn giúp bạn tránh lặp lại sai lầm và tiết kiệm được khá khá tiền sửa. Chắc chắn là thay thế một số thứ sẽ rẻ hơn là sửa chữa chúng. Nhưng nếu bạn tò mò hoặc muốn thử sức, hay đơn giản là bạn nghĩ thế hệ tương lai sẽ phải khổ sở với những món đồ bỏ đi của bạn, hãy lên mạng và tìm hiểu đi. Một FIer nọ kể cho tôi chuyện hệ thống sửa nhà cô ấy bị hỏng giữa mùa đông. Ba công ty đã cử thợ sửa đến để đánh giá tình hình và đưa ra báo giá. Cả ba đều khẳng định hệ thống gặp cùng một sự cố như nhau, nhưng mỗi người lại đưa ra phương án sửa chữa khác biệt. Vậy là cô quyết định tự nghiên cứu, ngẫm nghĩ về mê cung đường ống, đưa ra dự đoán có cơ sở và chọn công ty có phương án xử lý gần với phân tích của cô nhất. Nhờ vậy tiết kiệm được hàng trăm đô la tiền sửa chữa không cần thiết, hay thậm chí là có nguy cơ gây hại cho hệ thống sưởi của cô. Bằng cách đứng cạnh và quan sát người thợ làm việc, cô đã nắm được một số phương pháp nhằm tránh mắc phải những sai lầm chết tiền và tiết kiệm được thời gian qua việc thực hiện một số thao tác đơn giản hơn. Một người lao động điển hình hẳn sẽ được trả tiền gấp nhiều lần để làm những việc mà cô đã làm. Và cô cảm thấy may mắn vì đã tiết kiệm được tiền bởi cuộc sống trong thế giới hiện đại sao mà đắt đỏ quá. Thứ 6. Dự đoán nhu cầu của bạn. Suy nghĩ khi mua sắm có thể tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể. Nếu có đủ thời gian, bạn có thể sẽ tìm được món đồ mình cần với giá rẻ. Hãy lập danh sách những thứ bạn đoán sẽ cần mua trong năm tới. Tìm hiểu thương hiệu, tính năng và khoảng giá của chúng. Sử dụng công cụ hỗ trợ từ trang web có ưu đãi mà bạn yêu thích. Các cửa hàng trực tuyến hoặc những trang web quảng cáo theo phân loại như Craigslist để nhận thông báo khi món đồ bạn cần có hàng hoặc được giảm giá. Việc luôn trong tâm thế sẵn sàng săn hàng giảm giá sẽ giúp bạn mua được đồ giá rẻ bởi các hãng thường chỉ giảm giá vào khoảng thời gian vài ngày, vài giờ hay thậm chí là vài phút. Hãy theo dõi những đợt giảm giá gần với những ngày lễ lớn trong năm. Đặc biệt là các cửa hàng ngoại tuyến vẫn đăng tin quảng cáo trên những tờ báo địa phương. Đối với những mặt hàng đắt đỏ như xe hơi, máy tính hay điện thoại di động, hãy đợi đến khi phiên bản của năm sau sắp ra. Khả năng cao là bạn sẽ mua được phiên bản năm nay với giá hời. Bằng cách quan sát độ mòn của chiếc lốp xe phía bên trái trong khi tuổi thọ của nó vẫn còn sử dụng được,
hoặc dự đoán khi nào mình cần bay chuyến bay tiếp theo, bạn có thể đoán trước nhu cầu của mình. Trong trường hợp khẩn cấp, việc mua sắm tại những cửa hàng tiện lợi bên đường có thể rất tốn kém. Dự đoán trước nhu cầu của bản thân rằng nửa đêm bạn sẽ muốn ăn vặt. Sữa đến giữa tuần này là hết, hoặc giấy vệ sinh sắp hết rồi. Bạn sẽ tránh được việc phải chạy ra cửa hàng tiện lợi để mua đồ. Thay vào đó, bạn có thể mua ở siêu thị hoặc sắm trên mạng. Nhờ vậy, xét về lâu dài, chúng ta có thể tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể. Dự đoán nhu cầu cũng loại bỏ được một trong những mối nguy lớn nhất đối với đời sống cần kiệm của bạn, mua sắm bột phát. Nếu như trước khi ra khỏi nhà lúc 3:05, bạn xác định món đồ nọ không nằm trong danh sách cần mua, thì lúc 3:10, đứng trước kệ đồ lặt vặt ở quầy thanh toán, bạn vẫn không cần đến nó. Không phải là bạn chỉ nên mua đúng những thứ trong danh sách đã ghi, hoặc dù đối với những người dễ phát sinh tình trạng mua sắm bột phát thì đây là ý khá hay. Nhưng bạn cần phải suy tính cẩn trọng trước khi quyết định mua đồ. Việc cho rằng mình đoán là mình cần nó khi đứng trước dụng cụ hỗ trợ người thuận tay trái hay chiếc áo len lông cừu sẽ không hề giống với việc bạn đã có sẵn một danh sách cần mua và nhận ra rằng đây là món hời mình vô tình bắt gặp. Chẳng hạn bạn từng nghe về định luật Parkinson. Công việc luôn tự mở rộng ra để chiếm đủ thời gian được ấn định của nó. Ta có thể suy ra từ đó rằng nhu cầu sẽ mở rộng để bao gồm bất cứ thứ gì bạn muốn mua khi thấy hứng thú. Thứ 7, tìm hiểu trước giá trị, chất lượng, độ bền, độ đa năng và giá cả. Hãy nghiên cứu món đồ bạn định mua, đồng thời đọc bình luận, đánh giá và xếp hạng dựa trên ý kiến số đông từ những trang web uy tín và trang thương mại điện tử. Quyết định xem bạn thấy tính năng nào là quan trọng nhất. Đừng phát cuồng vì khuyến mãi và thấy cái gì rẻ cũng mua. Nếu bạn tính mua thứ gì để sử dụng thường xuyên trong thời gian dài, thì độ bền mới là điều kiện tiên quyết. Rõ ràng, mua đồ càng rẻ thì càng tiết kiệm được nhiều. Nhưng mua một món đồ $40 dùng được 10 năm thì vẫn hời hơn khoảng $20 so với món đồ $30 nhưng 5 năm đã phải đổi. Tính đa năng cũng là một yếu tố nên cân nhắc. Mua một món đồ trị giá $10 nhưng có thể sử dụng thay cho 4 món đồ khác nhau có giá $5 mỗi món. Việc này có thể giúp bạn tiết kiệm được hẳn $10. Một chiếc nồi cỡ lớn có thể thay thế cho rất nhiều dụng cụ nấu nướng khác như nồi cơm điện, nồi hâm, nồi gang, chảo chiên ngập dầu, nồi làm mì Ý. Vậy nên nếu bạn thực sự muốn sử dụng thứ gì, hãy lựa chọn món đồ đa tính năng và có độ bền cao. Đây chính là một cách để tiết kiệm tiền. Nhưng nếu thi thoảng mới dùng đến món đồ đó, thì hẳn chẳng ai muốn bỏ thêm tiền mua đồ xịn làm gì. Nắm bắt được nhu cầu của bản thân và thông tin về hàng hóa định mua có thể giúp bạn chọn được món đồ ưng ý. Bạn có thể học hỏi để có được con mắt tinh tường và cẩn thận kiểm tra món đồ định mua để đánh giá chất lượng của nó. Đường may trên trang phục có chắc chắn không? Đường cắt vải có gọn không? Chất vải có bền không? Phần chốt gắn các bộ phận có chắc chắn không? Chất liệu bền hay không? Nội thất đóng đinh, đính ghim hay bắt vít? Bạn sẽ phải trở thành chuyên gia về chất liệu để biết được tuổi thọ của một món đồ, giống như những người tiểu phu có thể biết được tuổi thọ của một cái cây chỉ qua số vòng vân gỗ. Thứ 8. Mua hàng giá rẻ. Có vô số cách để săn hàng giá rẻ. Các trang web so sánh, quyết định mua đồ là sự nâng lên đặt xuống giữa giá cả và các giá trị như sự tiện lợi, hàng tuyển chọn, sự ưu tiên cho sản phẩm nội địa, các yếu tố môi trường và xã hội. Bạn sẽ muốn trả nhiều tiền cho mọi món đồ mua từ cửa hàng địa phương hơn là mua sắm online. Nhưng nhiều hơn bao nhiêu? Để đưa ra quyết định, bạn sẽ cần so sánh giá cả. Hãy sử dụng những công cụ hoặc các trang tìm kiếm cho phép bạn cùng lúc xem được giá sản phẩm trên nhiều trang. Đối với những cửa hàng ở địa phương không có danh mục sản phẩm trên mạng, hãy gọi cho họ để xem món đồ nào có sẵn và món đồ nào họ có thể đặt hàng. Mức giá ưu đãi nhất là bao nhiêu? Rất nhiều cửa hàng cả trực tuyến lẫn ngoại tuyến có dịch vụ khớp giá. Họ tôn trọng mức giá thấp hơn từ những cửa hàng ở vùng lân cận hay những nhà bán lẻ trực tuyến. Một số cửa hàng còn cam kết hoàn lại tiền nếu như bạn tìm được món hàng đó với mức giá thấp hơn tại cửa hàng khác, với điều kiện là chỉ trong một thời gian nhất định sau khi bạn mua hàng. Đặc biệt là với những mặt hàng đắt đỏ, việc trở thành một người mua sắm thông thái có thể giúp bạn tiết kiệm được hàng nghìn đô la. Mặc cả, bạn có thể đề nghị được giảm giá khi thanh toán, yêu cầu giảm giá những món đồ bị lỗi hoặc có thể yêu cầu giảm giá ngay cả khi ngày mai chương trình giảm giá mới diễn ra.
bạn cũng có thể yêu cầu mức giá ưu đãi nếu mua nhiều sản phẩm cùng lúc. Bạn có thể yêu cầu được giảm giá mọi lúc mọi nơi, phải liều mới lãi được nhiều. Mặc cả đã là một truyền thống lâu đời trong buôn bán, thường thì giá niêm yết của bất kỳ sản phẩm nào cũng đều được tính cao hơn một chút rồi. Nếu bạn mua xe mới, bạn sẽ không cần mù quáng, lao vào mặc cả. Thường các đại lý sẽ có ưu đãi hàng tháng được cập nhật trực tuyến. Vậy nên bạn có thể dễ dàng bắt đầu thương lượng từ một mức giá hợp lý. Mỗi khi tôi mua xe mới, tôi gọi cho tất cả người bán trong bán kính 100 dặm và có được chiếc xe với giá thấp hơn 30-50% so với giá niêm yết. Ví dụ, hồi năm 2017, tôi đã tăm tia một chiếc Sunrider đã qua sử dụng, đậu ở bãi đỗ xe. Dòng xe cổ này rất có giá và hiếm gặp. Tôi liền lái thử nó. Động cơ phát ra tiếng ồn và chiếc xe đi chậm như rùa. Nhưng với vốn hiểu biết của mình về động cơ kiểu cũ, tôi biết cách sửa nó. Chiếc xe đã bị ngập nước và một bên chốt cửa bị hỏng. Tôi lái xe quay trở lại với vẻ mặt khó chịu và nói rằng xe có quá nhiều vấn đề, tôi không muốn mua nữa. Người bán xe vội hỏi xem tôi thấy mức giá nào là phù hợp. Tôi trả giá còn một nửa so với mức niêm yết và anh ta đồng ý bán luôn. Mặc cả một chút cũng chẳng mất gì. Ta có thể mặc cả ở bất kỳ đâu, từ những cửa hàng phụ tùng ở địa phương cho đến các hãng quần áo lớn. Một trường hợp điển hình là gần đây, tôi có đi mua giày chạy mới. Một đôi giày giá niêm yết là 95 đô la, đang nằm trên giá trưng bày đặc biệt mà không gắn mác giá. Chúng vừa khít chân tôi. Tôi hỏi nhân viên giá của nó, anh ta đáp 39,95 đô la. Tôi hỏi lại, 30 đô la thôi có được không? Anh ta cân nhắc một lúc rồi nói, 28 đô la. Rõ ràng, mức giá anh ta đưa ra còn thấp hơn cả mức giá mà tôi mặc cả. Nhưng tôi đủ khôn ngoan để im lặng rút ví ra và tận dụng thời cơ mua được món đồ giá rẻ. Phương pháp này áp dụng hiệu quả nhất trong những cửa hàng tự phát, khi người chủ tiệm có quyền quyết định giá bán. Vậy nên nếu như những cửa tiệm thuộc chuỗi thương hiệu thường niêm yết sẵn giá, có giá rẻ hơn, ít nhất hãy cho người chủ tiệm đồ tự phát có cơ hội thương lượng giá cả. Mua đồ thanh lý. Hãy xem xét lại thái độ của bản thân trước việc mua đồ đã qua sử dụng. Hầu hết chúng ta đều sống trong những ngôi nhà đã qua sử dụng. Ai đó đã xây nhà của bạn và sử dụng vòi hoa sen, nhà vệ sinh, tủ lạnh. Khoản chi phí lớn nhất trong năm đầu tiên sở hữu một chiếc ô tô chính là chi phí khấu hao, trung bình mất khoảng gần 20% giá mua ban đầu. Mua chiếc xe đã qua sử dụng vài năm hoặc thậm chí vài tháng có thể giúp bạn tiết kiệm được hàng nghìn đô la. Nhưng những món đồ khác thì sao? Những trang thương mại điện tử như là Craigslist và eBay là nơi tuyệt hảo để tìm mua đồ thanh lý. Các ứng dụng truyền thông xã hội cũng có thể là thị trường kết nối kẻ bán và người mua. Những món hàng như xe hơi, đồ nội thất thường mất giá rất nhanh. Vậy nên, mua được chiếc sofa gần như còn mới hoặc bộ dao thỉa dĩa thanh lý trên Craigslist có thể tiết kiệm được rất nhiều. Nếu bạn thà chết chứ không chịu bước vào cửa hàng đồ đã sử dụng second hand, vậy hãy nhìn kỹ xung quanh thành phố của mình mà xem. Quần áo hàng thùng giờ đây đã trở thành một dạng trào lưu thời trang. Quần áo, dụng cụ nhà bếp, đồ nội thất, rèm cửa, vân vân. Tất cả đều có thể tìm thấy trong những cửa hàng đồ second hand. Và có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên về chất lượng của chúng đó. Trên thực tế, nhiều tín đồ mua sắm thường thanh lý lại những món đồ mới toanh cho các cửa hàng second hand để cân bằng phần nào khoản chi phí mua mà họ bỏ ra. Còn nếu bạn vẫn nhất định không chịu tới những cửa hàng second hand, hãy cân nhắc đến các cửa hàng đồ ký gửi. Giá cả sẽ cao hơn một chút, nhưng đương nhiên là chất lượng hàng hóa cũng tốt hơn. Theo kinh nghiệm của tôi thì các cửa hàng second hand là nơi tốt nhất để mua quần áo. Nhưng các hội chợ giảm giá mới là thiên đường bán trang thiết bị, đồ nội thất và đồ gia dụng. Nếu bạn đến thật sớm, sớm đến mức cả chủ cửa hàng còn chưa kịp ăn sáng, thì bạn có thể mua được những món đồ hiếm, trừ khi người ta từ chối tiếp bạn vì đến quá sớm. Mặt khác, khi hội chợ giảm giá sắp kết thúc, người ta chỉ muốn bán hàng càng nhanh càng tốt để còn dọn về, và thường thì giá nào họ cũng chấp nhận. Ở một số nơi vẫn còn tồn tại chợ trời hoặc chợ hàng trao đổi. Tại đây, bạn có thể thấy người ta bán đủ thứ trên đời. Những món đồ giả giống y như thật, người mua nên cẩn thận. Những bộ sưu tập tất tần tật mọi thứ. Còn có những gia đình đang cố thanh lý đồ đạc thật nhanh, bởi họ sắp chuyển đi nơi khác. Bất kể bạn săn ưu đãi trên Craigslist hay ghé qua những hội chợ giảm giá, hãy chắc chắn rằng mình chỉ tiêu tiền vào đúng thứ bản thân cần, chứ không phải tích thêm một đống rác vô dụng về nhà chỉ bởi nó rẻ quá mà. Câu nói, đồ thừa của người này là của báu của người kia.
cũng là một cách gợi nhắc việc bạn có thể sở hữu những món đồ thanh lý không tốn một xu từ mạng lưới cho và nhận, hoặc các dự án chẳng mất tiền mua. Những tấm kính cửa sổ lớn được dỡ ra từ các căn nhà có thể cải biến để trở thành nhà kính cho nông dân thay vì bị đưa đến hố chôn rác. Những mạng lưới cho và nhận như thế này đem lại vô số lợi ích cho cả người nhận lẫn người cho và cả trái đất nữa. Thứ 9. Dùng nhiều cách để đáp ứng nhu cầu của bản thân. Có hàng trăm, hàng nghìn cách để đáp ứng một nhu cầu. Kinh tế học truyền thống sẽ khiến bạn tin rằng có nhiều thứ khác tốt hơn có thể thỏa mãn bất kỳ nhu cầu nào và chỉ cần quẹt thẻ tín dụng là xong. Nhưng ai dám nói rằng cuộc sống cần kiệm thì rẻ hơn nên ít niềm vui hơn? Ví dụ, cách tốt nhất để nâng tinh thần cho bạn là gì? Thuốc chống trầm cảm, chạy bộ, liệu pháp nhận thức, thay đổi cảnh quan, đi xem phim hài, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, đi mua sắm giải khuây. Cách nào hiệu quả với bạn nhất? Bạn có nhiều phương pháp hay chỉ một mà thôi? Khi cảm thấy kiệt sức, bạn sẽ làm gì? Nghỉ ngơi, tập thể dục, nạp chút caffeine hay sử dụng các liệu pháp, mua sắm hoặc trò chuyện, xem TV. Nói cách khác, có sự khác biệt giữa nhu cầu và những việc chúng ta sẽ làm để thỏa mãn nhu cầu đó. Ví dụ như tự do là một nhu cầu cơ bản. Nhưng nếu đối với tôi tự do nghĩa là du lịch, vậy điều mà tôi thực sự tìm kiếm là gì? Những giá trị và mong muốn nào ẩn sau nhu cầu cốt lõi ấy? Thường thì đó chính là cảm giác mới lạ, kích thích và ý muốn thoát khỏi những công việc thường nhật đôi khi thật tẻ nhạt. Nhưng liệu tôi có cần đi tới những nơi xa thật xa để tìm kiếm trải nghiệm mới lạ đó không? Hãy nhớ rằng những giải pháp thay thế để hướng tới lối sống cần kiệm không có nghĩa là phải hạ cấp niềm vui của bản thân. Chỉ cần đảm bảo rằng mình nhận được chính xác những gì bản thân đang tìm kiếm với giá rẻ hơn hoặc không tốn đồng nào. Tôi không giới hạn bản thân mà tôi tập trung vào chính mình. Việc thoát khỏi các hoạt động thường nhật chán ngắt có thể là buông bỏ những tiêu chuẩn cứng nhắc. Ví dụ như không cần dọn nhà quá sạch, những trách nhiệm nặng nề, đừng lúc nào cũng nhận lời giúp đỡ người khác và một số thói quen cố hữu. Ví dụ như cái gì tự làm được thì nhất định không thuê người làm. Khi giá nhiên liệu tăng cao, bạn có thể lựa chọn những địa điểm không quá xa để đi thăm thú, ngắm cảnh ở nơi có thể lái xe đi và về trong ngày, và khám phá những con người cùng địa điểm mới lạ ngay gần nơi mình sống. Ngay cả việc cắm trại trong công viên cách nhà khoảng 100 dặm cũng khiến tôi có cảm giác như được lên rừng hoặc xuống biển với mùi hương và cảnh vật tựa tựa thế. Một chuyến tham quan những khu vực gần nhà có thể giúp bạn khám phá ra nhiều vẻ đẹp tiềm ẩn, như là khu vườn đầy hoa xinh đẹp phía bên kia hàng rào hay những câu chuyện thú vị của người hàng xóm. Khi bạn để tâm đủ lâu, những chi tiết và thi vị ở nơi bạn sống sẽ dần dần hiện ra. Bạn thấy không, những phương án thay thế không hề làm ta thấy thiệt thòi. Quan trọng là ở khả năng sáng tạo mà thôi. Những phương án thay thế khi sóng vai cùng năng lực sáng tạo sẽ giống như một lời nhắc nhở chúng ta rằng thứ mà ta tìm kiếm khi mua món đồ mới chính là sự thay đổi trong cảm xúc. Khi đói, ta ăn để có cảm giác thỏa mãn cơn đói. Khi cô đơn, ta tham gia câu lạc bộ hoặc đi hẹn hò để cảm thấy được kết nối. Khi thấy buồn chán, ta xem phim, đọc tạp chí hoặc đi du lịch để tìm lại cảm giác phấn khởi. Nhưng hầu hết nhu cầu của chúng ta không phải là kiểu nhu cầu cần được đáp ứng về mặt vật chất. Theo những phương án thay thế, thì nếu như bạn hứng lên muốn đi mua sắm, hãy bỏ thời gian ngẫm lại nhu cầu của mình và nghĩ xem để đáp ứng được nó thì sự sáng tạo hay việc tiêu tiền là phương án tối ưu hơn. Donella Meadows đã cắt nghĩa điều này rất rõ trong cuốn Beyond the Limits, tạm dịch vượt quá giới hạn. Người ta đâu cần những chiếc xe hoành tráng, thứ họ cần là sự ngưỡng mộ cơ. Họ cũng không cần một tủ đồ chật cứng quần áo mà họ muốn trở nên hấp dẫn và xinh đẹp. Họ cần sự phấn khích. Người ta không cần các thiết bị điện, họ cần thứ gì đó xứng đáng để làm với cuộc đời mình. Người ta cần danh tính, cộng đồng, thử thách, tri thức, tình yêu và niềm vui sướng. Và việc nỗ lực đáp ứng những nhu cầu ấy bằng của cải vật chất cũng giống như việc thiết lập ham muốn không thể chối cãi đối với những giải pháp sai lầm, hòng giải quyết các vấn đề thực tế và không bao giờ thỏa mãn được. Tâm lý trống rỗng chính là một trong những lý do chính khiến chúng ta mong muốn sở hữu nhiều của cải vật chất hơn. Biện pháp thay thế không phải là sự hạn chế, ngược lại, nó chính là sự giải thoát. Nó bỏ đi những giả định và thói quen
nhìn vào sự giàu đẹp của thực tế và lựa ra những thứ đem đến cảm giác thỏa mãn ở sẵn ngay trước mắt bạn. Thứ 10. Làm theo 9 bước của chương trình này. Hàng trăm nghìn người đã thực hiện và thành công. Họ thấy được rằng làm theo những bước này sẽ dẫn đến trải nghiệm mới trong thế giới tiền bạc và vật chất. Đó là sự đổi mới, chứ không phải lời khuyên. Mà nhờ đó ta có thể tiết kiệm được tiền. Tâm lý nghiện mua sắm dạng nhẹ sẽ biến mất. Không còn lối sống khổ hạnh, cũng không còn lối sống buông thả. Tất cả sẽ trở thành khả năng tự đánh giá. Và kết quả là ta thấy hài lòng hơn. Bạn có khả năng chỉ coi chương trình này như một chuỗi lời khuyên, hoặc bạn có thể thực hiện theo các bước đã thấy được sự mầu nhiệm tuyệt vời. Nhưng bước này bao hàm trong cả một hệ thống tiếp cận với tiền và những thứ có thể thay đổi thói quen của bạn bằng cách thay đổi cách nhìn. Tất cả các bước đều rất quan trọng. Chúng hợp lại với nhau và cùng nhau đẩy bạn tiến lên. Tiết kiệm từ những thứ cơ bản. Từ kẻ kiết xu thành người tiết kiệm khôn ngoan. Trong phiên bản trước của cuốn sách này, chúng tôi có một phần đặt tên là 101 cách chắc chắn tiết kiệm được tiền. Nhưng qua thời gian, một số gợi ý của chúng tôi đã không còn phù hợp nữa. Thêm vào đó, nhiều bloggers, podcaster và youtuber cũng cung cấp nhiều ý tưởng với mẹo mới mỗi ngày. Đồng thời có rất nhiều cuốn sách với nội dung tập trung nói về cuộc sống cần kiệm, tối giản, từ du lịch giá rẻ cho đến nấu ăn tiết kiệm, từ tự sửa chữa đồ dùng trong nhà cho đến hướng dẫn tự xây nhà từ nền móng, từ tự nuôi trồng thực phẩm cho đến tạo lập một hệ sinh thái riêng của bạn. Và cuối cùng, hãy nhớ rằng những phương pháp mà bạn tự sáng tạo ra thường sẽ hiệu quả hơn lời chỉ bảo của người khác rất nhiều. Hãy thử đọc câu chuyện sau nhé. Harry Ann nhìn vào tấm biểu đồ trên tường và cân nhắc xem có nên thuê một người quét dọn và một người làm vườn để chăm lo cho ngôi nhà của mình hay không. Anh ta vẫn chưa sẵn sàng để tự túc làm hết những công việc đó mỗi ngày. Anh chợt nhận ra rằng gia đình mình không bao giờ dùng đến phòng ăn lớn. Họ đã quên mất nó và thường ăn trong phòng khách. Nhưng với tư duy FI của mình, anh thấy có thể sửa căn phòng ăn lớn thành một căn hộ cho thuê khép kín. Sau đó, anh tìm được một cặp vợ chồng sẵn sàng dọn nhà cửa sân vườn cho anh. Đổi lại, họ sẽ có chỗ ở. Không có danh sách bí quyết và mẹo nào có thể chỉ ra ý tưởng sáng tạo đó. Tuy nhiên, những bản hướng dẫn vẫn cực kỳ hữu dụng khi ta cần phá vỡ lối mòn và khiến bản thân tư duy sáng tạo hơn. Vậy nên, chúng tôi sẽ thêm vào những mẹo vặt cùng với ví dụ thực tế của phương pháp tư duy FI để bạn có thể tiết kiệm tiền và dùng chúng đổi lấy tự do cho chính mình. Quản lý nợ và tài chính của bản thân. Quy tắc cốt yếu của cuộc sống cần kiệm là tránh xa nợ nần. Bạn đã rất vất vả để có được những đồng tiền trong túi. Vậy tại sao lại sử dụng chúng sai cách và để gông cùm nợ nần đeo bám bạn trên quãng đường đời? Một số người, bao gồm cả tác giả, cố gắng vượt qua cách cuộc sống phải đem tiền trả cho mọi thứ. Nhưng những người nợ các khoản tiền lớn, tất yếu như học phí đại học, mua nhà thế chấp, mua xe hơi, thường tuân theo lối sống cần kiệm để trả nợ càng nhanh càng tốt. Không may là hai phương pháp vay nợ dễ dàng nhất, thẻ tín dụng và vay lãi tính theo ngày, lại là hai nguyên nhân hàng đầu hủy hoại tình hình tài chính của rất nhiều người. Nói bao nhiêu cũng không đủ về tầm quan trọng của việc phải trả hết phần nợ gốc thật nhanh nhằm tránh lãi suất tăng cao và tránh cả việc phải vay nợ lại trong tương lai. Dùng thẻ tín dụng rất tiện lợi, nhưng chỉ khi nào bạn đảm bảo chi trả được toàn bộ số dư nợ hàng tháng mà thôi. Và tháng nào cũng phải làm thế. Nếu không thì hãy dùng tiền mặt hoặc tài khoản tiền gửi. Tương tự với các khoản vay mua xe hơi hoặc mua hàng trả góp, nếu lãi suất thấp hoặc bằng không và bạn có thể tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch trả nợ thì hãy xem xét vay. Nếu không thì cố gắng tích góp cho đủ rồi mới mua thay vì vay mượn ngân hàng rồi đau đầu trả thêm cả tiền lãi lẫn phí. Vài khoản nợ có thể coi như một hình thức đầu tư. Nếu như bạn vay tiền để mua tài sản gì đó có giá trị cao hoặc giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn. Nếu bạn tự tin có thể trả tiền vay thế chấp đều đặn hàng tháng và bạn sống ở nơi mà giá bất động sản đang có xu hướng tăng nhẹ, chứ không phải đang đóng băng hoặc trong cơn sốt đất, thì việc vay thế chấp với lãi suất thấp và cố định có thể là một ý tưởng đầu tư khôn ngoan. Đặc biệt là khi bạn thường được khấu trừ khoản lãi suất vay thế chấp khi quyết toán thuế. Dù sao thì rất nhiều người vẫn cảm thấy thoải mái hơn khi sở hữu một ngôi nhà mà không nợ nần gì cả. Bởi vậy nên họ cần tìm ra phương án tốt nhất
để trả khoản nợ thế chấp càng nhanh càng tốt. Những người trẻ tuổi thường sử dụng khoản vay học phí để nâng cao trình độ học thức của bản thân và từ đó có được cuộc sống dễ chịu hơn. Mặc dù có thể xem như đây là một dạng đầu tư cho tài chính trong tương lai, nhưng không ai lại muốn bắt đầu bước chân ra đời với một khoản nợ khổng lồ trên đầu. Bạn hãy cố gắng săn học bổng và hạn chế dùng đến các khoản vay sinh viên. Nếu không thể thì hãy cố gắng thanh toán chúng càng nhanh càng tốt và khấu trừ tiền lãi vay đó vào phần thuế thu nhập của bạn. Khi vay tiền dưới bất kỳ hình thức nào, hãy nhớ rằng thanh toán đầy đủ khoản tiền cần trả mỗi tháng chính là việc tối quan trọng. Nếu không, thang điểm tín dụng của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Điểm tín dụng thấp sẽ khiến bạn gặp khó khăn trong việc mua hoặc thuê nhà, đồng thời có thể làm tăng mức lãi suất khoản nợ thẻ tín dụng của bạn. Bạn cần biết cách thực hiện các giao dịch ngân hàng chính mà không mất phí. Thậm chí nhiều ngân hàng và liên hiệp tín dụng còn trả thêm một khoản lãi cho bạn nếu đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử. Các liên hiệp tín dụng tồn tại để phục vụ các thành viên thay vì tạo ra lợi nhuận cho cổ đông bên ngoài. Vậy nên, họ thường có mức phí thấp nhất và lãi suất tiền gửi ưu đãi nhất. Bất kể bạn sử dụng ngân hàng nào, cần tránh rút tiền quá hạn mức và sử dụng séc, bởi làm vậy sẽ khiến bạn phải chịu một khoản phí khá lớn. Sử dụng các công cụ miễn phí có sẵn trên ngân hàng điện tử để nhận được cảnh báo khi số dư ngân hàng của bạn quá thấp. Theo dõi các khoản chi và hóa đơn thanh toán tự động của bạn. Có một nơi để sống. Như chúng ta đã nhắc đến trong chương 3, nhà cửa thường là thứ tốn kém nhất trong bảng kê hàng tháng của bạn. Đô thị hóa đang khiến chúng ta phải chịu mức phí sống đắt đỏ. Vậy nên, những ý tưởng sáng tạo trong vấn đề nhà cửa có thể giúp bạn giảm được khoản phí đáng kể. Hãy thử cân nhắc việc chuyển tới sống ở một khu vực có giá nhà rẻ hơn hoặc tìm thêm người ở ghép. Nhờ mạng xã hội mà việc này dễ như ăn bánh. Bạn cũng có thể tiếp tục công việc hiện tại như chuyển qua làm việc từ xa. Đồng thời hãy cân nhắc việc sống trong một căn hộ nhỏ hơn, diện tích trung bình của một ngôi nhà dành cho một gia đình vào năm 1973 là khoảng 150 m². Nhưng tới năm 2015, nó đã là hơn 240 m². Thử nghĩ xem liệu bạn có thực sự cần không gian sống có diện tích lớn đến vậy không? Có thể bạn cảm thấy một căn hộ chừng 18 m² là quá nhỏ, nhưng căn nhà như vậy là đã đạt yêu cầu. Và nhà nhỏ đồng nghĩa với việc bạn chỉ cần dọn dẹp ít hơn và diện tích cần sưởi ấm hoặc làm mát trong nhà cũng sẽ nhỏ hơn, tiết kiệm được rất nhiều năng lượng. Bạn có thể thử sống chung với nhà nhiều người khác. Ở đó bạn có thể chia sẻ giá trị của mình, đồng thời cắt giảm được một phần chi phí. Nếu bạn tìm được một khu dân cư ưng ý, hãy cân nhắc kỹ việc tìm thuê nhà khi mà người chủ chưa giao tin cho thuê nó. Hãy quan sát những dấu hiệu của một ngôi nhà bỏ không, như sân vườn không được làm cỏ hoặc hòm thư đầy ắp không ai dọn dẹp. Tìm thông tin về chủ nhà thông qua cơ quan thuế và hãy thuyết phục bà ấy cho mình thuê nhà. Còn nếu bạn đã có nhà, hãy nghĩ đến việc cho thuê những khu vực bản thân không sử dụng đến. Nếu bạn đang tìm mua nhà mới, hãy mua một căn 2 gian. Bạn có thể sống ở một gian và cho thuê phần còn lại, giúp bạn đỡ được phần nào khoản tiền thế chấp phải trả hàng tháng. Cuối cùng là bạn có thể làm việc từ xa. Công nghệ hiện đại giúp ta có khả năng xử lý công việc từ bất cứ đâu, cho phép những VRs, những người sử dụng phương tiện giải trí di động, làm việc toàn thời gian hoặc những người không phải đến cơ quan, làm việc, có thể sống ở những nơi đẹp đẽ trên khắp thế giới. Thường chi phí sẽ rẻ hơn so với việc ở cố định tại một nơi. Richard Zest có một công việc với mức lương hậu hĩnh nhưng lại ảnh hưởng tới cuộc sống của cô khá nhiều. Cô nghĩ ra rất nhiều dự định tuyệt vời nếu như ngày ngày không phải nộp báo cáo công việc. Cô cảm thấy bản thân bắt đầu liên tục nghĩ đến những lựa chọn thay thế, những cách thoát khỏi công việc mà giờ đây tựa như trốn ngục tù. Chương trình FI đã cho cô một lối thoát, nhưng chính sự khéo léo của Rachel đã đưa cô đến với ánh sáng nơi cuối đường hầm. Rachel nhận ra rằng mình có thể chuyển xuống ở lầu dưới và cho thuê phòng ngủ, rồi dùng tiền cho thuê đó để chi trả khoản vay thế chấp hàng tháng. Cô đã làm vậy, cùng với một số phương pháp sáng tạo khác, cố gắng dành dụm đủ tiền để có thể sống tốt sau khi nghỉ việc. Cara em và Richard em, cả hai đều là họa sĩ, làm công việc chăm nom nhà cửa. Họ được cung cấp nơi ở miễn phí, không cần phải đi lại giữa nhà và nơi làm việc. Trang phục đi làm của họ là vài bộ đồ mua từ cửa tiệm hàng thùng để làm những công việc dọn dẹp, dễ dính bẩn. Và họ có một khoản thu nhập đều đặn hàng tháng.
Điều đó giúp họ không cần phải đi làm hàng ngày như mọi người và có thêm thời gian đầu tư cho hoạt động nghệ thuật. Những chuyến đi, thử nghĩ mà xem, gần như trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại, chúng ta đều đi bộ hoặc ngồi trên những cỗ xe do động vật kéo. Khi đời sống du canh du cư chuyển thành định cư và thâm canh nông nghiệp, hầu hết mọi người cả đời không đi ra khỏi nhà quá 10 dặm. Mãi đến tận năm 1860, Nicolaus Otto mới sáng chế ra động cơ đốt trong đầu tiên mà chúng ta sử dụng đến tận ngày hôm nay. 150 năm đã trôi qua, và cũng chỉ một phần nhỏ người dân trên thế giới sở hữu xe hơi riêng. Còn người ta đi phiêu du và họ luôn luôn vậy. Nhưng chính trí tò mò của ta, chứ không phải các phương tiện động cơ đốt trong, đã đưa chúng ta đi khắp thế gian. Vậy nên, hãy để chúng tôi nêu ra một số quan điểm về việc làm thế nào để trong cuộc sống ngắn ngủi này, chúng ta có thể cần kiệm trong cả những chuyến đi. Đối với nhiều người, xe hơi chính là thứ tài sản lớn thứ hai của họ, chỉ sau căn nhà, và chi phí hàng năm để nuôi một chiếc xe là rất cao, bao gồm bảo hiểm xe, phí đăng kiểm, phí bảo dưỡng, tiền nhiên liệu và chi phí khấu hao. Nếu bạn nhất định phải mua một chiếc xe, hãy chọn chiếc xe an toàn và tiết kiệm nhiên liệu, bảo dưỡng cho thật tốt và giữ gìn nó lâu hết mức có thể. Những việc này tuy vậy lại tiết kiệm hơn việc mua một chiếc xe mới rất nhiều. Ngay cả khi chiếc xe bạn mua đã qua sử dụng một thời gian dài và lái xe ít đi để giữ xe được bền, hãy sử dụng dịch vụ đi xe chung, đi xe buýt, sống gần nơi làm việc. Nếu có thể thì thi thoảng bạn nên làm việc tại nhà. Nếu di chuyển gần thì hãy đi bộ hoặc đạp xe. Hỏi sếp xem liệu bạn có thể đi làm 4 ngày một tuần được không, để giảm bớt chi phí đi lại và tránh phải ra đường vào giờ cao điểm. Những người sống trong thành phố sẽ có nhiều phương án thay thế cho việc sở hữu một chiếc xe hơi, bao gồm việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng, đi chung xe hơi, dùng xe đạp công cộng, thuê xe hợp đồng, bắt taxi và dùng dịch vụ thuê xe truyền thống. Cộng với chi phí đỗ xe cao ngất ngưởng, rõ ràng ngần ấy lựa chọn sẽ rẻ và tiện lợi hơn hẳn việc sở hữu xe riêng khi sống trong thành phố. Ngay cả khi bạn không sống trong thành phố, hãy cố gắng để không phải đổi xe mới. Bạn sẽ để dành được những đồng tiền xương máu của mình và có được rất nhiều lợi ích khác nữa. Rosemary I đã tính toán và khá lo lắng khi quyết định bán đi chiếc xe hơi duy nhất của mình. Thành phố nơi cô sống có trung tâm cung cấp dịch vụ đi xe chung. Vậy nên cô đã đăng ký tham gia để mỗi tuần một lần sẽ ra ngoài mua sắm đồ dùng cho cả tuần tiếp theo tại các tiệm tạp hóa, cửa hàng vật dụng và rất nhiều nơi khác. Cô tính toán chi phí mỗi tháng thuê xe về quê một lần, cộng thêm mỗi tuần thuê xe đi mua sắm một lần, chỉ bằng một phần nhỏ so với các khoản phí bảo hiểm xe cộ, phí đăng kiểm, tiền trả nợ mua xe hàng tháng, phí sửa chữa bảo dưỡng các kiểu cho chiếc xe riêng. Và đôi khi, cô có thể rủ một người bạn đi cắm trại cùng mình bằng xe của người bạn đó và có thêm người cùng đồng hành trong chuyến đi hòa mình vào thiên nhiên. Cô sẽ trả tiền xăng, hai người cùng nhau tận hưởng niềm vui và chia đôi chi phí. Quả là một món hời. Ted White, một người chuyên thiết kế nhà cửa, đã hợp lý hóa hai phương tiện của mình, một chiếc xe bán tải cũ và một chiếc Beater, biến chúng trở thành những công cụ và vật liệu hữu ích cho công việc, bởi cả hai chiếc xe đều không có giá trị gì mấy. Ted từng cho rằng giữ chúng lại thì vẫn tốt hơn, nhưng thực tế không phải vậy. Nhìn vào bảng kê hàng tháng, anh nhận ra rằng sự tiện lợi khi sở hữu hai phương tiện dự phòng phải đổi lại bằng việc chúng ngốn mất một khoản chi phí cao ngất. Sau khi tính toán chi phí mua xe mới, phí bảo hiểm và giấy phép các loại, Ted nhận ra rằng anh chỉ cần thuê xe bán tải giá rẻ mỗi khi cần chúng, và anh đã quyết định bán luôn hai phương tiện cũ kia đi. Chăm sóc sức khỏe bản thân. Chi phí khám chữa bệnh thường rất cao, vậy nên việc duy trì sức khỏe sẽ tốt cho cả thân thể lẫn ví tiền của bạn. Những việc cơ bản giúp bạn bảo vệ sức khỏe là có chế độ ăn lành mạnh, tập thể dục, sinh hoạt điều độ và ít căng thẳng. Những nghiên cứu y khoa liên tục ra đời với nội dung mâu thuẫn với các kết luận trước đó. Nhưng hãy cứ làm theo những khuyến nghị sức khỏe có căn cứ. Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Hãy tận dụng tối đa bảo hiểm y tế của mình, bao gồm cả đi khám dự phòng và xét nghiệm sàng lọc, tư vấn lối sống, kiểm tra sức khỏe tâm thần và tham gia câu lạc bộ sức khỏe nếu có. Nếu bạn đang tự chi trả phí bảo hiểm y tế, hãy sử dụng thận trọng và xem liệu mình có đủ điều kiện thăm khám ở bất cứ cơ sở bệnh viện công với mức giá phải chăng nào không. Nếu bạn về cơ bản là khỏe mạnh, bạn có thể lựa chọn loại bảo hiểm y tế với khấu trừ cao và chi phí bảo hiểm thấp để tiết kiệm tiền. Bảo vệ sức khỏe bản thân
cũng giúp bạn tránh được nguy cơ phải đi cấp cứu, phương án điều trị có chi phí khủng khiếp nhất trong các loại bệnh phí. Diệt mầm bệnh từ trong trứng nước cũng chính là diệt trừ nguy cơ tiêu tốn một núi tiền khám chữa bệnh. Nếu bạn không có bảo hiểm y tế, việc phòng bệnh và so sánh các loại dịch vụ lại càng quan trọng hơn. Hãy để mắt đến những sự kiện chăm sóc sức khỏe. Thường thì ở đó sẽ có dịch vụ khám chữa cơ bản và xét nghiệm máu miễn phí hoặc giá rẻ. Nếu cần chăm sóc răng miệng, hãy tới khoa răng hàm mặt của một trường y nào đó gần nhà. Các sinh viên ở đây thường cung cấp dịch vụ chăm sóc răng miệng rất ổn mà giá cả lại phải chăng. Bên cạnh đó, hãy nhớ rằng một số bác sĩ có thể hành nghề ở nhiều bệnh viện khác nhau. Hãy tìm hiểu xem bác sĩ của bạn làm việc tại những nơi nào và so sánh chi phí khám chữa ở đâu là thấp nhất. Bạn sẽ rất ngạc nhiên khi thấy sự khác biệt về giá phòng lưu trú và chi phí khám chữa giữa các bệnh viện đó. Bởi chi phí phẫu thuật và bảo hiểm y tế tại Mỹ quá cao, hàng triệu người đã di chuyển sang các nước khác để thực hiện các quy trình khám chữa bệnh đắt đỏ. Các tổ chức như Patients Beyond Borders đã giúp các du khách y tế này tìm thấy sự chăm sóc họ cần tại các quốc gia khác, nơi mà chi phí có thể thấp hơn 20-90% so với Hoa Kỳ. Nhưng tôi vẫn cần phải nhấn mạnh rằng, khách hàng hãy cẩn thận trước khi quyết định sử dụng loại hình dịch vụ này. Nếu như bạn gặp biến chứng khi đã trở về Mỹ, bạn vẫn sẽ phải sử dụng dịch vụ với giá Mỹ để điều trị biến chứng đó, ảnh hưởng xấu đến khoản tiết kiệm của bạn. Hãy đảm bảo rằng mình đã nghiên cứu cẩn thận trước khi đặt chân lên con thuyền này. Chia sẻ, trao đổi. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, một trong những con đường dẫn đến hạnh phúc và cuộc sống cần kiệm chính là hòa nhập cộng đồng. Có một cách giúp bạn nhanh chóng kết thân được với cộng đồng và tiết kiệm được tiền, đó chính là chia sẻ. Và như chúng tôi từng nói về ví dụ xe hơi trước đó, chúng ta chia sẻ bằng cách cho thuê hoặc cho mượn. Có những hệ thống được thiết kế đặc thù để làm trung gian môi giới cho các giao dịch như vậy. Danh sách thư tín của khu dân cư tạo ra hệ thống cứu trợ chung gần đó. Với ngân hàng thời gian, người ta đổi thời gian để lấy thời gian. Ví dụ, bạn có thể đổi một lần cắt tóc với một lần được hưởng dịch vụ kiểm tra sức khỏe lâm sàng hoặc giúp họ sửa máy tính. Hãy nghĩ về một kỹ năng bạn có và đem nó đổi lấy một dịch vụ bạn cần. Hãy sáng tạo lên, chia sẻ là hành vi đôi bên cùng có lợi và bạn sẽ nhận được thêm những phần giá trị nhỏ từ cộng đồng trong quá trình đó. Ăn uống. Dù cần kiệm tới đâu thì chúng ta cũng vẫn phải chi tiền cho việc ăn uống. Một khi bạn bắt đầu chú ý tới chi tiêu, bạn sẽ nhận ra ăn uống tốn kém đến mức nào. Hãy dành thời gian tận hưởng những bữa ăn tự nấu ở nhà. Và nếu muốn tụ tập bạn bè, hãy rủ họ về nhà nấu ăn chung thay vì ăn nhà hàng. Điều này chắc chắn sẽ rất tốt cho cả sức khỏe lẫn ví tiền của bạn. Tự trồng rau xanh ăn có thể giúp bạn giảm đáng kể chi phí thực phẩm, đặc biệt là khi bạn đã quen sử dụng những sản phẩm hữu cơ. Có rất nhiều cách để tiết kiệm chi phí mua hàng tạp hóa và thực phẩm phụ. Một số khá rõ ràng, nhưng một số khác thì không. Cách rõ ràng nhất là lập danh sách và luôn mang theo bên mình. Tìm hiểu xem món gì đang được giảm giá. Thu nhập phiếu giảm giá, không mua đồ ăn chế biến sẵn và nếu có thể, hãy mua sỉ. Sử dụng những thực phẩm theo mùa cũng giúp ta tiết kiệm được khá tiền. Ví dụ, không mua đào vào tháng 2 và dâu tây vào tháng 9. Làm vậy là đã bớt được đáng kể chi phí mua sắm thực phẩm. Đồng thời, thưởng thức trái cây đúng mùa vẫn ngon miệng hơn nhiều. Những món đồ đắt nhất trong giỏ đồ tạp hóa của chúng ta thường là thịt, đồ uống có cồn và cà phê. Hãy tính toán lại chế độ ăn và xem liệu mình có thể giảm lượng thịt, cồn và cà phê xuống không, hoặc tìm cách mua với giá rẻ hơn. Quy tắc 7 chữ đúng đắn về thực phẩm của Michael Pollan, không ăn nhiều, ăn rau là chính, đã giúp nhiều người suy ngẫm lại và coi thịt là món phụ. Hãy tìm cách tham gia những nhóm mua bán hàng sỉ với bạn bè và hàng xóm để tiết kiệm tiền khi mua nhu yếu phẩm. Chúng ta đã quá quen với thực phẩm trong siêu thị mà không nhận ra rằng chúng mọc dại khắp nơi quanh ta. Bạn có thể hái rau trên cánh đồng của một người nông dân tốt bụng, xin phép thu hoạch phần trái cây thừa trong khu vườn của người hàng xóm, hoặc hái những trái mọng từ bụi cây ven đường ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương. Những trái phúc bổn tử đen, mọc dại, khiến ai cũng phải ứa nước miếng. Thức ăn ngon và hòa nhập cộng đồng, tất cả đều miễn phí. Liên lạc, cập nhật và giải trí. Hãy nhìn lại khoản phí tiền điện thoại, lưu trữ thông tin, truyền hình cáp, internet tại nhà mình, dịch vụ phát sóng âm nhạc và phim ảnh trực tiếp
mà bạn đã đăng ký sử dụng, những trang thông tin yêu thích, báo và tạp chí đã đặt, và thậm chí là dịch vụ kết nối đường dây điện thoại bàn. Những thứ tưởng chừng đơn giản nhưng hóa ra lại vô cùng phức tạp và tốn kém. Làm thế nào ta có thể kiềm chế con quái vật này mà vẫn thỏa mãn được nhu cầu của bản thân? Trước hết, nếu bạn đã đăng ký gói thuê bao điện thoại truyền thống đắt đỏ, đừng gia hạn thêm nữa. Có những mạng điện thoại giá cước chỉ bằng 1/4 những gì bạn đang trả. Tiết kiệm được hàng nghìn đô la nếu như cả nhà bạn đều dùng điện thoại. Hãy sử dụng thuê bao trả trước để không cần phải trả tiền cho những phút gọi hoặc dung lượng Internet mà bạn không sử dụng. Nếu phần lớn thời gian bạn ở nhà hoặc chỗ làm, những nơi có Wi-Fi, hãy tắt dữ liệu di động và chỉ bật lên khi cần. Đồng thời sử dụng ứng dụng nhắn tin, gọi điện qua mạng thay vì gọi hoặc nhắn tin thông thường. Những thuê bao không hợp đồng cho phép bạn tìm hiểu và chuyển mạng bất cứ lúc nào bạn tìm được mối tốt hơn mà không phải nộp phạt. Chiếc điện thoại hot nhất năm ngoái có lẽ đang được giảm giá tới vài trăm đô. Bạn cũng có thể tìm được chiếc điện thoại thông minh cũ với chất lượng tốt mà giá chỉ tầm 100 đô la. Một khi bạn coi điện thoại di động là một phần cuộc sống thường nhật, hãy cân nhắc xem có nên bỏ đường dây điện thoại cố định tốn kém đi không khi bạn đã có công cụ nghe gọi khác rồi. Vậy còn phim ảnh và TV thì sao? Hãy noi theo tấm gương của những cord cutter, những người tham gia trào lưu thôi không dùng truyền hình cáp. Trào lưu này được gọi là cord cutting, cắt cáp. Những người thấy rằng có thể thay thế gói truyền hình cáp hoặc truyền hình vệ tinh đắt đỏ với sự kết hợp của anten không dây kiểu cũ, OTA, và dịch vụ truyền hình trực tuyến. Tùy vào khu vực nơi bạn sống, một chiếc anten OTA có thể cung cấp các kênh truyền hình địa phương với chất lượng và âm thanh vượt bậc so với cáp, và còn miễn phí nữa chứ. Có rất nhiều nội dung trực tuyến, không tính phí, và bạn hoàn toàn có thể thuê một bộ phim hay một chuỗi các tập phim để thêm vào kho tàng đó, nếu bạn buộc phải đăng ký dịch vụ phát trực tuyến có thu phí. Hãy tìm hiểu và chọn chỉ một kênh phù hợp với nhu cầu và sở thích của bạn nhất. Hãy làm tương tự với dịch vụ âm nhạc trực tuyến. Mặc dù có thể bạn muốn mua báo, tạp chí để ủng hộ cho ngành báo giấy, nhưng hãy cân nhắc giá thành của chúng. Đặc biệt là khi giờ đây có rất nhiều thông tin tương tự được đăng miễn phí ở nơi khác. Nhân tiện nói về sách báo giấy, Thư viện Công cộng giờ đây là một kho tàng tuyệt vời hơn bao giờ hết. Bạn có thể dễ dàng mượn sách từ các chi nhánh thư viện khác nhau tại địa phương. Có thêm nhiều đầu sách để lựa chọn. Hầu hết các thư viện ngày nay đã cung cấp thêm dịch vụ trực tuyến. Bạn có thể ngồi nhà và tải các bản e-book, audiobook về máy tính. Đa số chúng đều miễn phí. Đi chơi xa. Khi bạn quản lý được tiền nong và hài lòng với cuộc sống hơn, cảm giác muốn xách ba lô lên và đi sẽ ít đi. Hãy cân nhắc nghỉ xả hơi ở gần nhà hoặc thậm chí tận hưởng một kỳ nghỉ tại gia, du lịch tại chỗ. Sau quãng thời gian lao động vất vả để mua nhà hoặc trả tiền thuê nhà, bạn có quyền thư giãn và tận hưởng trong một tuần. Nếu bạn muốn đi chơi xa, vậy chỉ cần đi ra khỏi nhà là được. 3 dặm hay 300 dặm thì cũng đều xa cả. Hãy suy ngẫm về nhu cầu thật sự của mình. Bạn sẽ nhận ra một chuyến đi trong ngày cùng chiếc võng mới hoặc đã qua sử dụng ở sân sau cũng khiến bạn sảng khoái như đi du lịch cả tuần trời. Cắm trại cũng là một phương án đi chơi ngon bổ rẻ. Ta có thể tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên chỉ với ngân sách rất hạn hẹp. Nếu bạn vẫn nhất định muốn đi du lịch tới những miền đất khác, vẫn có vô số cách để bạn có thể tận hưởng chuyến đi mà không quá tốn kém. Nếu di chuyển bằng máy bay, hãy sử dụng các công cụ tìm kiếm thông tin du lịch để tìm được giá vé rẻ nhất. Hãy linh hoạt về thời gian, ngày tháng và địa điểm, đồng thời đăng ký nhận thông báo về những đợt giảm giá sâu, không công bố rộng rãi trên các trang web. Có thể bạn sẽ mua được vé với giá chỉ bằng một nửa. Bạn có thể thử các mẹo du lịch như mở và đóng thẻ tín dụng để nhận tích lũy số dặm bay, điểm khách sạn hoặc tiền mặt. Về địa điểm lưu trú, hãy cân nhắc thuê căn hộ, phòng hay nhà trọ. Từ đó có thể xây dựng mối quan hệ gắn bó với người dân địa phương hơn là ở khách sạn. Bạn cũng có thể thử WWOO Fing, Worldwide Opportunities on Organic Farms, cơ hội toàn cầu tại các nông trại hữu cơ, dành thời gian làm tình nguyện trong các nông trại hữu cơ để đổi lấy nơi ăn trốn ở. Bất kể bạn đi đâu, hãy đề phòng các bẫy du lịch, ăn ở các quán của người dân địa phương. Đi bộ hoặc sử dụng phương tiện giao thông công cộng bất cứ khi nào có thể, bạn sẽ có được trải nghiệm chân thực hơn về nơi mình đến, đồng thời tiết kiệm được chi phí.
Nếu bạn muốn đi tới những nơi có cảnh đẹp thơ mộng, thì đối với nhiều người, phong cảnh nơi bạn sống cũng nên thờ không kém. Có rất nhiều trang môi giới trao đổi nhà. Bạn có thể đổi nhà của mình ở Provence, Pháp với một căn nhà ở Providence, Rhode Island. Bạn cũng có thể cân nhắc tham gia những chuyến đi tình nguyện với mục đích nghiên cứu khoa học hoặc làm công ích. Sống trong những ngôi làng và giúp đỡ người dân xây dựng trường học, xử lý bệnh dịch sẽ tốt hơn là đi tham quan mua sắm, chụp ảnh, mua bán cổ vật và bỏ mặc người dân địa phương sống trong cực khổ. Bạn chỉ cần ngồi ở nhà lướt mạng, có rất nhiều trang web phục vụ những nhu cầu đó. Một FIer thông thái sống ở những đất nước có mức sống thấp trong vài tháng liền để chờ túi tiền đầy trở lại mà không cần phải về nước tìm việc làm. Những khoản chi phí chính như nhà ở, việc đi lại, thực phẩm đều rẻ hơn rất nhiều. Thêm vào đó là niềm vui tận hưởng cuộc sống mỗi ngày đều là một kỳ nghỉ. Bảo vệ tài sản cá nhân. Khi thực hiện theo các bước trong cuốn sách này, bạn sẽ trở thành một người tiêu dùng thông thái hơn nhiều. Kỹ năng này sẽ rất có ích trên mọi phương diện mua bán của bạn, đặc biệt quan trọng trong việc mua bảo hiểm. Trước khi bạn chi ra bất kỳ khoản tiền nào vào việc này, hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ mình sắp mua gì. Ví dụ, giá trị phương tiện trên cuốn sách báo giá Blue Book Value hoặc tình trạng hiện tại của chiếc xe có đảm bảo phù hợp với bảo hiểm xe mà bạn đã mua không? Nếu bạn không có người phụ thuộc, bạn có thật sự cần bảo hiểm nhân thọ không? Hãy nghiên cứu kỹ càng từng điều khoản hợp đồng bảo hiểm để đảm bảo bạn nhận được tối đa giá trị từ chúng. Nếu bạn không hiểu rõ các điều khoản, một nhân viên bảo hiểm uy tín sẽ rất thiện chí giải thích cho bạn. Cathy L và London L đã tạm dừng việc lập bảng kê hàng tháng khi họ tính đến khoản bảo hiểm chủ nhà. Họ đang trả khoản bảo hiểm $6 một tháng cho món nữ trang được truyền lại từ đời bà của Cathy. Áp dụng tư duy FI, họ nhận ra rằng những món nữ trang vô giá ấy không thể nào thay thế được. Thậm chí họ cũng không muốn làm vậy. Mối liên hệ với quá khứ khiến chúng ta trở nên đặc biệt. Vậy $6 một tháng để làm gì? Tiền an ủi à? London có sở thích tìm hiểu mọi thứ. Anh đã tính toán, từ giờ đến khi họ đạt được độc lập tài chính, thì khoản tiền gốc từ $6 một tháng sẽ lên tới $1,000. Vậy là họ quyết định dừng đóng bảo hiểm. Nói về việc dừng bảo hiểm, Irony và Quintin đã làm vậy trước khi họ bỏ ra bất kỳ xu nào. Họ định mua gói bảo hiểm chăm sóc dài hạn để dành cho tuổi già, nhưng phần chi phí đã khiến họ phải nghĩ lại. Thay vào đó, họ chọn tự bảo hiểm và giảm rủi ro xuống bằng cách dưỡng già tại gia, tức là ở nhà và tự giữ gìn sức khỏe, luôn kết nối với mọi người và năng động trong cả tâm trí lẫn thân thể. Không có con cái, họ quyết định chuyển vào sống trong một cộng đồng nhà chung rộng rãi, nơi họ vẫn luôn năng động, ngay cả khi đã già yếu và phải ngồi xe lăn. Cuốn sách Simple Living Investments for Old Age, tạm dịch là Đầu tư cho cuộc sống đơn giản cho tuổi già của Michael Phillips và Catherine Campbell, đã xua tan ý niệm rằng lão hóa là quá trình suy kiệt chứ không phải suy giảm. Đồng thời, gợi ý 4 phương pháp để người cao tuổi sống lâu mà không sống mòn. Đầu tiên là cần tích cực chăm sóc sức khỏe. Đừng lạm dụng thuốc thang hay thường xuyên phụ thuộc vào bảo hiểm. Thứ hai là tu tâm dưỡng tính cùng những người bạn đời, đặc biệt là những người trẻ tuổi hơn, và tham gia nhiều hoạt động cộng đồng. Điều đó sẽ gợi nhắc bạn mỗi ngày rằng mình đang sống và mình đáng sống. Thứ ba là hãy tối giản tài sản và thuận theo những thay đổi tất yếu bên trong cơ thể và xung quanh bạn, coi đó như những chuyến phiêu lưu mới chứ không phải là lần cuối cùng. Cuối cùng, hãy có các khoản đầu tư truyền thống như sở hữu một ngôi nhà và có khoản thu nhập vừa đủ chứ không quá nhiều. Lời khuyên của họ nhắc nhở chúng ta rằng phải bảo vệ những tài sản như xe hơi, nhà cửa hay thân thể càng nhiều càng tốt. Một số thứ ngốn của ta quá nhiều thời gian, suy nghĩ và tiền bạc để bảo toàn. Hãy lựa chọn cẩn thận thứ gì cần bảo vệ và thứ gì không, và bảo vệ sao cho tốt. Không bao giờ là quá muộn hoặc quá sớm để nghĩ về việc già đi một cách tinh tế và thanh cảnh. Nuôi con. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ thống kê rằng trung bình một người Mỹ sẽ tiêu tốn hơn $230,000 để nuôi một đứa trẻ từ lúc mới sinh cho đến khi tròn 18 tuổi, không bao gồm học phí đại học. Mặc dù con số khá gây sửng sốt, nhưng rất nhiều bậc phụ huynh FI đã thành công trong việc cắt giảm khoản chi phí đó. Nhìn chung, việc xây dựng hình mẫu cuộc sống cần kiệm cho con cái là rất quan trọng. Nếu bạn biết kiềm chế việc chi tiêu của bản thân, hầu như con cái bạn sẽ cố gắng noi theo.
Nếu con bạn không như vậy, bạn có thể thi thoảng cho con chi tiêu dư giả một chút, nhưng yêu cầu đi kèm là khoản tiền đó chỉ được dùng để mua quần áo và các vật dụng thiết yếu khác. Nhiều bậc phụ huynh FI kể rằng, khi con họ nhận ra chúng phải dùng tiền của chính mình để mua những thứ chúng muốn, lũ trẻ trở nên tiết kiệm và học thói quen kinh doanh khá nhanh. Đình ninh rằng thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, các bậc phụ huynh thường để lũ trẻ ở nhà cả ngày và giải trí bằng TV hay máy tính. Tạo điều kiện cho trẻ kết nối với thiên nhiên sẽ giúp chúng trải nghiệm những giờ phút đam mê bất tận và hoàn toàn không tốn kém. Nuôi dưỡng cho trẻ tình yêu với thế giới bên ngoài là một món quà trọn đời mà ngày càng ít người có thể thấm nhuần cho con cái. Một mẹo khác là hãy tạo cho con thói quen sáng tạo trong những vấn đề liên quan đến tiền bạc, trong càng nhiều khía cạnh cuộc sống càng tốt, bao gồm cả việc tổ chức tiệc sinh nhật, bánh kem nhà làm và những trò chơi truyền thống như thi nhảy bao bố hoặc trận chiến bóng nước đều rất cuốn hút nhưng lại không hề tốn kém, hay mừng lễ Halloween. Tự tay thiết kế và cắt may đồ hóa trang sẽ vui và đáng nhớ hơn nhiều. Nếu bạn đã thử mọi phương án biến tấu nhưng đứa trẻ vẫn đòi một thứ gì đó mà bạn không thực sự muốn mua, hãy nói với con rằng mấy hôm nữa bạn sẽ bàn về chuyện đó sau. Đòi hỏi của con trẻ thường chỉ là nhất thời, còn nếu con bạn vẫn nhất định muốn món đồ đó, vậy thì mong muốn của con là chính đáng. Hãy cùng nhau tính toán xem làm thế nào con bạn có thể chi trả cho món đồ chúng mua. Hoạt động trao đổi hoặc đem cho tặng quần áo có thể giúp bạn giảm được một phần chi phí quần áo trẻ em nhất định. Việc cho tặng lại quần áo cũ giờ đây đã vượt ra ngoài ranh giới gia đình. Các mạng lưới chia sẻ trực tuyến và hội nhóm của các bà mẹ tạo điều kiện để họ đem quần áo tặng cho người khác khi con mình không còn mặc vừa được nữa. Thậm chí họ có thể cho tặng đủ cả bộ vật dụng trẻ sơ sinh như giường cũi, đồ chơi, bồn tắm trẻ em và nhiều thứ khác nữa. Ngày nay, chi phí trông trẻ một buổi tối, thậm chí khi người trông trẻ đơn giản chỉ là lớn tuổi hơn lũ trẻ, có khi còn tốn kém hơn một bữa tối ngoài cửa hàng. Hãy tìm một cặp vợ chồng có con cùng độ tuổi với con bạn và thử mỗi tuần hai nhà lại trông con giúp nhau một lần. Mỗi tuần một lần, mình sẽ trông con cho họ và tuần tiếp theo họ sẽ trông con cho mình. Vậy là hai tuần một lần, hai vợ chồng có thể đi chơi riêng mà không mất tiền thuê người trông trẻ. Và lũ trẻ mỗi tuần lại có thể chơi với nhau một lần. Một phương án khác là hãy tham gia những cộng đồng trông giữ trẻ. Và rồi khoản chi phí nuôi dạy trẻ lớn nhất cũng phải được nhắc tới, tiền học đại học. Cuốn sách Frugal Living for Dummies, tạm dịch là Cuộc sống cần kiệm cho những kẻ khờ, có một đoạn viết khá hay về cách cắt giảm chi phí học đại học. Trong đó có một số gợi ý như làm bài kiểm tra AP và CLEP để có được các tín chỉ đại học sớm và nhờ đó tốt nghiệp nhanh hơn. Mỗi bài kiểm tra chỉ tốn khoảng $100 nhưng lại tiết kiệm được hàng nghìn đô la cho mỗi tín chỉ đạt được. Nếu có đủ số tín chỉ, con bạn thậm chí có thể được học thẳng từ năm 2. Chúng cũng có thể đăng ký học ở một trường cao đẳng cộng đồng trong 2 năm với học phí rẻ hơn nhiều. Sau đó chuyển trường và tốt nghiệp sau khi học đủ 4 năm đại học. Chương trình The Running Start ở Mỹ tạo động lực cho học sinh lớp 11 và lớp 12 hoàn thành sớm chương trình của 2 năm đại học trước cả khi tốt nghiệp cấp 3 và có thể vào nhập học từ chương trình năm 3. KTL và Condon L đã tiết kiệm được khá tiền từ học phí đại học của hai đứa con. Họ nghĩ liệu có đáng không khi chúng ta phải làm việc thêm 10 năm nữa để con có thể theo học bất kỳ trường đại học nào chúng muốn. Và cuối cùng, họ quyết định cho con theo học hệ 4 năm tại một trường đại học trong bang. Nếu lũ trẻ muốn học ở bang khác hoặc Ivy League, chúng sẽ tìm cách tự kiếm tiền, đi làm hoặc xin học bổng. Từ những năm trước đó, hãy nói với con rằng khả năng chi trả chính là một trong những nhân tố chính để lựa chọn nên đăng ký và theo học trường đại học nào. Một trong những lợi ích tiềm ẩn của lối sống cần kiệm chính là hài lòng với thu nhập thấp và ít tài sản hơn, giúp bạn dành dụm được khoản tiền hỗ trợ cho việc học đại học. Rất nhiều FIer thấy rằng các trường cao đẳng tư thục với cơ sở vật chất tốt hơn sẽ cung cấp những khoản hỗ trợ theo yêu cầu, khiến học phí ở đó chỉ tương đương với các trường công lập, thậm chí là ít hơn. Biết được điều này, nhiều người đã tính toán học phí của các trường đại học để nắm được mức tiền hỗ trợ mà trường có thể cung cấp và bao nhiêu trường cung cấp nó dưới dạng grant, viện trợ, work study, hỗ trợ việc làm để chi trả học phí hoặc loan, cho vay nợ có lãi. Biết đâu một trường đại học thuộc Ivy League lại đưa ra mức học phí thấp nhất bạn có thể thấy, nếu các con bạn có thành tích đủ tốt để được nhận vào.
vứt rác. Tất nhiên, nếu bạn đang thực hiện theo các bước của chương trình này, rất ít món đồ bạn mang về nhà có nguy cơ trở thành rác sau này. Rất nhiều người, ngay từ những bước đầu trong công cuộc thay đổi mối quan hệ với tiền, đã lập kho thanh lý để loại bỏ các món đồ thừa thãi khi họ tiến hành kiểm kê ở bước 1. Họ liệt kê chúng và đăng lên những trang đấu giá trực tuyến hoặc đem cho tặng và được khấu trừ thuế. Thức ăn thừa có thể đem làm phân vườn, bỏ vào thùng ủ hoặc vùi vào đất làm thức ăn cho giun. Chúng sẽ đem lại sự màu mỡ cho đất. Ở những đất nước phát triển, lốp xe hay giấy vụn, nhôm thép, thủy tinh, các bìa cắt tông đều có thể tái chế được. Một số thành phố như New York thậm chí còn có những chương trình thu gom thức ăn thừa để ủ phân sinh học. Ta cũng có thể áp dụng hình thức chia sẻ ở đây. Thay vì tự chi trả khoản phí vệ sinh, người thuê nhà có thể trả một phần trong khoản phí vệ sinh hàng năm của hàng xóm. Sau đó mỗi tuần lại đem túi rác nhỏ của mình qua gửi để được thu gom, đồng thời giúp hàng xóm kéo thùng rác ra ngoài và cất vào sau khi thu gom. Cùng với việc cắt giảm chi phí thu gom rác, hãy tính đến việc biến rác của mình thành thứ có giá trị. Biết đâu được đấy, giữa đám đồ đạc phủ bụi trong kho nhà bạn lại có thứ gì bán được giá thì sao? Nếu bạn nghi ngờ điều đó, hãy thử đánh giá lại xem. Tặng quà và tổ chức lễ kỷ niệm. Đối với nhiều người, tặng quà là cách thức quan trọng để thể hiện tình cảm. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể cắt giảm chi phí mua quà mà không làm giảm giá trị ý nghĩa của chúng. Đây chính là lúc câu hỏi 3 của bước 4 có thể giúp ta khám phá những lựa chọn tiềm năng. Nếu bạn không phải làm việc để kiếm cơm, liệu bạn có đem tặng một món quà khác rẻ hơn không? Một trong những dịp tặng quà lớn nhất trong văn hóa của phương Tây chính là lễ Giáng sinh. Nếu như chi phí ăn mừng có vẻ quá đà, hãy bắt đầu đặt ra giới hạn thế nào là phù hợp với chính bạn và gia đình. Cuốn sách $100 Holiday, tạm dịch là kỳ nghỉ $100 của Bill McKibben, có thể sẽ rất hữu ích. Một số IFR hứa tặng cho con một hoặc nhiều nhất là 3 món quà trong dịp lễ Giáng sinh và để chúng chọn xem mình thích món quà nào nhất. Đây cũng chính là phương pháp của Amy D và Jim D, sau khi họ chứng kiến đường cong thỏa mãn hiệu quả ra sao vào dịp Giáng sinh. Những món quà đầu tiên được chào đón bởi những tiếng reo hân hoan của lũ trẻ. Nhưng sau đó, không khí bắt đầu đi xuống. Thay vì được chơi với những món đồ mới, chúng cảm thấy bị ép buộc phải mở tất cả các món quà ra. Cuối cùng thì chúng thấy mệt mỏi, khó chịu và chẳng thích món quà nào nữa. Những ý tưởng khác về quà tặng phù hợp để sử dụng cả năm có thể bao gồm các gói dịch vụ như massage, trông trẻ hay một bữa ăn tại nhà hàng thay vì những món quà vật chất. Bạn cũng có thể mua quà tặng tại các hội chợ thanh lý và để dành cho những dịp phù hợp. Đem tặng lại cũng là một ý hay. Có những món quà bạn nhận được hoặc món đồ mới toanh bạn mua ở hội chợ thanh lý mà không dùng, bạn đều có thể đem tặng lại. Nhưng hãy nhớ, không nên tặng lại quà cho chính người đã tặng bạn món quà đó, mặc dù gần đây những người bạn cực thân thiết cũng làm vậy. Cuối cùng thì, một cách tuyệt vời để tái sử dụng những món quà cả năm và cũ, đó là tổ chức một bữa tiệc ông già Noel bí ẩn, nơi mà mỗi người tham dự sẽ mang theo một món quà và đổi nó với người khác. Tinh thần của Ursula K. bị giảm sút khủng khiếp mỗi khi mùa ai cũng vui về, mùa Giáng sinh. Nào là cha mẹ, anh chị em, thông gia, cháu chắt, cô phải chuẩn bị đến hơn 12 món quà. Sau khi suy tính đủ đường, cô thấy rằng mình phải chọn giữa khả năng thanh toán và sự minh mẫn của bản thân với việc gắn bó với truyền thống trước giờ. Cô hít một hơi thật sâu, rồi viết cho mỗi gia đình một lá thư bày tỏ tình cảm của mình dành cho họ và mong muốn không tặng cũng như không nhận quà Giáng sinh nữa. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho một loạt lời phản đối, nhưng những gì cô nhận về lại là sự tôn trọng. Bên cạnh đó, Ursula cũng tự tổ chức đám cưới cho mình, nhờ sự giúp đỡ của mạng lưới bạn bè rộng khắp để phục vụ và tổ chức các hoạt động giải trí, thậm chí là tiến hành phần nghi thức. Giữa những mẹo và bí quyết kể trên, thứ hiệu quả nhất chính là điều mà Ursula đã làm, quan sát thực tế, thành thật với bản thân về những gì bạn thực sự cần và muốn, đồng thời dũng cảm nói lên điều đó để đạt được sự nhất trí và tôn trọng. Đây chính là cuộc sống cần kiệm, rất khôn ngoan và đầy hiểu biết. Ước mong được làm bất cứ thứ gì vào bất cứ lúc nào mình muốn mà bất chấp hậu quả có vẻ đã trở thành luật bất thành văn trong thế giới tự do. Nhưng như chúng ta đã thấy, thứ tự do đó thường đi kèm cái giá đắt đỏ.
trong khi việc nâng cao nhận thức sẽ giúp ta tiết kiệm được nhiều hơn và tự do hơn nhiều. Kết đôi, những người tuân thủ theo phương pháp cần kiệm thường cảm thấy cuộc sống thú vị hơn khi khám phá ra những cách mới để tiết kiệm tiền. Ít nhất thì khi bạn có quyền khoe về chúng, nếu bạn may mắn tìm được những người có cùng mối quan tâm và ngưỡng mộ những phương pháp thông minh của bạn, những người bạn đồng hành có thể nâng cao cả tinh thần lẫn khả năng của bạn. Trong khi nếu tự tung tự tác, bạn sẽ cảm thấy mình như chú vịt con lạc bầy giữa một xã hội cổ suý cho lối tiêu xài phung phí. Nếu bạn muốn thay đổi điều đó, nhưng nửa kia của bạn thì không hoặc chưa, hãy tìm kiếm những người hoặc hội nhóm có chung chí hướng để hỗ trợ và truyền cảm hứng cho nhau. Rất may là với cộng đồng toàn cầu FIRE, Financial Independence Retire Early, độc lập tài chính, nghỉ hưu sớm, gồm nhiều chủ blog và các học viên cùng vô số phương pháp kết nối trực tuyến lẫn trực tiếp. Giờ đây ta đã có thể dễ dàng tìm kiếm những người bạn hoặc người yêu cùng chí hướng. Anne Habig và Fred Edge gặp nhau trong một diễn đàn thảo luận trực tuyến về lối sống giản dị. Họ đều tôn thờ sự cần kiệm và muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống của nhau. Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng suôn sẻ như vậy. Hồi còn trẻ, Fred rất đam mê khoa học máy tính và có cả một kho đồ chơi cùng khoản nợ khổng lồ, và anh luôn cảm thấy chán nản. Cho đến khi Fred đọc được một bài viết đề cập đến cuốn Kế hoạch quản lý tài chính cá nhân, anh quyết định mua nó và ngấu nghiến đọc suốt 2 ngày cuối tuần. Sau đó, Fred quyết định sẽ nói lời tạm biệt với việc làm công ăn lương cả đời. Hồi đó anh mới 27 tuổi, và ở tuổi 35, anh quyết định nghỉ hưu và sống tiết kiệm có phong cách. Fred bán nhà, ly hôn, bắt đầu mua sắm trong những cửa hàng second hand, ở nhà cho thuê, tự nấu ăn và bắt đầu tận hưởng một mình nhiều hơn. Đi du lịch, treo thuyền, thậm chí là làm việc tại một tổ chức bảo vệ môi trường ở châu Âu với mức lương thấp, nhưng niềm vui lại nhân đôi. Anh đã cố gắng suốt nhiều năm theo đuổi mục tiêu vì môi trường, nhưng vẫn nhiều lần thất bại. Cô phải làm công việc kinh doanh trực tuyến buồn chán để kiếm tiền. Cuốn Kế hoạch quản lý tài chính cá nhân và sau này là Fred đã khẳng định cảm nhận của cô là đúng, rằng cuộc sống rồi sẽ khác đi và cho cô thấy cách để thực hiện điều đó. Cô không ngừng tìm cách cắt giảm chi phí và tiết kiệm nhiều hơn, để giờ đây cô chỉ phải làm việc bán thời gian. Cô và Fred sống trong một ngôi nhà thuyền ở San Francisco, du lịch cùng nhau và tình nguyện giúp đỡ người khác thay đổi suy nghĩ thông qua kinh nghiệm sống của chính mình. Cô kể lại rằng, phần lớn những gì chúng tôi đang làm đều là miễn phí. Tôi có thời gian tập luyện 3 môn phối hợp và tập chơi guitar. Đã 5 năm rồi, chúng tôi không cần đi ô tô. Nhưng giờ chúng tôi sẽ mua một chiếc để có thể di chuyển những quãng đường bộ xa hơn. Fred cũng thi thoảng đi đua xe để kiếm tiền, nhưng anh ấy không làm vì cần tiền. Fred và tôi có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ dựa trên những gì chúng tôi cùng trân trọng và chúng tôi có nhiều thời gian dành cho nhau. Cuộc sống của chúng tôi thật tuyệt. Fred và Anne đã nhận thức được rõ rằng những gì chúng ta sử dụng đều ảnh hưởng rất nhiều đến trái đất và họ luôn tâm niệm điều đó khi đưa ra các quyết định chi tiêu. Nó làm tăng nhận thức nhưng cũng đồng thời làm giảm chi phí của họ. Tiết kiệm tiền cũng là cứu lấy trái đất, phải vậy không? Không có gì lạ khi khẳng định mối liên hệ giữa tiết kiệm tiền và bảo vệ trái đất. Thực tế là trong một số trường hợp, tiền cũng chính là trái đất. Lý do là vì, thực chất, tiền chính là một dạng tài sản thế chấp cho tài nguyên trái đất. Mỗi khi ta dùng tiền mua thứ gì đó, chúng ta không chỉ đang tiêu thụ kim loại, nhựa, gỗ hay các loại chất liệu khác trên món đồ, mà còn cả những nguyên liệu tự nhiên dùng để tạo nên chúng, đưa chúng đến nơi sản xuất, xử lý sản phẩm, lắp ráp, gửi đến các đại lý và mang từ cửa hàng về nhà bạn. Tất cả chuỗi hoạt động đó, cùng với chi phí thực hiện chúng, sẽ được bao gồm trong giá trị của món đồ. Ví dụ như một chiếc máy tính chẳng hạn, và sau đó là các chi phí môi trường không hề được bao hàm trong giá thành sản phẩm. Thứ mà các nhà kinh tế học gọi là ảnh hưởng ngoại lai, ô nhiễm và rác thải. Và chúng ta phải trả giá cho chúng bằng những thứ khác ngoài tiền, các bệnh về đường hô hấp, ung thư, phổi, sa mạc hóa, lũ lụt, vân vân. Chung quy lại, mỗi lần tiêu tiền chính là một lần chúng ta đang góp tốt hoặc xấu cho hành tinh mà ta sẽ để lại cho các thế hệ tương lai. Tiền cũng chính là một dạng tài sản thế chấp cho năng lượng sống của trái đất. Chúng tôi gọi đó là nguyên lý Pogonomics, nguyên lý kinh tế học lấy cảm hứng từ góc nhìn của nhân vật hoạt hình Pogo. Đóng góp của Pogo cho ngày trái đất năm 1970 chính là nhận định
chúng ta đã gặp kẻ thù của mình và hắn chính là chúng ta. Chuyện hành tinh của ta bị ô nhiễm nặng nề đã không còn là bí ẩn. Chúng ta đã gây nên điều đó bởi những nhu cầu vật chất quá nhiều, tốt hơn và đa dạng hơn. Chúng ta có thể giải quyết việc đó và nhận lại nhiều lợi ích trong chính quá trình thực hiện. Cần kiệm một cách sáng tạo đem lại lợi ích cho cả ví tiền của ta lẫn hành tinh này. Phương án giải quyết ở đây không phải là đưa ta trở về thời kỳ hái lượm và dùng lá cây làm quần áo. Quan trọng là ta phải khắc ghi câu thần chú, không xấu hổ, không đổ lỗi. Chúng ta đều được sinh ra trong thế giới, nơi mà tiêu thụ là một phần cuộc sống và việc biến tiêu thụ thành con đường dẫn đến hạnh phúc có vẻ là một phương án tự nhiên và lành tính. Kiểu thay đổi mà ta cần thực hiện để bảo vệ môi trường sẽ đòi hỏi phải suy tính kỹ lưỡng cùng vài cải tiến đầy can đảm trong thói quen sinh hoạt hiện tại. Nhưng tại sao ta phải chờ đợi? Hãy bắt đầu sống với những câu hỏi như vậy ngay từ bây giờ. Bạn sẽ thấy được nhiều vùng đất mà ở đó bạn chọn cuộc sống không ô nhiễm đem lại gấp đôi sự hài lòng. Bạn hài lòng, hành tinh của ta cũng hài lòng. Thật vậy, tận hưởng thiên nhiên và cảm nhận sự tồn tại của bản thân gắn liền với đất mẹ, nguồn gốc của vạn vật sống, chính là một trong những niềm vui lớn nhất. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách sống vừa tiết kiệm tiền, vừa bảo vệ trái đất, có rất nhiều cuốn sách, blog hay trang web sẵn sàng giúp bạn đánh giá lại phong cách sống của mình, chỉ lối cho bạn bằng kiến thức về những tác động của con người đối với hệ sinh thái. Mượn sách thư viện cũng là một cách để bảo vệ cây cối. Mấu chốt ở đây là bạn hãy nhớ rằng bất cứ thứ gì bạn mua mà không dùng đến, bất cứ thứ gì bạn vứt bỏ, bất cứ thứ gì bạn tiêu thụ mà không hưởng thụ chính là lãng phí tiền bạc, lãng phí năng lượng cuộc sống và lãng phí nguồn tài nguyên quý giá của đất mẹ. Bất kỳ sự lãng phí năng lượng sống nào cũng sẽ thất bại trong cuộc đua và trở nên tàn lụi. Sự cần kiệm chính là lối sống thân thiện với cả bản thân ta và hành tinh của chúng ta. Khi chúng ta nói về việc bảo vệ môi trường, nó liên quan đến nhiều thứ khác. Suy cho cùng thì quyết định phải đến từ cách tâm của con người. Vậy nên, tôi cho rằng điểm mấu chốt chính là phải có cảm giác chân thật về trách nhiệm toàn diện. Dalai Lama. 1001 cách chắc chắn tiết kiệm được tiền. Sau một năm thực hiện bảng kê hàng tháng, bạn sẽ có khoảng 1001 đầu mục thuộc 15 đến 30 loại chi tiêu. Có thể bạn sẽ cắt giảm được chi phí trong mỗi lần mua sắm, từ việc mua quả táo cho đến những bông cúc ngũ sắc mà không hề làm giảm chất lượng sản phẩm hay chất lượng cuộc sống của bạn. Đó chính là thái độ sống tôn vinh năng lượng cuộc sống. Qua đó, bạn sẽ tự rút ra phương pháp của riêng mình, chứ không cần làm theo công thức sống cần kiệm của bất kỳ ai khác. Bạn sẽ thấy hào hứng khi khám phá ra những cách tiết kiệm mới, giống như chúng tôi hào hứng mỗi khi mua được những món nội thất từ hội chợ giảm giá hoặc được ai đó tặng đồ miễn phí. Sự thông minh và sáng tạo của bạn sẽ tìm ra được những phương pháp sống cần kiệm. Đó chính là lý do vì sao ta gọi nó là sống cần kiệm một cách sáng tạo. Hãy lập bảng và viết vào đó 1001 cách sống tiết kiệm hơn và yêu thương nó thật nhiều. 1001 cách chắc chắn tiết kiệm được tiền. Hãy coi chừng những suy nghĩ của bạn. Bất cứ ai thực hành thiền định đều biết rằng dòng chất xám giữa hai tai ta giống như con khỉ điên cuồng. Nó tạo ra dòng chảy gồm vô số những suy nghĩ không liên quan đến nhau ở tốc độ ít nhất một suy nghĩ một giây. Chỉ trong 11,6 ngày, bạn sẽ tạo ra 1001 suy nghĩ và hầu hết số đó ảnh hưởng tới mong muốn của bạn. Tôi muốn thứ này, tôi không muốn thứ kia, tôi thích thứ này, tôi không thích thứ kia. Đức Phật dạy rằng ham muốn là nguồn gốc của mọi khổ đau và nó cũng chính là nguồn cơn của hành vi mua sắm. Bằng cách nhận thức rõ ràng về 1001 ham muốn tiếp theo của mình, bạn sẽ có được 1001 cơ hội để không tiêu tiền vào thứ gì đó không thỏa đáng. Quảng cáo không phải là nguyên nhân khiến bạn muốn mua sắm, kỳ vọng của người khác cũng không, và chương trình truyền hình lại càng không. Chính những suy nghĩ của bạn đã làm điều đó. Hãy coi chừng chúng. Chúng gây nguy hại cho túi tiền của bạn và nhiều thứ khác nữa. Danh mục nghĩ trước khi chi. 1. Không đi mua sắm. 2. Sống trong hạn mức chi tiêu. 3. Giữ gìn những gì đang có. 4. Mua là phải dùng. 5. Tự làm mọi thứ. 6. Dự đoán nhu cầu của bản thân. 7. Tìm hiểu trước giá trị, chất lượng, độ bền, độ đa năng và giá cả. 8. Mua hàng giá rẻ. 9.
dùng nhiều cách để đáp ứng nhu cầu của bản thân. 10. Thực hiện theo 9 bước của chương trình này. Tóm tắt bước 6. Hãy hạ thấp tổng khoản chi hàng tháng của bạn bằng cách trân trọng năng lượng cuộc sống và nâng cao nhận thức chi tiêu, học cách đặt chất lượng cuộc sống lên trên mức sống. Những câu hỏi tâm sự tiền nong. Đề cao cái tôi và tỏ thái độ bất hợp tác sẽ không khiến bạn tìm được cách cắt giảm chi phí trong khi tăng sự hài lòng. Hãy tiếp thu quan điểm và các phương pháp từ những cuộc đối thoại, đồng thời trân trọng những luận điểm cho thấy việc tiêu dùng đã khiến chúng ta điên đảo ra sao. Hãy sử dụng các gợi ý ở phần kết để thực hiện cuộc tâm sự tiền nong. Đặt những câu hỏi này khi bạn tổng kết một ngày của mình. Hỏi chính người vợ hoặc chồng hoặc các nhóm xã hội khác. Hãy nhớ thêm câu hỏi vì sao vào cuối mỗi câu và nghĩ xem xã hội đã ảnh hưởng tới câu trả lời của mình ra sao để mở rộng câu trả lời. Không có câu trả lời nào là hoàn toàn chính xác cả. Bạn mua sắm để gây ấn tượng hay để thỏa mãn ai? Bạn tiết kiệm ra sao? Bạn tiết kiệm trong những khoản nào? Bạn cảm thấy như thế nào về điều đó? Hãy nói về món tài sản mà bạn trân quý. Bạn quý trọng nó ở điểm gì? Hãy đưa chúng tôi đi mua sắm cùng bạn trong tưởng tượng. Kể cho chúng tôi nghe bạn đang ở đâu, bạn cảm thấy ra sao, bạn sẽ mua gì? Những món đồ lặt vặt của bạn là gì? Những món đồ phải mua mới được? Món đồ cuối cùng mà bạn thật sự tận dụng được là gì? Chú thích. Danh sách thư tín, từ gốc là listserv, danh sách điện tử gồm nhiều cá nhân được lưu giữ trong một hệ thống email có thể liên lạc theo nhóm hoặc giữ một lượng lớn các cá nhân thông qua email một cách thường xuyên. Ivy League, liên đoàn Ivy, nhóm gồm 8 trường đại học, học viện hàng đầu nước Mỹ. Hết chương 6. Giấc mơ Mỹ với ngân sách hạn hẹp. Chương 7. Vì tình yêu hay tiền bạc, trân trọng năng lượng cuộc sống của bạn, công việc và thu nhập. Ở chương 6, chúng ta đã nói về việc trân trọng năng lượng cuộc sống bằng cách chi tiêu có ý thức hơn. Ở chương này, ta sẽ nói về việc trân trọng năng lượng cuộc sống bằng cách quý trọng thời gian. Bạn có đang nhận được đầy đủ giá trị cho việc bán đi tài sản quan trọng nhất, cuộc sống của chính bạn không? Công việc của bạn có phục vụ cho chính bạn hay không? Đôi khi bạn phải tự hỏi những câu hỏi hiển nhiên để tìm ra sự thật. Câu hỏi trong chương này sẽ là công việc là gì? Những quan niệm thông thường cho rằng công việc là để kiếm kế sinh nhai. Nhưng định nghĩa đó vô tình khiến ta xa rời cuộc sống. Một số người tôn vinh công việc và bỏ bê phần còn lại của cuộc sống. Những người khác thì cố gắng chịu đựng công việc để buổi tối và cuối tuần có thể nghỉ ngơi cho thoải mái. Một số người làm việc tại nhà và hầu như không có lúc nào nghỉ ngơi. Một số thì kiếm đủ thứ công việc trên đời nhưng lại không thể tự mình làm chủ. Be your own boss. Tận dụng từng giờ từng phút trừ lúc ngủ. Một số người yêu thích công việc hoặc từng thích hoặc muốn cảm nhận điều đó một lần nữa nhưng nhận ra rằng công việc bị hạn chế bởi các hội đồng, giám sát viên, nhà tài trợ hay chủ đầu tư. Khi coi công việc là miếng cơm manh áo, điều đó có nghĩa rằng những việc chúng ta làm trong lúc rảnh rỗi mang lại ít giá trị hơn. Chúng ta đã không trân trọng năng lượng cuộc sống của mình và thường cảm thấy bất lực trong việc thay đổi. Giờ thì chúng ta sẽ khám phá ra rằng định nghĩa công việc chính là một phần của vấn đề. Bạn sử dụng năng lượng cuộc sống tốt đến đâu, ở trong và ngoài công việc? Công việc của bạn có tiêu thụ, hút kiệt, hủy diệt, lãng phí cuộc sống của bạn không? Bạn có yêu cuộc sống, sử dụng từng giờ phút sống, cả khi làm việc và những khi khác, theo cách đầy nâng niu không? Như chúng ta đã nói trong chương 2, năng lượng cuộc sống rất đáng quý bởi chúng hữu hạn và không thể vãn hồi. Và bởi sự lựa chọn của chúng ta trong cách sử dụng chúng thể hiện ý nghĩa và mục đích tồn tại của ta trên thế gian này. Bạn đã học được nhiều điều về trân trọng năng lượng cuộc sống thông qua việc liên hệ chi tiêu với sự thỏa mãn và giá trị của bạn. Giờ là lúc học cách trân trọng năng lượng cuộc sống thông qua việc tối đa hóa, sự bù trừ bằng tình yêu hay tiền bạc cho những giờ phút bạn đầu tư vào công việc. Công việc là gì? Cũng giống như tiền, khái niệm về công việc bao gồm sự chắp vá của những niềm tin, suy nghĩ và cảm xúc đầy mâu thuẫn. Những khái niệm ta nhận được từ cha mẹ, nền văn hóa, truyền thông và kinh nghiệm sống của bản thân. Những trích dẫn dưới đây sẽ làm nổi bật sự phi thống nhất về khái niệm công việc.
E.F. Strutmanager, một nhà kinh tế học nổi tiếng thế kỷ thứ 20 đã nói, ba mục đích làm việc của con người bao gồm: thứ nhất là để cung cấp hàng hóa, dịch vụ cần thiết và hữu dụng. Thứ hai là để giúp mọi người trở nên có ích và từ đó hoàn thiện năng lực bản thân như những người làm tốt. Thứ ba là để phục vụ và hợp tác với những người khác, nhờ vậy giải phóng chính mình khỏi tính vị kỷ bẩm sinh. Nhà kinh tế học quá cố Robert Taubman cho rằng, công việc được định nghĩa là một thứ gì đó mà chúng ta không muốn làm, và tiền lương chính là phần thưởng để bù đắp cho sự khó chịu trong công việc. Start to Kill bắt đầu cuốn sách Working, tạm dịch là làm việc của mình như sau. Cuốn sách này nói về công việc, thực chất là nói tới sự bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần. Nó nói về cả những vết loét lẫn tai nạn, về đấu võ mồm lẫn động chân tay, về sự suy nhược thần kinh cũng như giận cá chém thớt, và trên hết hoặc dưới tất cả là về sự sỉ nhục mỗi ngày. Vừa qua được một ngày dài đã trở thành niềm vinh quang đối với những kẻ mang trên mình chi chít vết thương giữa vô số những người như chúng ta. Nó cũng nói về công cuộc tìm ý nghĩa cho mỗi ngày, giống như kiếm bánh mì cho mỗi ngày vậy, cho sự thừa nhận cũng như tiền bạc, cho sự đồng điệu chứ không phải dằn vặt, trong ngắn hạn, cho một loại cuộc đời khác chứ không phải chết dần chết mòn từ thứ hai tới thứ sáu. Nhà thơ thế kỷ thứ 20, Colleen Garbrandt lại nói rằng, việc làm là tình yêu được biến thành cụ thể. Vậy công việc là gì? Đó là sự ban phước hay lời nguyền rủa, thử nghiệm hay vinh quang? Nhiệm vụ của chúng ta là định nghĩa lại nó, giống như ta đã định nghĩa lại tiền bạc, bằng cách tìm kiếm những chân lý vĩnh cửu mà ta có thể nói về công việc. Công việc qua các thời đại. Hãy bắt đầu bằng cách lược qua lịch sử của công việc, rồi qua đó tìm ra những khả năng mới để định hình câu chuyện của cá nhân chúng ta. Khái niệm về công việc của chúng ta đến từ đâu? Vì sao chúng ta làm việc? Công việc đóng vai trò gì trong cuộc sống của ta? Yêu cầu tối thiểu hàng ngày của công việc. Loài người chúng ta đều phải làm việc để tồn tại, nhưng làm bao nhiêu là đủ? Liệu có thứ gọi là yêu cầu tối thiểu mỗi ngày của công việc không? Một số nguồn nghiên cứu khác nhau, các nghiên cứu từ đời sống săn bắt hái lượm cho đến lịch sử hiện đại, cho thấy con số này rơi vào khoảng 3 tiếng mỗi ngày trong suốt quãng thời gian của người trưởng thành. Marcel Salin, tác giả cuốn Stone Age Economics, tạm dịch là các nền kinh tế thời đổ đá, đã khám phá ra rằng, trước khi văn hóa phương Tây ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày, đàn ông trong tộc người Khung ở Kalahari đi săn từ 2 đến 2,5 ngày một tuần, vậy là trung bình 15 giờ một tuần. Phụ nữ cũng đi hái lượm trong thời gian tương tự. Thực tế là trong một ngày làm việc như vậy, người phụ nữ có thể kiếm đủ rau quả cho 3 ngày. Trong một năm, cả đàn ông và phụ nữ đều chỉ làm việc vài ngày rồi lại nghỉ ngơi để vui chơi giải trí, trò chuyện, lên kế hoạch tổ chức lễ hội và ghé thăm lẫn nhau. Rõ ràng, thời gian làm việc thời xưa ít hơn số giờ làm của một nhân viên ngân hàng ngày nay rất nhiều. Điều này cho thấy ta chỉ cần làm việc 3 giờ mỗi ngày là đủ sống. Có thể tưởng tượng rằng trong thời tiên sử, mô hình này sẽ hợp lý. Cuộc sống thời đó trọn vẹn hơn nhiều. Khi công việc len lỏi cả vào thời gian sinh hoạt gia đình, các nghi lễ tôn giáo hay hoạt động vui chơi, và rồi cuộc cách mạng công nghiệp, tiết kiệm nhân lực nổ ra, chia cuộc sống thành hai nửa, khi làm việc và khi không làm việc. Và công việc chiếm phần lớn thời gian trong ngày của một người. Vào thế kỷ thứ 19, những người bình thường cảm thấy không thể chịu đựng nổi thời gian làm việc quá dài như vậy. Họ đã nổi dậy, đòi rút ngắn giờ làm. Những người đấu tranh cho giai cấp công nhân khẳng định giảm giờ làm sẽ giảm sự căng thẳng mệt mỏi và tăng năng suất lao động. Và thật vậy, giảm giờ làm chính là biểu hiện tự nhiên cho sự trưởng thành của cuộc cách mạng công nghiệp. Mọi người sẽ theo đuổi việc học tập. Người công dân có giáo dục và đầy hứa hẹn sẽ góp phần xây dựng nền dân chủ của chúng ta. Nhưng tất cả những điều đó đều chững lại khi cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1930 xảy ra. Thời gian làm việc sụt giảm khủng khiếp từ 60 giờ một tuần xuống còn 35 giờ một tuần. Khoảng thời gian này đã giữ nguyên ở mức 40 giờ một tuần trong nhiều năm, nhưng sau đó lại bất ngờ tăng lên 50 hay thậm chí 60 trong vài năm gần đây. Tại sao lại như vậy? Quyền sống, quyền tự do và sự đeo đuổi của đồng lương. Trong suốt thời kỳ khủng hoảng kinh tế, rảnh rỗi đồng nghĩa với thất nghiệp. Trong nỗ lực nhằm thúc đẩy nền kinh tế và giảm tỷ lệ thất nghiệp, chính sách kinh tế mới của Hoa Kỳ quy định mỗi tuần sẽ có 40 giờ làm và chính phủ sẽ là cứu cánh tuyển dụng cuối cùng. Người lao động được giáo dục rằng công việc mới là quyền công dân của họ,
chứ không phải thời gian rảnh rỗi. Trong cuốn Work Without End, tạm dịch là Làm việc không có hồi kết, tác giả Benjamin Clean Honeycutt đã giác ngộ được học thuyết về công việc toàn thời gian. Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính, rất ít người Mỹ có suy nghĩ rằng giảm giờ làm là kết quả tự nhiên, liên tục và tích cực của sự phát triển kinh tế, cũng như tăng năng suất lao động. Thay vào đó, tăng thời gian nhàn rỗi lại bị coi là làm tổn hại đến nền kinh tế, tạo gánh nặng lên chi phí nhân công và cần bị loại bỏ khỏi tiến trình phát triển kinh tế. Những viễn tưởng rằng tăng trưởng là tốt và công việc toàn thời gian đã tự biến chúng thành giá trị mấu chốt. Và chúng được chấp nối rất khớp với chân lý về tiêu thụ toàn thời gian, giao giảng rằng sự nhàn rỗi chính là thứ hàng hóa để tiêu thụ, chứ không phải để tận hưởng. Suốt nửa thế kỷ qua, làm việc toàn thời gian có nghĩa là sẽ thêm nhiều người tiêu dùng có thu nhập ròng hơn. Điều này có nghĩa là tăng lợi nhuận, mở rộng kinh doanh, tạo ra thêm nhiều công ăn việc làm, và thế là có nhiều thu nhập ròng hơn nữa. Tiêu dùng giữ cho bánh xe lưu thông dịch chuyển, như chúng ta đã thấy ở chương 1. Vậy là có thể thấy, hình tượng về sự nhàn rỗi trong xã hội của chúng ta đã thay đổi rất nhiều. Từng được coi là quãng thời gian đáng chờ mong và văn minh trong cuộc sống hàng ngày, sự nhàn rỗi bỗng chốc trở thành nỗi khiếp sợ, lời gợi nhắc về sự thất nghiệp trong những tháng năm suy thoái. Khi giá trị của sự nhàn rỗi giảm xuống, giá trị của công việc lại tăng lên. Sự thúc đẩy của việc làm toàn thời gian cùng với sự trỗi dậy của các loại hình quảng cáo đã tạo ra định hướng ngày càng có tầm ảnh hưởng đến nhiều người, rằng họ cần kiếm được nhiều tiền hơn để có thể tiêu thụ nhiều tài nguyên hơn nữa. Để chống lại những điều này, một phong trào đòi thêm thời gian rảnh rỗi đã xuất hiện vào đầu thế kỷ thứ 21. Chiến dịch mang tên Take Back Your Time, tạm dịch là Đòi Lại Thời Gian, được khởi xướng bởi nhà làm phim John DeGraff, ủng hộ rút ngắn giờ làm và kéo dài thời gian nghỉ lễ cho những người Mỹ phải làm việc quá sức. Nhưng ngay cả khi tất cả các nghiên cứu đều chỉ ra rằng giảm giờ làm và có thời gian nghỉ ngơi hiệu quả sẽ nâng cao năng suất lao động, thì những người ủng hộ thời gian làm việc dài vẫn đang lội ngược dòng với giả định rằng làm việc 8 tiếng một ngày là vô cùng hợp lý. Phong trào Slow Food, tạm dịch là ăn chậm, nổi lên như một thách thức đối với lối sống tham công tiếc việc của chúng ta. Phong trào này cho rằng ăn uống không đơn thuần chỉ là ngồi nuốt thức ăn nhanh bên cạnh chiếc máy tính, nạp năng lượng để tiếp tục chạy đua với công việc. Ăn uống là quãng thời gian vui vẻ, thoải mái, cùng những câu chuyện phiếm. Nói ngắn gọn thì nó chính là một nét văn minh. Công việc mang ý nghĩa mới. Bên cạnh đó, theo Honeycutt, trong nửa thế kỷ qua, chúng ta đang dần mất đi cơ cấu gia đình, văn hóa và cộng đồng, những thứ đem lại ý nghĩa cho cuộc sống bên ngoài nơi làm việc. Những nghi thức truyền thống, giao tiếp xã hội, niềm vui giản đơn, cùng sự bầu bạn với người khác, tất cả đều phục vụ cho khoảng thời gian nghỉ ngơi không làm việc, tạo cho mọi người hệ ý thức về mục đích và sự gắn bó. Nếu không được trải nghiệm cảm giác là một phần của cộng đồng nào đó, thì thời gian nhàn rỗi chỉ đem đến sự cô đơn và buồn chán. Và một khi cuộc sống ngoài giờ làm việc đã mất đi sức sống và ý nghĩa, thì công việc sẽ không còn là phương tiện để kết thúc nữa, mà chính nó đã trở thành dấu chấm hết rồi. Honeycutt đã viết như sau: ý nghĩa, lý lẽ, mục đích hay thậm chí là sự cứu rỗi, giờ đây đều có thể tìm thấy trong công việc mà không cần phải tham khảo bất kỳ chân lý triết học hay thần học truyền thống nào. Đàn ông và phụ nữ đã trả lời những nghi vấn tôn giáo theo cách thức mới. Và câu trả lời ngày càng gắn liền với công việc, sự nghiệp, ngành nghề, chuyên môn nhiều hơn. Năm 2001, Ali Hochschild đã viết trong cuốn sách The Time Bin, tạm dịch là Ràng buộc về thời gian, rằng các gia đình giờ đây có 3 việc chính: đi làm, về nhà và sửa chữa những mối quan hệ rạn nứt khi người ta ngày càng dành nhiều thời gian ở chốn làm. Kể cả những tập đoàn với chính sách hỗ trợ gia đình cũng chỉ thưởng cho những ai dành nhiều thời gian làm việc hơn, dù năng suất công việc có cao hay không. Một số văn phòng thậm chí còn tạo môi trường làm việc thoải mái, trong khi cuộc sống ở nhà vô cùng bận rộn, khiến cho mọi người có mong muốn tội lỗi là được dành nhiều thời gian ở chỗ làm hơn, vì nó yên bình hơn nhiều. Mảnh ghép cuối cùng được đặt vào đúng vị trí khi chúng ta nhìn vào sự thay đổi thái độ tôn giáo đối với công việc. Cùng với đó là sự trỗi dậy của những tín đồ đạo Tin Lành. Trước đó, công việc là thứ phàm tục và tôn giáo mới là thiêng liêng. Sau này, công việc đã trở thành đấu trường nơi ta tìm thấy sự cứu rỗi. Và bằng chứng của cuộc đời tôn giáo thành công chính là đời sống tài chính thành công. Và bây giờ, chúng ta đang sống trong thế kỷ thứ 21. Việc làm công ăn lương đảm nhận vô số vai trò.
Công việc của chúng ta giờ đây kiêm luôn chức năng mà theo truyền thống thì nó thuộc về tôn giáo, là nơi chúng ta tìm kiếm những câu hỏi muôn thuở: tôi là ai, tại sao tôi lại ở đây và mục đích của tất cả những điều đó là gì. Công việc cũng kiêm luôn chức năng của gia đình, trả lời cho những câu hỏi: ai là người của tôi và tôi thuộc về nơi nào. Công việc của chúng ta thậm chí còn được dùng để tạo ra niềm vui lãng mạn và sự sâu sắc vốn chỉ tìm thấy trong tình yêu. Dường như chúng ta vẫn luôn tin rằng có một bạch mã công việc ngoài kia, giống như chàng bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích, sẽ đáp ứng mọi nhu cầu và tạo cảm hứng cho ta hướng đến sự vĩ đại. Chúng ta tin tưởng rằng thông qua công việc này, bằng cách nào đó ta sẽ có tất cả: địa vị, ý nghĩa, sự phiêu lưu, du lịch, sự sang trọng, sự kính nể, quyền lực, những thử thách, khó khăn và phần thưởng tuyệt vời. Tất cả những gì ta cần là tìm ra một nửa của đời mình, công việc cả đời. Thật vậy, trong khoảng thời gian vô hạn, dường như chúng ta đã kết hôn với công việc chứ không phải là người bạn đời. Lời thề dù tốt hay xấu, dù giàu có hay nghèo hèn, khi ốm đau cũng như lúc khỏe mạnh. Và chỉ có cái chết mới chia lìa được đôi ta, áp dụng vào công việc lại phù hợp hơn với vợ chồng mình. Có lẽ thứ khiến ta mắc kẹt trong vòng lặp nhà, đường đi làm, văn phòng này chính là ảo ảnh bạch mã công việc đó. Chúng ta như nàng công chúa liên tục hôn lên con cóc, hy vọng một ngày nào đó nó sẽ hóa thành chàng hoàng tử đẹp trai. Công việc của chúng ta chính là con cóc đó. Giới trẻ ngày nay đang lội ngược dòng còn mãnh liệt hơn nữa. Điện thoại và laptop khiến sếp có thể gọi điện và thúc giục ta làm việc bất cứ lúc nào. Khi lương công việc chính không đủ sống, ta phải tìm cách chắp vá thêm nhiều công việc phụ để nhanh chóng trả hết khoản nợ sinh viên, đồng thời thoát khỏi cuộc sống dưới tầng hầm nhà bố mẹ. Thực tế, người ta đã đặt tên cho loại công việc chồng chéo ấy là sự hối hả, nhằm thể hiện sự kiệt quệ của người lao động có mong muốn phát triển và đạt được sự giàu sang. Họ biết rất rõ rằng mình đang sống trong một thế giới mới, dũng cảm đối mặt với vô số những hối hả. Họ lấy hết can đảm để chống lại những cơn sóng ngầm. Chiếc băng chuyển cũ của công việc cũng như danh tính hay sự nghiệp, an ninh và lương hưu giờ đây đã bị cắt vụn hoàn toàn. Điều này có thể giải phóng giới trẻ khỏi hội chứng bạch mã công việc hay không? Không hề, vẫn cứ sống vội vã như thế. Họ vẫn luôn phải làm việc. Thậm chí việc hẹn hò cũng có thể trở thành yếu tố tạo mạng lưới quan hệ để tìm kiếm cơ hội việc làm tiếp theo. Chúng ta đã chiến thắng cuộc cách mạng công nghiệp hay chưa? Đã từ rất lâu rồi, kể từ thời mà tổ tiên ta chỉ lao động 3 tiếng một ngày và tận hưởng niềm vui sinh hoạt cộng đồng, lễ nghi tôn giáo, ăn mừng và vui chơi. Liệu có đáng không? Chúng ta đã gặt hái được nhiều giá trị bằng cách tập trung sức sáng tạo và sự khéo léo vào việc làm chủ thế giới vật chất. Khoa học, văn hóa, ngôn ngữ và âm nhạc đều rất phát triển và mang đến cho chúng ta nhiều phước lành. Một số ít người muốn quay ngược thời gian, không có âm nhạc Bach hay thuốc penicillin cũng được. Dù sao thì đúng là chúng ta cần phải dừng vòng quay đồng hồ ấy lại và đánh giá phương hướng của mình. Chúng ta vẫn đang đi đúng hướng chứ? Hãy thử liếc qua nơi chốn công sở hiện đại và thị trường việc làm mà xem. Chúng ta đang ở đâu? Và đó có phải là nơi mà ta muốn tới không? Một số người lao động cảm thấy bản thân chưa làm việc hết mình. Một ngày làm việc của họ được lấp đầy bởi các nhiệm vụ lặp đi lặp lại, nhàm chán và không mang tính thử thách, vận dụng rất ít đến sự sáng tạo hay trí thông minh. Những người khác thì phải làm việc quá sức, đặc biệt là khi các tập đoàn bắt đầu thực hiện tinh gọn bộ máy nhân sự. Ngày càng nhiều trách nhiệm đè nặng lên vai những người may mắn giữ được việc. Lĩnh vực start-up cũng giống như miền Tây hoang dã, với những doanh nghiệp mới được rót vốn cẩn thận và hoạt động càng ngày lẫn đêm, cung cấp cho nhân viên trẻ những đãi ngộ như bữa ăn miễn phí tại công sở hay khu chơi bóng bàn để giải tỏa và cân bằng với cường độ làm việc khủng khiếp trong môi trường đó. Con người ngày càng nhận thức rõ hơn về các vấn đề như công bằng xã hội, biến đổi khí hậu và sản phẩm phụ thuộc độc hại của xã hội tiêu dùng đang chia người lao động ra làm hai nửa. Về kinh tế, họ cần làm việc, nhưng về mặt đạo đức, họ không ủng hộ các sản phẩm và dịch vụ mà chính công ty đang cung cấp. Lương hưu trí giờ đây cũng không còn được đảm bảo. Chỉ khoảng 7% doanh nghiệp vẫn cung cấp bảng lương hưu rõ ràng, 25% cung cấp lương hưu hỗn hợp với khoản đóng góp nhất định. Ví dụ như lương theo bậc cộng thêm một ít tiền mặt. Những công ty còn lại đang dồn trách nhiệm chi trả quỹ lương hưu lên vai chính người lao động. Một số người thậm chí còn đang đặt dấu hỏi to đùng về độ đảm bảo của mạng lưới an sinh xã hội trong dài hạn. Tất nhiên, đây là lý do khiến cuốn sách này có nhiều độc giả hơn.
Bạn muốn tự tay gây dựng quỹ lương hưu cùng với thời gian biểu của riêng mình, bất kể có chuyện gì xảy ra ngoài kia đi chăng nữa. Theo báo cáo năm 2014 của Conference Board, một nhóm nghiên cứu phi lợi nhuận có trụ sở tại New York, đa số người Mỹ không hài lòng với công việc của mình. Trong một cuộc khảo sát đầu tiên vào năm 1987, 61,1% người lao động nói rằng họ yêu công việc, nhưng đó là thời kỳ đỉnh cao. Mức sàn rơi vào năm 2010, khi chỉ có 42,6% người lao động yêu thích công việc của họ. Triển vọng về một công việc dài lâu với những người lao động gắn bó đã bị xói mòn. Và người lao động phải gồng gánh những khoản khấu trừ bảo hiểm y tế cao ngất ngưởng cùng với khấu trừ tiền lương. Hai lý do chính khiến sự hài lòng trong công việc của người lao động giảm xuống thảm hại chính là an sinh và bảo hiểm y tế, và cả hai đều giảm ít nhất 11 điểm kể từ năm 1987. Có vẻ chúng ta đã thấy đủ lý do cho sự lụi tàn trong một thế giới đảo điên. Ngay cả khi chúng ta yêu thích chuyên môn của mình, ngay cả khi ta may mắn được làm việc trong một môi trường tốt, hay khi chúng ta nằm trong nhóm 50% người không hề hài lòng về công việc, ta vẫn bị ảnh hưởng bởi hội chứng bạch mã công việc. Ta vẫn sẽ tiếp tục tìm cách lấp đầy những nhu cầu mà không công việc nào có thể lấp được. Chúng ta đánh đổi, bất chấp tương lai, nằm trăn trối trên chiếc giường bệnh. Tại sao mình mất thời gian vào công việc nhiều đến thế? Mục đích của công việc là gì? Hãy tiếp tục công cuộc đi tìm định nghĩa cho công việc. Mối quan hệ đặc biệt cá nhân và sâu xa ấy bằng cách tự đánh giá qua một số câu hỏi như sau. Tại sao bạn lựa chọn kiếm tiền bằng cách này? Động lực giúp bạn rời giường đi làm mỗi sáng là gì? Mục đích đi làm của bạn là gì? Kinh nghiệm hay tiền lương? Nếu được, vợ hoặc chồng hoặc người thân hỗ trợ tài chính, bạn có thể đánh giá dựa trên lý do lao động của người trụ cột gia đình hoặc dựa trên lý do bạn làm công việc trước đây. Nếu bạn đã nghỉ hưu hoặc đang thất nghiệp, hãy nghĩ về một công việc từng làm trước đây. Giờ thì hãy quan sát danh sách những mục tiêu làm công ăn lương dưới đây và xem cái nào phù hợp với bạn. Kiếm tiền, chu cấp cho bản thân và gia đình, dành dụm cho tương lai, làm từ thiện, hướng đến độc lập tài chính. An sinh, giữ được việc, đảm bảo lợi ích cá nhân. Truyền thống, theo nghiệp gia truyền, hoàn thành nghĩa vụ với gia đình, bởi ai cũng đi làm cả. Công ích, thực hiện nghĩa vụ, giúp đỡ mọi người, góp phần gây dựng xã hội và thế giới, trở thành bản thể mà bạn muốn thay đổi, gắn liền năng lực bản thân với việc giúp đỡ người khác. Học hỏi, phát triển năng lực, trưởng thành, nâng cao giá trị bản thân, được kích thích và thử thách, đổi mới và sáng tạo. Quyền lực, nâng tầm ảnh hưởng đối với người khác, ảnh hưởng đến quyết định và kết quả, khẳng định sự tôn trọng và quý mến từ những người mà bạn muốn gây ấn tượng. Đạt được thành công và trở nên nổi bật trong lĩnh vực của mình. Xã hội hóa, tận hưởng niềm vui kết nối với cộng đồng, tương tác với nhiều người và cảm nhận bản thân là một phần của cộng đồng. Tham gia vào những sự kiện và tiệc tùng của công ty. Cơ cấu thời gian. Cơ cấu thời gian của bạn và thiết lập trật tự cho cuộc sống của mình. Bạn có nhận thấy không rằng công việc có hai tính năng khác biệt: tính năng vật chất, tính năng tài chính, ví dụ như tiền lương, và tính năng cá nhân, ví dụ như cảm xúc, tinh thần, trí tuệ hay thậm chí là ý chí. Câu hỏi nguyên bản là việc làm công ăn lương phục vụ cho mục đích nào? Trong thực tế, công việc đáp ứng một mục tiêu duy nhất: tiền lương. Đó cũng là mối liên hệ thực sự giữa tiền và công việc. Những mục đích khác đều chỉ là phần thưởng đáng mong chờ, nhưng không liên quan trực tiếp đến việc được trả lương. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm thấy những mục đích đó trong các hoạt động không được trả công. Đối với người lao động thuộc giới trung lưu, mọi căng thẳng, hoang mang hay thất vọng liên quan đến công việc hiếm khi xuất phát từ vấn đề lương. Chúng ta đều thấy, khi đã đạt tới một mức độ hài lòng nhất định, thì tiền không còn mang lại nhiều cảm giác thỏa mãn nữa. Giả sử ta gặp rắc rối với vấn đề lương lậu, thì khi ấy tất cả những nhu cầu như động lực, sự công nhận, phát triển, đóng góp, tương tác và ý nghĩa đều không được công việc đáp ứng. Cuộc khảo sát của Conference Board về mức độ hài lòng trong công việc đã được nêu ra để bổ trợ cho quan điểm này. Tiềm năng phát triển, kênh giao tiếp cộng đồng, niềm hứng khởi trong công việc và sự công nhận khiến người lao động thấy hài lòng với công việc, chứ không phải đồng lương. Nếu như ta loại bỏ hầu hết các kỳ vọng ấy ra khỏi công việc, kiếm kế sinh nhai, và rồi nhận ra mọi mục đích lao động đều có thể tìm được khi làm việc không lương thì sao? Quan điểm này đưa ta đến một điểm mâu thuẫn trong quá trình xem xét lại mối quan hệ của chúng ta với công việc. Công việc gồm hai mặt. Một mặt là những nhu cầu và mong muốn tiền bạc của chúng ta. Chúng ta đi làm để kiếm tiền và chi trả cho những nhu cầu thiết yếu.
mặt khác là công việc hoàn toàn không hướng tới mục tiêu tiền lương. Nghĩa là chúng ta làm việc để thỏa mãn rất nhiều mục tiêu tích cực khác trong cuộc sống. Cũng cần ghi nhớ rằng, quan điểm này không áp dụng được với hàng triệu người lao động không kiếm đủ tiền để trang trải cho bản thân và gia đình, dù đã làm đến hai việc cùng một lúc. Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ là nền kinh tế phát triển duy nhất trên thế giới không cam kết cho nhân viên nghỉ có lương và chưa đến một nửa số người lao động thu nhập thấp nhận được lương trong ngày nghỉ. Phá vỡ mối liên hệ giữa công việc và tiền lương. Vấn đề thật sự của công việc không phải do kỳ vọng của chúng ta quá cao, mà là do ta đang nhầm lẫn giữa làm việc với làm công ăn lương. Công việc đơn giản giống như bất kỳ hoạt động sản xuất có mục đích nào, và làm công ăn lương chỉ là một loại giữa vô số những công việc đó. Việc định nghĩa lại các khái niệm này sẽ giải thoát chúng ta khỏi kết luận sai lầm rằng ta phải lao động vì miếng cơm manh áo và nơi ăn trốn ở. Thay vào đó, ta làm việc dựa trên cảm nhận của chính ta về ý nghĩa, mục tiêu và sự thỏa mãn. Phá vỡ mối liên hệ giữa công việc và tiền bạc giúp ta lấy lại được sự cân bằng và tỉnh táo. Sự thỏa mãn của con người không nằm ở công việc mà ở toàn cảnh cuộc sống, trong cảm xúc nội tâm của ta về ý nghĩa cuộc sống, sự kết nối với những người khác, khát khao đạt được mục tiêu và ý nghĩa. Bằng cách phân biệt rõ công việc với tiền công, chúng ta đã thực sự mở ra cánh cửa hợp nhất những mảnh ghép cuộc sống, từ kiếm tiền cho đến yêu thương gia đình, thành một thể thống nhất gọi là con người thật sự của chúng ta. Khi đã trở thành bản thể thống nhất ấy, chúng ta không cần phải cố gắng tiêu thụ hạnh phúc nữa. Hạnh phúc chính là quyền lợi bẩm sinh của chúng ta. Bất kể bạn yêu thương hay ghét bỏ công việc kiếm kế sinh nhai của mình, bằng cách phân biệt công việc với tiền lương, bạn có thể thấy rõ hơn những điều mà bạn trân quý, cả trong và ngoài công việc, và thứ hàng hóa vô giá đó được gọi là năng lượng cuộc sống. Bạn còn nhớ cuộc thảo luận về năng lượng cuộc sống trong chương 2 chứ? Rằng một người 40 tuổi sẽ chỉ còn khoảng 350.000 giờ sống trong nhân gian, với 1/3 thời gian để ngủ và 15% thời gian dành cho các hoạt động thiết yếu khác để giữ gìn cơ thể và nhà cửa, nấu ăn, dọn dẹp, sửa đồ đạc, làm các việc lặt vặt khác. Bạn có thể mất một nửa ngân hàng thời gian của mình. Những giờ phút này chính là tất cả những gì bạn có. Không gì quý giá hơn thời gian, chính là những khoảnh khắc mà bạn đã bỏ lại. Phân biệt công việc với tiền lương có nghĩa là mọi khoảnh khắc trong đời bạn đều quan trọng, và việc có thêm nhiều khoảnh khắc thời gian để sử dụng theo ý thích, chứ không phải vì bắt buộc, là mục tiêu thật sự xứng đáng. Hãy phá vỡ mối liên kết giữa công việc và tiền lương, cũng như thừa nhận rằng tiền bạc về cơ bản chính là thứ ta dùng năng lượng cuộc sống để đánh đổi, ảnh hưởng mạnh mẽ đến cuộc sống của ta. Tiền bạc chính là năng lượng cuộc sống. Giá trị của chúng không nằm ở những định nghĩa bề nổi, mà ở những gì chúng ta đầu tư. Tương tự, công việc làm công ăn lương chỉ có giá trị nội tại từ thực tế là chúng ta được trả lương để làm nó. Tất cả những thứ khác ta làm chỉ là biểu hiện cho thấy con người ta, chứ không phải những gì ta nhất định phải làm ngoài nhu cầu kinh tế. Bằng cách phá bỏ mối liên hệ này, chúng ta lấy lại được chất lượng, những điều trân quý, giá trị của bản thân, giống như phần doanh thu sau thuế vậy. Bằng cách phá bỏ mối liên hệ này, chúng ta có thể định nghĩa lại công việc là mọi thứ ta làm có liên hệ với mục tiêu trong cuộc sống. Và bằng cách phá vỡ mối liên kết này, chúng ta đòi lại được cuộc sống của mình. Hàm ý tuyệt đẹp của việc phá vỡ mối liên kết. Từ quan điểm này, có thể thấy rõ vì sao việc làm công ăn lương lại khiến bạn có cảm giác sống mòn đến vậy. Trong công việc, bên cạnh việc kiếm tiền, dường như bạn chẳng làm được gì có liên quan đến mục đích của bạn cả. 8 đến 10 tiếng một ngày, 5 ngày một tuần, 50 tuần một năm, 40 năm hoặc hơn thế nữa cho một đời người. Điều này gợi ra một loạt các câu hỏi. Bạn cần bao nhiêu tiền để đạt đến đỉnh cao của sự thỏa mãn? Công việc của bạn liệu có thể mang về chừng đó tiền không? Bạn có đang làm việc mà tiền lương không tương xứng với công sức bỏ ra, cũng như không đáp ứng được nhu cầu của bản thân không? Hay bạn đang kiếm được nhiều tiền hơn mức thỏa mãn? Vậy số tiền thừa sẽ dùng vào đâu? Nếu không biết làm gì với số tiền đó, liệu bạn có muốn làm việc ít đi và có thêm thời gian để thực hiện bất cứ thứ gì mình muốn không? Còn nếu đã có mục tiêu sử dụng số tiền đó, vậy mục tiêu này có rõ ràng và gắn liền với những thứ bạn quý trọng, để từ đó đem đến cho bạn trải nghiệm vui vẻ trong công việc làm công ăn lương không? Nếu không thì cần thay đổi ra sao? Hãy cùng nhau khám phá những hàm ý trong hành vi định nghĩa lại công việc bằng cách phá vỡ liên kết giữa công việc và tiền lương.
nhìn nhận việc làm công ăn lương khác với công việc theo nghĩa thỏa mãn những mục tiêu trong cuộc sống. Những người nằm ở hai đầu tháp tuổi đều đang làm điều này, nhưng không phải theo phương pháp trao quyền. Hàng triệu người bắt đầu đi làm sau cuộc suy thoái kinh tế năm 2008, khi mà thị trường chứng khoán đã mất đi nửa giá trị. Nếu làm theo đúng kịch bản của cha mẹ, học đại học, vay nợ học phí, trông chờ vào khoản thừa kế từ cha mẹ, thì họ sẽ được chào đón vào một nền kinh tế rơi tự do với rất ít cơ hội việc làm trên thị trường tuyển dụng truyền thống. Không có gì ngạc nhiên nếu họ trở thành những doanh nhân, tin tặc hay người lao động trong một nền kinh tế lớn. Không có gì ngạc nhiên nếu họ phải tự mình bước vào thế giới thay đổi chóng mặt, nơi các nhu cầu được mở ra rồi lại lấp đầy và đóng lại chỉ trong vòng một tháng. Lập trình viên, blogger, nhà thiết kế ứng dụng, doanh nhân phải làm việc liên tục nhiều giờ và trở nên trống rỗng. Nhưng cũng không ngạc nhiên khi nhiều người thuộc thế hệ Y đã tìm lại được niềm hứng khởi thông qua cuốn sách này, cùng khả năng đạt được cuộc sống độc lập tài chính. Họ đã tham gia vào rất nhiều phương diện cuộc sống, làm để kiếm tiền, làm theo sở thích và đam mê, và làm theo thói quen. Mặt khác, nhiều người thuộc thế hệ bùng nổ đang bước vào giai đoạn nghỉ hưu, chỉ với khoản trợ cấp lương hưu trong tay. Họ cũng phải tìm cách kiếm tiền bằng những công việc kỳ quặc hoặc đôi chút kỳ quặc. Nếu tiền lương hưu đủ sống, họ có thể vui vẻ ở nhà chơi với con cháu. Nếu không, họ sẽ phải chơi với cháu người khác để kiếm tiền. Nếu cả đời chỉ làm việc trong một doanh nghiệp, sẽ mất khá nhiều thời gian để bạn hòa nhập với thế giới, nơi mà tuổi tác giờ đây chỉ còn là con số. Những người thuộc thế hệ Y phải chịu những gánh nặng ấy, nhưng thế hệ bùng nổ thì không. Điều này cho thấy có những người trong phần lớn thời gian lao động và cống hiến đã tính toán đến lợi ích của việc phân tách công việc với thu nhập. Nó sẽ tạo cảm hứng cho bạn trong quá trình thay đổi mối quan hệ với tiền bạc và biết đâu có thể giúp bạn được nghỉ hưu sớm. Hay ít nhất thì việc nghỉ hưu cũng giúp bạn cảm thấy tự do thay vì lo nghĩ. Thứ nhất, định nghĩa lại công việc sẽ tăng thêm sự lựa chọn. Giả sử bạn có năng khiếu sư phạm bẩm sinh nhưng sau đó lại quyết định làm lập trình viên bởi công việc đó có thu nhập cao hơn mà bạn tin chắc mình cần có khoản thu nhập tương đối. Trong lối tư duy cũ, mỗi khi có ai đó hỏi bạn làm nghề gì, bạn sẽ buộc phải khẳng định tôi làm lập trình viên máy tính. Bạn nghĩ sao về tác động lâu dài của sự trong ngoài bất nhất này lên bạn? Bạn có thể chỉ cảm thấy không vui lắm, nhưng không rõ vì sao. Hoặc bạn sẽ phát bệnh vì việc đó, giống như một cô bạn của tôi. Khi từ bỏ giấc mơ làm nghệ sĩ piano trong dàn nhạc để trở thành lập trình viên, cô ấy bỗng mắc phải chứng bệnh lạ và nằm liệt giường suốt cả năm trời. Bạn có thể sẽ tạo ra khoản nợ tín dụng để tự thưởng cho bản thân nếu như không làm được công việc phù hợp với mình. Một điều mà có thể bạn đã bỏ qua, đó là đặt câu hỏi xem liệu có phải bạn quyết định theo nghề lập trình chỉ vì kiếm kế sinh nhai hay không. Khi bạn phá vỡ mối liên kết giữa công việc và tiền lương, lựa chọn khác sẽ mở ra. Khi ai đó hỏi bạn về nghề nghiệp, bạn có thể nói, tôi là giáo viên, nhưng hiện giờ tôi đang viết chương trình cho máy tính để kiếm tiền. Biết rõ bản thân mình là ai cho phép bạn đánh giá lại quá trình gây dựng sự nghiệp của mình. Bạn có thể sẽ quyết định dành dụm tiền và học thêm chứng chỉ sư phạm. Bạn có thể sẽ giảm số giờ lập trình xuống và đảm trách thêm công việc của một giáo viên tình nguyện, dạy về lập trình máy tính chẳng hạn. Bạn có thể sẽ tìm thêm niềm vui mới như chèo thuyền và đi dạy chèo thuyền vào cuối tuần, trong khi vẫn đi làm công việc lập trình để kiếm sống. Ngắt mối liên hệ giữa công việc và tiền bạc sẽ giúp những mảnh ghép trong cuộc sống của bạn vốn bị khoanh vùng chặt chẽ nay được vỡ ra, trượt xung quanh và tự sắp xếp lại thành một mô hình sống động và đáp ứng nhu cầu của bạn tốt hơn. Donna O đã làm việc chăm chỉ để tiến đến nấc thang thành công, nhưng rồi cô nhận ra rằng áp lực này không phù hợp với sự nhạy cảm của mình. Là một bác sĩ, cô cảm thấy bản thân đang cố gắng tăng cường sức khỏe trong một hệ thống cực kỳ không lành mạnh, với hàng trăm giờ làm việc mỗi tuần, thiếu ngủ trầm trọng và thời gian quý báu dành cho những việc khác thì rất hạn hẹp. Trong thời gian làm nội trú và những năm tháng đầu tiên trở thành bác sĩ, cô nhận ra công việc đã chiếm hết thời gian và tâm trí, khiến cô không có thời gian để nghĩ về tiền cũng như kiểm soát việc chi tiêu. Việc kết hôn với một bác sĩ khác càng nhân đôi sự mơ hồ đó. Donna và chồng mua nhà, xe hơi và có những khoản đầu tư kỳ lạ khác. Suy nghĩ về việc kiểm soát chi tiêu nằm ngoài nhận thức của họ. Họ đã nhầm lẫn giữa nhận thức và lo âu, và họ thì có đủ lo âu trong công việc y khoa của mình rồi. Sự ra đời của hai đứa con như lời nhắc nhở Donna rằng thứ gì mới là quan trọng nhất.
cô muốn thoát khỏi việc kinh doanh dịch vụ y tế để trở lại với ý nghĩa ban đầu của ngành y, chăm sóc và cân bằng. Lo lắng xen lẫn quyết tâm, cô nghỉ việc và không quên nhận nốt phần phúc lợi của mình, rồi mở một phòng khám dành cho nữ giới với toàn bộ nhân viên là nữ để phản ánh giá trị của cô. Khi đó, cô đã nghe cuốn băng gốc ghi âm khóa học FI năm 1984 trong niềm hứng khởi. Cô lập tức hỏi chồng câu hỏi mà cô cũng bắt đầu băn khoăn. Anh sẽ làm gì nếu không cần đi làm kiếm tiền nữa? Ý em là sao? Chồng cô đáp lại. Anh thích đi làm lắm. Nhưng nếu anh không cần phải chịu trách nhiệm với ai chỉ để có tiền đáp ứng chi tiêu của mình nữa ấy. Không thể trả lời câu hỏi đó, anh chồng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mặc dù cuối cùng anh ấy cũng nghe đoạn băng ghi âm khóa học đó, nhưng cách anh ấy háo hức nghiên cứu thực hiện một phương pháp thực hành y khoa mới không hề đúng ý Donna. Cô bắt đầu thực hiện theo các bước trong chương trình, nhưng vẫn không tìm được tiếng nói chung với chồng. Cuối cùng, cô đi đến kết luận rằng ngay cả trong một cuộc hôn nhân bình thường, thậm chí là hết sức thông thường, người phụ nữ phải sẵn sàng sống cuộc sống của riêng mình. Và thế là Donna tự mình làm theo các bước. Khi bồi đắp quan điểm cá nhân, cô bắt đầu tự đánh giá lại phòng khám của mình. Không nhân viên nào muốn làm việc suốt nhiều tiếng đồng hồ đầy ải như các chuyên gia y tế. Nhưng họ cũng không biết xoay sở ra sao nếu kiếm được ít tiền hơn. Những thủ tục khám bệnh đắt đỏ là nguồn thu chính cho các y bác sĩ. Donna ưu tiên các biện pháp phòng bệnh, nhưng gánh nặng kinh tế cứ kéo cô trở lại cách làm việc cũ. Hoặc là tôi phải làm khác đi, hoặc là tôi sẽ không làm gì cả. Với Donna, độc lập tài chính là cả quá trình phục hồi từ những lối suy nghĩ cũ về tiền bạc, công việc, ý nghĩa và mục tiêu. Nếu như một phương pháp hành nghề y khoa tốt đồng nghĩa với ít tiền hơn, thế thì cứ vậy đi. Donna không hề đơn độc. Một cuộc khảo sát toàn quốc do tổ chức Center for a New American Dream thực hiện đã phát hiện rằng gần một nửa dân Mỹ tự nguyện thay đổi cách sống và từ đó kiếm được ít tiền hơn. Những người đó đều nói rằng họ rất hạnh phúc sau sự thay đổi và động lực khiến họ làm vậy là để giảm căng thẳng, thiết lập sự cân bằng trong cuộc sống và có nhiều thời gian rảnh hơn. Thứ hai, định nghĩa lại công việc cho phép bạn làm việc từ trong ra ngoài. Đối với rất nhiều người, hầu hết cuộc sống đều chịu ảnh hưởng từ ngoài vào trong. Việc lựa chọn vai trò và nhân dạng của chúng ta giống như việc chọn món ăn trong nhà hàng Trung Quốc vậy. Một người có thể chọn lính cứu hỏa trong cột công việc, tóc vàng mắt xanh trong cột vợ, hai trong cột con cái, đơn giản trong cột phong cách, Toyota trong cột xe hơi, Cộng hòa trong cột chính trị và căn hộ chính chủ trong cột nhà ở và cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống của mình. Cố gắng nhét bản thân tròn trịa vào một cái lỗ hình vuông mang tên công việc đã củng cố nhận định rằng cuộc sống chỉ bao gồm vài lựa chọn trong một danh sách cố định. Trừ khi bạn là nghệ sĩ hay doanh nhân khởi nghiệp, còn không thì thường công việc của bạn sẽ bao gồm làm việc theo lịch trình của ai đó, dịch vụ mà bạn đang làm theo để được trả tiền. Có một điều sâu kín nhưng lại có khả năng lan tỏa sự vô trách nhiệm trong thế giới công việc. Đó là việc nhận thức rằng ta luôn làm theo yêu cầu của người khác, cố gắng làm hài lòng người khác. Trong các tập thể lớn, hầu hết công nhân không hề hay biết ai là người đã lên thời gian biểu đi làm cho họ. Và những tập đoàn như vậy đã mùa đứt không chỉ công việc mà cả tính cách của chúng ta. Với những chuẩn mực văn hóa bất thành văn về việc ai nói chuyện với ai, cần mặc gì, mọi người ở những đẳng cấp khác nhau thì dùng bữa trưa ở đâu, bạn phải làm việc ngoài giờ trong bao lâu và hàng trăm lựa chọn hàng ngày khác. Rõ ràng là nếu chúng ta vẫn tưởng rằng con người đi làm kiếm tiền đó là con người thật của mình, thì hẳn chúng ta sẽ chịu khuất phục trước bất cứ khuôn mẫu nào để tồn tại trong công việc lâu nhất có thể. Nhưng nếu con người bạn và phần nhân cách kiếm tiền kia không phải là một, và chúng chắc chắn sẽ như vậy khi bạn phá vỡ mối liên kết giữa công việc và tiền lương, bạn có thể tìm lại được bản chất đã mất của mình. Một khi đã tìm lại được bản thân, giá trị, niềm tin, tài năng thực sự cùng những gì bạn quan tâm, bạn sẽ có thể làm việc từ tâm. Bạn sẽ có thể làm việc mà không đánh mất chính mình. Margaret P. đang chuyển đổi từ việc làm theo những giá trị của người khác, sống từ ngoài vào trong, sang khám phá và sống theo giá trị của mình, sống từ trong ra ngoài. Cô đã kết hôn, có hai đứa con và sau đó ly dị. Là một người mẹ đơn thân với tính trách nhiệm cao, cô muốn kiếm càng nhiều tiền càng tốt để nuôi gia đình. Vậy là Margaret thôi việc dạy học và trở thành chuyên viên lập kế hoạch tài chính. Cô làm việc và hưởng hoa hồng và một số sản phẩm có vẻ thành công hơn những cái khác. Mâu thuẫn giữa lợi ích của khách hàng và ý thích của họ khiến cô căng thẳng vì bị đau dạ dày. Cô nhận ra rằng
mình phải ngừng bán những bản kế hoạch đó bằng mọi giá. Và khi cơ thể của cô ổn định trở lại, đến lượt bức tranh tài chính cá nhân của cô gặp vấn đề. Cô rất vui mừng khi cùng với IVU thành lập lên nhóm hỗ trợ độc lập tài chính gồm 20 người tập trung lại để thực hiện chương trình FI. Khi họ thực hiện theo các bước trong chương trình này, họ nhận ra mình mong muốn làm theo những gì con tim thôi thúc hơn bao giờ hết. Và đối với mỗi người trong họ, điều đó thật khác biệt. Ví dụ, thông qua bước trân trọng năng lượng sống, một người phụ nữ đã nhận ra bản thân đang chìm sâu trong vũng lầy của sự tầm thường. Họ trả lương cho tôi không xứng với những khổ đau mà tôi phải chịu đựng. Vậy là cô quyết định nghỉ việc, sống bằng tiền tiết kiệm cho đến khi tìm được công việc mới. Tất cả những đổi thay ấy đều đến từ quá trình thực hiện các bước của chương trình này. Thứ ba, định nghĩa lại công việc giúp chúng ta trở thành nhà thiết kế cuộc sống, chứ không chỉ là người kiếm tiền. Trước khi cuộc cách mạng công nghiệp nổ ra, hầu hết mọi người đều làm nông nghiệp, nghĩa là họ phải tạo ra, giữ gìn và sửa chữa hầu hết mọi thứ vật dụng trong nhà. Sau cách mạng, đặc biệt là sau cuộc cách mạng công nghiệp thông tin, chúng ta học được cách dành phần lớn thời gian bán đi một phần nhỏ năng lực của mình để chi trả cho mọi thứ ta cần. Mất việc thì bạn vẫn còn đó khoản vay mua nhà thế chấp, thuế phí vận hành xe hơi và khoản nợ tín dụng, nhưng thu nhập thì bằng không. Phá vỡ được mối liên hệ giữa công việc với tiền bạc sẽ mở ra cánh cửa để ta biết trân trọng phần lớn thời gian còn lại trong đời. Cảm giác như trở lại quá khứ cùng tất cả những buôn bán theo kiểu nông dân hay thợ xây. Nhưng càng biết trân trọng những công việc không lương, chúng ta sẽ càng ít nợ nần. Ta sẽ học nghề thủ công và tự đóng những chiếc bàn, hoặc làm chủ một website hay viết blog. Khi ngừng làm việc chỉ vì tiền, có lẽ chúng ta sẽ thất nghiệp, nhưng không bao giờ hết việc. Điều đó có nghĩa là đôi khi vui chơi cũng kiếm được tiền. Bạn có thể học kỹ năng của một nghề nào đó ứng dụng được trong cuộc sống của bạn. Bạn có thể học những bài học mà sau này kiếm được tiền nhờ nó. Những kỹ năng mà ngành nghề này yêu cầu có thể mở ra một ngành nghề khác. Bạn có thể từ bỏ công việc giao dịch viên và chuyển sang tự giao dịch vì đam mê và một chút lợi nhuận. Nghề nghiệp chính là trường học. Công việc trở thành cách để thể hiện bản thân. Bạn chính là sếp của bạn, bất kể có được trả lương hay không, và bạn sẽ có thể khắc họa nên con đường của riêng mình. Thứ tư, định nghĩa lại công việc mang sức sống đến cho giai đoạn nghỉ hưu của bạn. Nghỉ hưu không có nghĩa là ngừng làm việc. Nó có nghĩa là bạn có thể ngừng làm việc vì tiền. Chúng ta đều muốn trở nên hữu ích, muốn được người khác thừa nhận những đóng góp của mình. Nếu chúng ta nghĩ việc làm công ăn lương là cách đóng góp duy nhất đáng quý, đáng nể và tự hào, vậy thì còn ai dám nghỉ hưu nữa chứ? Không ai muốn bị hất cẳng, phủi tay hay cho về vườn. Phá vỡ kết nối giữa công việc và đồng lương, nghĩa là bạn vẫn luôn đáng giá bất kể vai trò, nhiệm vụ, hành động, và nó sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái và muốn nghỉ hưu sớm hơn để có thể dành thời gian cho những người khác. Thứ năm, định nghĩa lại công việc là trân trọng những công việc không lương. Một buổi tối khi nhìn vào danh sách việc cần làm mà bản thân mới chỉ giải quyết được một ít, Nancy cảm thấy mệt mỏi với chính mình và tự nhủ, tôi không biết đời mình sẽ đi về đâu. Cô lên kế hoạch theo dõi chi tiêu để xem tiền đã chảy đi đâu hết rồi. Và tương tự với thời gian cũng thế. Trong vòng một tuần, cứ sau mỗi 15 phút cô lại ghi chép những gì mình đã làm trong thời gian đó. Cô nhanh chóng nhận ra bản thân dành phần lớn thời gian để làm những việc lặt vặt, dọn dẹp, nấu nướng, trò chuyện với mọi người trong nhà. Lịch trình mà cô đặt ra thì chỉ có duy nhất công việc, gặp mặt đồng nghiệp, trả lời email. Những việc khác, thứ chiếm đa số thời gian, không hề nằm trong kế hoạch. Cô nhận thấy rằng nếu như mình được trả tiền để dọn nhà, hẳn cô sẽ ghi nó vào kế hoạch. Dọn dẹp chính căn nhà của mình, không đâu khác. Cô thấy bản thân chỉ coi trọng những việc được trả lương. Giờ đây cô quyết định viết hết công việc vào bản kế hoạch và tự hào khi đã hoàn thành mọi thứ, dù có được trả tiền hay không. Không phải những việc không lương thường bị coi là vô giá trị hoặc bị xem nhẹ hơn việc được trả lương hay sao? Không phải cả thế gian, ai cũng cho rằng nếu bạn không đi làm kiếm tiền, không nghề không nghiệp, bạn sẽ chẳng là gì cả hay sao? Công việc nội tại của chúng ta, công việc của một người tự đánh giá, tự phát triển, trưởng thành trong cảm xúc và lý trí cũng quan trọng như công việc làm công ăn lương. Việc nhà hay làm vườn vậy, cần có thời gian để bạn hiểu mình hơn. Thời gian cho việc thể hiện bản thân, cho việc cầu nguyện và tổ chức lễ nghi, cho sự phát triển triết lý mạch lạc về cuộc sống cùng những quy tắc đạo đức cá nhân.
cho việc thiết lập mục tiêu cá nhân, đồng thời đánh giá tiến trình, phá vỡ mối liên hệ giữa công việc và đồng lương, giúp xóa đi những đau khổ từ nhận định chủ quan của chúng ta đối với công việc của chính mình. Thứ 6, định nghĩa lại công việc, hợp nhất công việc và vui chơi. Công việc là thứ nghiêm túc, vui chơi là hoạt động phủ phiếm. Công việc là sự trưởng thành, vui chơi là trò trẻ con. Công việc thì hữu dụng, vui chơi thì vô dụng. Đôi khi việc vui chơi cũng giống như công việc, như khi người ta chơi cờ chuyên nghiệp vậy. Nhưng đôi khi công việc lại giống trò chơi, đó là khi người ta thi đấu thể thao chuyên nghiệp. Và đôi khi công việc cảm giác rất giống trò chơi khiến ta phải thốt lên rằng công việc này vui quá đi mất, không trả lương cho tôi cũng được luôn. Vậy điểm khác biệt giữa công việc và vui chơi là gì? Cả hai đều có tính cạnh tranh cũng như hợp tác. Cả hai đều nâng cao năng lực và tạo ra cảm giác thành công. Cả hai đều đòi hỏi khả năng tập trung cao độ và sự chú tâm. Thực tế là, dù quan sát một người hoàn toàn tập trung vào một việc gì đó, ta cũng khó mà biết được người ta có được trả tiền để làm việc đó hay không. Đây chính là sức mạnh của việc phá vỡ mối liên kết giữa công việc và đồng lương. Bạn sẽ tái kết nối được công việc với hoạt động vui chơi. Từ đó, cuộc sống của bạn sẽ bừng sáng trong niềm hứng khởi. Thứ 7, định nghĩa lại công việc cho phép ta tận hưởng thời gian nhàn rỗi nhiều hơn. Đối với người Hy Lạp, thời gian nhàn rỗi là món hàng tối cao, là tinh hoa của sự tự do. Đây là khoảng thời gian tự phát triển bản thân cùng những mục tiêu cao cả hơn. Nhưng ở những năm đầu thế kỷ 21, chúng ta vẫn chưa thực sự thoải mái tận hưởng quãng thời gian nhàn rỗi của mình. Thậm chí đến ngôn ngữ cũng phản bội chúng ta với từ nghỉ giải lao. Như thể thời gian nhàn rỗi chỉ là vài phút ngắn ngủi để hồi phục trước khi chúng ta quay trở lại làm việc hiệu quả. Nếu bạn chưa định hình được rõ về những gì mình làm để kiếm tiền, thì càng phải trân trọng những giây phút nhàn rỗi hơn. Chơi một chút cũng chẳng sao, nằm dưới bóng cây và nghe chim hót để thư giãn đôi chút cũng tốt mà. Đi dạo một lúc cũng không hề gì, cắm trại và bỏ những món đồ công nghệ ở nhà cũng không phải ý tồi. Làm một số việc một mình đâu có gì là xấu hổ. Tận hưởng thời gian nghỉ ngơi thay vì làm việc, chuyện đó không có gì là xấu cả. Thời gian nhàn rỗi không phải là cuộc khủng hoảng nhân dạng nếu như bạn biết bản thân với công việc không đồng nhất với nhau. Có lẽ bởi công việc cứ dồn dập từng phút từng giờ trong ngày nên chúng ta đã nhàn rỗi trong vô thức, cùng với những cách thức không hề thỏa mãn như nghỉ giải lao bằng việc kiểm tra tin nhắn của bạn bè, lướt mạng, xem phim, đọc truyện hay trong giờ làm. Tách bạch công việc với đồng lương nhắc nhở chúng ta tập trung làm việc trong giờ làm và dành toàn tâm toàn ý vào những hoạt động mà ta đã chọn khi được nghỉ ngơi. Thứ 8, định nghĩa lại công việc tạo nên góc nhìn mới, mới sinh kế đúng đắn. Sinh kế đúng đắn là ý tưởng tìm cách biến công việc thật sự, thiên hướng, trở thành việc làm công ăn lương. Nghe có vẻ rất hoàn hảo, tuy nhiên vẫn có những cạm bẫy ẩn trong nỗ lực cao cả này và chương trình FI đã nhanh gọn vượt qua chúng. Không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ tìm thấy ai đó chịu trả lương để bạn làm những việc bạn thấy đáng làm. Phải mất rất nhiều năm để phát triển các tác phẩm nghệ thuật, công trình nghiên cứu, tư tưởng đổi mới xã hội hoặc công nghệ mới đạt đến độ chín muồi, khiến người khác muốn tài trợ. Huy động vốn từ cộng đồng chính là cách giải quyết sáng tạo cho những người đang dài cổ chờ tiền tài trợ từ chính phủ hay các tổ chức. Nhưng bản báo cáo năm 2015 của một trung tâm huy động vốn cộng đồng có trụ sở tại London cho thấy 70-90% các chiến dịch đã thất bại, tùy thuộc vào nền tảng huy động. Thông thường, điều này ít liên quan tới giá trị thực sự của công việc, mà chủ yếu là do may rủi, cơ hội, sự kiên trì, mối liên kết, chủng tộc hoặc giới tính và một loạt các yếu tố khác tác động. Bằng cách từ bỏ kỳ vọng rằng bạn sẽ được trả lương để làm việc vì đam mê, bạn có thể làm cả hai việc một lúc. Bạn kiếm tiền để trang trải chi phí và rồi cùng lúc làm theo trái tim mình. Bạn có thể lên kế hoạch sẽ làm công việc mình muốn sau khi nghỉ hưu và lấy đó làm động lực để ngày ngày đi làm đủ 8 tiếng. Hãy coi những tháng năm làm công ăn lương là bước chuẩn bị cho nghề nghiệp toàn thời gian của mình. Mỗi công việc lại dạy và mài giũa cho ta những kỹ năng cá nhân quan trọng cũng như xây dựng được mạng lưới quan hệ. Nếu bạn đặt ra những hạn mức cho công việc mà mình không thích làm, nghĩa là bạn chưa thực sự ổn định đâu. Bạn đang hướng bản thân đến bước đi tiếp theo và cố gắng đạt độc lập tài chính mà thôi. Những võ sinh của bộ môn Aikido thường được luyện tập bài cánh tay bất khuất. Võ sinh sẽ đứng đối diện và đặt bàn tay lên xương đòn của đối phương, ra sức chống đỡ khi người đó dùng cả hai tay kéo gập khuỷu tay mình xuống. Dù cố gắng hết sức,
người học viên sau đó vẫn thất bại. Sau đó, cậu ta sẽ được hướng dẫn thả lỏng cơ thể và để các dòng năng lượng chảy từ bụng ra ngoài qua đường cánh tay. Như thể nước đang chảy qua vòi rồng chữa cháy. Sau đó họ thử lại một lần nữa và lần này đối phương không còn có thể bẻ cánh tay đó xuống nữa. Dồn tâm trí vào việc tiết kiệm tiền thực ra chính là chuyển hướng năng lượng khỏi việc tham gia vào các hình thức làm việc mà bạn đã chọn thôi. Bạn đang làm hai việc chứ không phải một việc. Cũng giống như bài tập cánh tay bất khuất. Bạn có thể dồn tâm sức vào việc chống lại đối thủ, việc kiếm tiền hoặc giải phóng năng lượng của mình, đam mê đến vô cực. Hãy thử nghĩ xem những gì sẽ xảy ra khi vấn đề tài chính can thiệp quá sâu vào quá trình tìm kiếm đam mê của bạn. Trường hợp cụ thể mà tôi muốn nhắc đến là nghệ thuật. Trong cuốn Biological of Art, tạm dịch là sinh học của nghệ thuật, nhà động vật học Desmond Morris đã kể về một thí nghiệm cho loài vượn làm quen với động cơ lợi nhuận. Đầu tiên, ông dạy chúng vẽ tranh để tạo ra những bức họa vô cùng đáng yêu. Khi chúng hoàn thiện bức tranh, ông sẽ trả lương cho chúng bằng đậu phộng. Nhưng kể từ khi hệ thống trả lương đó hoạt động, tranh của lũ vượn bắt đầu xấu đi. Chúng vội vàng vẽ ra những bức tranh nguệch ngoạc để đổi lấy đậu phộng. Chủ nghĩa thương mại đã giết chết mầu nghệ sĩ của lũ vượn. Giờ đây, chúng chỉ muốn tranh giành đậu phộng mà thôi. Tôi phải nhấn mạnh rằng, việc hợp nhất đam mê và công việc kiếm tiền làm một có thể khiến bạn thay đổi trọng tâm từ nghĩa vụ sang tiền bạc đấy. Đạt được độc lập tài chính có nghĩa là cả tâm trí lẫn thời gian của bạn đều được giải phóng hoàn toàn, mang đến cho bạn một cánh tay bất khuất, bất kể công việc của bạn là gì đi nữa. Hãy thử tưởng tượng một ngày kia, bạn may mắn tìm được công việc mơ ước, thứ gắn bó với con người bạn và cách bạn kiếm tiền. Nhưng rồi có chuyện xảy ra, quản lý bị thay mới và dự án của bạn bị đình chỉ. Cả nhóm phải trở lại làm những công việc làng nhàng và bạn phải đối mặt với việc lựa chọn giữa tiền hay sứ mệnh. Nếu bạn phá vỡ được mối liên kết giữa công việc và tiền lương, bạn sẽ xác định được công việc thật sự là gì và đánh giá xem liệu cuối cùng thì bạn có thể giải phóng bản thân để làm theo tiếng gọi con tim mà không cần thỏa hiệp hay không. Bạn sẽ quay trở lại với cánh tay bất khuất và đưa ra lựa chọn. Hàm ý về thu nhập của bạn. Giờ đây, chúng ta đều đã xác minh được rằng mục tiêu cốt lõi duy nhất của làm công ăn lương chính là vì tiền, bất kể bạn yêu thích công việc của mình hay không. Điều này càng có ý nghĩa hơn trong việc nhìn nhận xem chúng ta có đang đánh đổi nguồn năng lượng cuộc sống quý giá một cách xứng đáng hay không. Bởi ta đã biết rằng cuộc sống quan trọng hơn công việc, nên hãy cố gắng tìm một công việc được trả công sao cho xứng. Điều này dẫn đến bước 7 của chương trình FI. Bước 7. Trân trọng năng lượng cuộc sống, tối đa hóa lợi nhuận. Bước 7 nói về phương pháp tăng thu nhập bằng cách trân trọng những phần năng lượng cuộc sống mà bạn đầu tư vào công việc, đổi nó với cái giá cao nhất, xứng đáng với sức khỏe và sự liêm chính của bản thân. Khi bạn nhận lương, hãy kiểm tra lại bảng chấm công hoặc liệt kê tất cả các khoản thu nhập của bạn để xem liệu bạn có thực sự được trả công xứng đáng cho những phần năng lượng cuộc sống quý giá đã bỏ ra không. Chìa khóa giải thoát ta khỏi chuỗi ngày sống mòn chính là trân trọng năng lượng cuộc sống. Chúng ta đều đã thấy được rằng tiền chỉ là thứ ta đánh đổi bằng năng lượng cuộc sống mà thôi. Và mục đích của làm công ăn lương chỉ là để kiếm cơm, không biện minh và tự tôn trọng mình. Và rồi khi bạn làm việc vì tiền, bạn sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền nhất mỗi giờ lao động, sao cho xứng với sức khỏe và sự liêm chính mà bạn bỏ ra. Nghe giống như thói tham công, tiếc việc, lỗi thời vậy. Nhưng hãy cứ làm theo điều đó và bạn sẽ thấy mình rẽ theo một hướng đi hoàn toàn khác. Trong quá trình thực hiện bước 1 đến bước 6, bạn đã định nghĩa được thế nào là vừa đủ, trong đó bao gồm cả dự đoán về mức đủ trong tương lai, thay vì cho rằng đủ chỉ là nhiều hơn những gì tôi đang có. Và từ đó lên án chính mình vì cứ mãi nghèo khó. Bạn đã khám phá ra rằng đủ có thể là ít hơn hoặc gần bằng với những gì bạn tưởng tượng. Hãy nhớ rằng đủ không phải là mức sống tối thiểu, mà nó chính là khoảng sống khiến bạn thỏa mãn nhưng không hề thừa mứa. Như chúng tôi đã chỉ ra trong chương 5, khoản đủ này thường nằm dưới mức thu nhập của bạn. Bằng cách chi tiêu ít hơn thu nhập, bạn sẽ không cần dành quá nhiều thời gian cho công việc mà vẫn đủ sống. Đó là bài toán cơ bản. Nếu mức sống đủ cần khoảng 2.500 đô la một tháng và mỗi giờ bạn kiếm được 25 đô la, bạn cần đi làm 100 giờ một tháng để kiếm đủ tiền trang trải. Nhưng nếu bạn kiếm được 50 đô la một giờ, bạn chỉ cần đi làm 50 giờ thôi, hoặc là bạn có thể tiết kiệm được 50% thu nhập của mình.
Giờ đây, chúng ta đang quay trở lại với lối sống trước thời kỳ cách mạng công nghiệp. Bạn có thể chỉ cần làm 2 đến 3 tiếng một ngày để kiếm tiền và dành phần thời gian còn lại để vui chơi giải trí, tự phát triển bản thân, tương tác với mọi người, hòa nhập với cộng đồng và thế giới. Nếu bạn chọn làm thêm giờ để kiếm tiền, hãy chỉ làm điều đó vì những lý do chính đáng. Vì bạn cần đề cao giá trị năng lượng cuộc sống hơn, bạn có thể làm việc để chu cấp cho ai đó hoặc tổ chức nào đó. Bạn làm để thoát khỏi nợ nần thật nhanh và đạt được độc lập tài chính. Có thể bạn kiếm tiền để dành dụm phòng khi có biến động về kinh tế, hoặc bạn đi làm để thực hiện những mục tiêu khác như tiếp tục theo đuổi việc học tập hoặc đi du lịch vòng quanh thế giới, hay đơn giản là bạn muốn độc lập về tài chính. Quy mô và độ mãnh liệt trong mục tiêu của bạn sẽ quyết định phần thời gian và công sức mà bạn cần đầu tư vào việc làm. Có thể bạn hào hứng muốn đạt được mục tiêu tài chính tới mức bỗng nhiên có thêm thật nhiều niềm vui trong công việc. Chúng ta không muốn học theo hành vi của một kẻ cuồng công việc. Tuy nhiên, làm thêm giờ cũng có thể phục vụ rất nhiều cho mục đích của bạn. Đối với Rosemary I, phá vỡ mối liên hệ giữa công việc đồng lương có nghĩa là cô có thể thẳng tiến theo đuổi những mục tiêu. Ngoài công việc của mình, Rosemary vẫn hướng tới những mục tiêu riêng, từ du lịch cho tới viết lách và nhiều dự án khác nhau về bảo vệ môi trường. Mặc dù Rosemary vui vẻ tận hưởng công việc giám đốc điều hành tại Viện Dưỡng Lão, song cô lại không muốn gắn bó với nó cả đời. Cô thấy mình càng dành dụm được nhiều từ bây giờ thì càng sớm đạt được mục tiêu. Thay vì tìm kiếm một công việc với mức lương cao hơn, cô lại có chiến lược khác. Rosemary làm thêm công việc khác cho một công ty phân phối, tận dụng nhiều thời gian buổi tối và cuối tuần để làm việc. Thời gian biểu rất linh hoạt, mọi người đều thông cảm cho nhau, hầu như chẳng có căng thẳng gì cả. Và khoản tiền mà cô nhận được cũng xấp xỉ lương công việc toàn thời gian, mặc dù phải làm việc tới hơn 40 giờ một tuần. Mục tiêu của Rosemary luôn giúp cô cảm thấy phấn chấn và tràn đầy năng lượng. Trân trọng năng lượng cuộc sống và cố đạt mức lương cao nhất có thể không liên quan gì đến tâm lý, càng nhiều càng tốt. Nếu như tiền bạc bằng năng lượng cuộc sống, vậy tăng thu nhập cũng đồng nghĩa với tăng khoảng thời gian sống cho bản thân. Tùy vào đồng lương thực tế của bạn, một chiếc xe có thể đáng giá một tháng, 6 tháng hay một năm làm việc, và bạn không cần phải có thêm nhiều tiền mới tăng thêm địa vị, thanh thế, quyền lực hay sự đảm bảo. Bạn biết rằng tiền không thể mua được những thứ đó. Bạn cần có nhiều tiền hơn để có thể sống tự do mà không cần lo nghĩ về tiền nữa. Tương tự, bạn cũng không muốn có nhiều tiền để bồi đắp cho lòng tự tôn. Bạn muốn có thêm tiền để qua đó thể hiện lòng tự tôn. Đó chính là quý trọng năng lượng cuộc sống của chính mình. Những lựa chọn mới cho việc làm công ăn lương. Bạn có nhiều lựa chọn mới đáng tìm hiểu ở đây, bao gồm việc tăng thu nhập như làm việc bán thời gian, phát triển công việc hiện tại hoặc chuyển việc. Trả lương cao hơn, quan trọng là ở thái độ. Rất nhiều người bị thụ động, thậm chí ngay trong vấn đề tiền lương, họ cũng phó mặc cho số phận. Họ hành động như thể những người bị tổn hại về tinh thần, hoàn toàn bị chi phối bởi các thế lực bên ngoài. Ông chủ, mức lương, tình trạng thất nghiệp, suy thoái kinh tế, sự nghèo nàn của kinh tế địa phương, chính sách kinh tế của Tổng thống, sự cạnh tranh của những lao động được trả lương thấp ở các quốc gia đang phát triển. Thái độ đó thuộc kiểu tôi không thể tìm được công việc tốt, tất cả là do những yếu tố đó. Chúng kìm hãm khiến tôi không thể tìm được công việc có mức lương cao hơn. Trong thực tế, kinh tế đôi khi có thể khắc nghiệt và con người bám vào đó để hợp lý hóa những suy nghĩ và niềm tin của mình. Thực tế, ta nên quan tâm tới bản thân nhiều hơn là ngoại cảnh. Một yếu tố quan trọng hạn chế khả năng kiếm tiền của bạn là thái độ. Thái độ về bản thân, ví dụ, tôi không đủ tốt. Thái độ về công việc hoặc ông chủ, họ muốn làm hại tôi. Thái độ về hoàn cảnh hiện tại, chả có việc làm nào cả. Nếu cho rằng mình là nạn nhân, bạn sẽ quá mải mê tiếc thương cho số phận mình mà bỏ qua nhiều cơ hội để thay đổi vận mệnh ảm đạm ấy. Để thành công, hãy trau dồi thái độ tích cực về sự tự tôn, tự hào trước những đóng góp của bạn cho nơi làm việc, cống hiến cho công việc, hợp tác với sếp và đồng nghiệp, mong muốn làm việc theo tinh thần liêm khiết, có trách nhiệm và thực hiện nó bởi vì bạn coi trọng năng lực của chính mình. Hãy nghĩ rằng cách định giá năng lực bản thân có thể thay đổi trải nghiệm và hiệu suất của bạn trong công việc, cũng như nâng cao năng lực để tìm kiếm công việc khác nếu bạn muốn. Dù bạn làm việc ở đâu, hãy nhớ rằng bạn đang làm việc cho chính mình. Bạn hoàn thành xuất sắc công việc bởi vì bạn đã cam kết làm việc 100% bất kể công việc đó có là cái gì đi chăng nữa. Bạn sẽ ngạc nhiên vì mức độ thỏa mãn trong công việc phụ thuộc vào chính mình chứ không phải công việc. Ted White
thợ mộc mà chúng ta đã gặp trong chương 6 đã nhận được một trong số những món quà của chương trình FI, đó là cơ hội kết nối lại với khát vọng làm nhà văn. Anh lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm không quân và tiếp tục kế nghiệp khi trưởng thành. Anh học trung học ở Gulfport, Mississippi và sau đó chuyển đến Austin, Texas, nơi anh thuê 8 nhân công và mở xưởng sửa chữa cho đến khi giá dầu thô giảm khiến anh mất đi nguồn lực kinh tế. Điều đó cộng thêm cuộc ly dị khiến số tài sản của anh chỉ còn lại chiếc xe tải. Tình cảnh này giúp bước một của Ted trở nên thật dễ dàng và anh quyết định chuyển đến Oregon. Trong vòng một năm thực hiện chương trình FI, Ted đã tiết kiệm đủ tiền để sử dụng trong một năm nữa mà không cần đi làm và giúp anh lùi xa bờ vực phá sản. Anh quyết định thử viết một số chuyện đã ấp ủ nhiều năm. Những câu chuyện dựa trên kinh nghiệm ở Mississippi vào đầu những năm 1970 khi anh xây dựng nhà thờ Bastis với một số thợ mộc già người Mỹ gốc Phi. Để có nhiều thời gian hơn cho việc viết lách, Ted bắt đầu ra giá cho công việc tu sửa của mình cao hơn rất nhiều và cho rằng chẳng ai thèm ký hợp đồng thuê mình nữa. Nhưng ngạc nhiên thay, nhiều khách hàng rất hài lòng với những gì anh làm cho họ trước đây nên sẵn lòng trả bất cứ giá nào anh yêu cầu. Anh đã có thể làm mọi việc mình muốn với mức lương cao hơn nhiều. Với mong muốn cung cấp sản phẩm chất lượng hơn để tương xứng với khoản tiền của khách, anh thậm chí còn chú tâm vào nghề mộc hơn nữa. Danh tiếng của anh trong nghề thủ công cao cấp lan xa, mang lại nhiều mối làm ăn hơn. Số giờ làm việc giảm xuống, còn thu nhập thì tăng lên. Sự lo lắng của anh cũng vơi bớt, còn sự an tâm được đảm bảo. Hơn nữa, thời gian dành cho đam mê viết của anh dường như là vô tận. Anh đã rất ngạc nhiên, nhưng anh sẽ không đặt câu hỏi về vận may của mình. Hay đó là bởi lòng tự trọng của anh lớn quá chăng? Độc lập tài chính giống như một công việc bán thời gian. Ted White đã chọn phương án làm việc bán thời gian. Tuy nhiên, cách nghĩ mới về tiền bạc và công việc đã định nghĩa lại thuật ngữ công việc bán thời gian. Trong thế giới khi mà công việc thể hiện bản sắc cá nhân, thì công việc bán thời gian khiến bạn chỉ là một người làm việc bán thời gian. Nghĩa là chỉ có giá trị bán thời gian. Bạn mất đi khoản bảo hiểm y tế và lương hưu, bạn mất đi cơ hội phát triển nghề nghiệp. Tuy nhiên, theo cách nghĩ mới, bạn đang làm việc bán thời gian cho dự định của người khác để kiếm tiền, rồi dùng số tiền đó để phục vụ nhiều nhất có thể cho dự định riêng của mình. Bạn đem về cho nhà tuyển dụng giá trị đồng tiền họ bỏ ra, nhưng bạn không thể tự đánh giá giá trị của mình dựa vào những gì bạn làm trong công việc. Mọi người đã áp dụng một số biến thể của công việc bán thời gian. Một số người đi làm với thời gian làm việc trong tuần rút ngắn đi. Một số người làm việc 6 tháng một năm để kiếm tiền, rồi 6 tháng còn lại làm nghệ thuật, đi du lịch, làm tình nguyện hoặc vui chơi. Một số làm việc 4 giờ một ngày để họ có thời gian cho con cái vào trước hoặc sau giờ học. Một số khác lại đề nghị sếp phải cung cấp những gì họ cần. Tại sao không? Không mạo hiểm thì sẽ không đạt được gì hết. Hãy cân nhắc đàm phán lại thời gian nghỉ phép, yêu cầu sếp cho phép bạn làm việc 20 giờ một tuần hoặc nêu chi tiết lý do tại sao bạn làm việc từ xa sẽ tốt hơn. Vậy nếu tôi yêu thích công việc của mình thì sao? Nếu bạn thích công việc, góc nhìn mới này, coi trọng năng lực bản thân, sẽ nâng cao kinh nghiệm và thu nhập của bạn. Medici, vợ của Tom C, tài xế xe bồn, yêu thích công việc kế toán viên toàn diện của mình. Cô đã truyền cảm hứng cho mọi người, trở nên có trách nhiệm với tiền bạc của bản thân. Khi thực hiện khóa học FI, cô phát hiện ra những điểm mù trong tài chính cá nhân của mình. Khi tính lương theo giờ làm, cô thấy rằng trong số tiền $90 một giờ được trả, sau khi chi trả các thứ, cô chỉ còn $7.5. Công việc vận chuyển khí đốt của chồng cô phát triển rất tốt trong mùa đông ở vùng nông thôn Bani. Vậy tất cả số tiền đó đã đi đâu? Bởi vì cô muốn cung cấp dịch vụ cho những người không có khả năng chi trả, nên đã đưa ra mức giá chiết khấu cho người thu nhập thấp và luôn làm thêm giờ, không được trả lương và di chuyển xa hơn. Bảng kê hàng tháng cho thấy thu nhập của cô không hề tăng. Cô đã quên bài học đơn giản về định giá năng lực của chính mình. Cô quyết định tăng giá trị dịch vụ của mình lên 23% và giảm số lượng nhân viên xuống, chỉ còn một trợ lý. Ngoài ra, cô quyết định giới hạn số lượng khách hàng, tập trung vào những người muốn học để tự mình tốt lên và giới hạn cả số giờ làm việc của bản thân nữa. Sau khi thực hiện những thay đổi này, cô thấy rõ số lượng và loại khách hàng bản thân mong muốn. Và bây giờ, cô có thể giảm giờ làm trong khi kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng lỡ như tôi không có hoặc không muốn có một công việc thì sao? Có nhiều lý do khiến mọi người không có hoặc không muốn có một công việc theo nghĩa truyền thống. Họ có thể tự làm chủ, tự mở công ty, làm người giúp việc, trở thành nghệ sĩ, đảm nhận đủ thể loại công việc kỳ lạ khác.
Có những người sau khi kết hôn luôn hướng về gia đình. Có người sống ở nông trại không sử dụng các tiện ích công cộng. Một số người làm nghề tự do giờ đây lại mong muốn trở thành làm nhân viên chính thức và được hưởng lương. Nhưng nhiều người khác thì lại thích nghi với tính hiệu quả của công việc tự do ngắn hạn. Trong số này có huấn luyện viên và các chuyên gia tư vấn. Họ sở hữu khách hàng thay vì sở hữu công việc. Và sau đó là những người có được sự độc lập đúng nghĩa. Sinh ra trong gia đình giàu có và đầy may mắn, có thể dành thời gian cho sự sáng tạo, tò mò hoặc các dịch vụ khác. Tất nhiên, cũng có những người thuộc về quân đoàn các FIRE. Bất kỳ ai trong số họ cũng sẽ được hưởng lợi từ việc tách bạch công việc khỏi tiền lương. Và hãy xem liệu lối tư duy mới này có gây ảnh hưởng đến sự lựa chọn việc làm công ăn lương của họ hay không. Ngày càng có nhiều người nuôi ý định gây dựng sự giàu có theo cách của những người vốn đã giàu, sử dụng tiền để kiếm tiền. Từ đầu tư ngắn hạn đến chơi cổ phiếu, từ quản lý danh mục đầu tư cá nhân tới đầu tư bất động sản, những người này sử dụng thời gian và tâm sức để tối đa hóa lợi nhuận trong bất kỳ công việc gì hoặc tại doanh nghiệp nào. Trong cuốn sách này, một nhà đầu tư ngắn hạn không khác gì người thợ vận hành thiết bị nặng hoặc nhà khoa học trong phòng thí nghiệm hoặc giáo viên đứng lớp hoặc ngôi sao nhạc rock. Tất cả đều là công việc. Đôi khi những nhà đầu tư này hồi trung học đã học giỏi nhất lớp và mọi chuyện chỉ như vậy thôi. Thỉnh thoảng họ kiếm được lợi nhuận ít nhất cũng bằng với dự tính. Đôi khi họ thất bại và phá sản. Với FI, kiếm tiền thông qua đầu tư không dễ dàng hơn việc hành nghề y tá hoặc làm chuyên viên môi giới bất động sản là bao. Bất kể bạn kiếm tiền bằng cách nào, vẫn có sự đánh đổi thời gian, năng lực. Bạn vẫn nên định giá công việc của mình, giống như nghiên cứu đầu tư, như cách mà bạn đánh giá bất kỳ công việc nào khác. Hãy tự hỏi mình, mức lương thực sự của tôi là bao nhiêu? Chương 8 và chương 9 trình bày cách tiếp cận đầu tư phù hợp với FI, thông minh, liêm chính và độc lập. Làm thế nào để có được một công việc lương cao, liêm khiết? Như chúng ta đã thấy, không có công việc nào dễ dàng cả. Những người mà ta gặp trong các trang sách này đã phải thực hiện nhiều màn tự vấn bản thân, chấp nhận rủi ro, thử nghiệm và thử thách niềm tin cũ để tiến tới công việc với mức lương tốt hơn. Họ đã thấy rằng cuộc sống lớn hơn công việc, cơ thể họ đã bị nghẹt thở bởi việc làm công ăn lương. Giờ tới lúc, chúng phải nhường chỗ cho thứ khác để bản thân họ có thể thở trở lại. Họ phải tự nói với mình sự thật về việc liệu việc làm công ăn lương hiện tại có thực sự đang làm những gì mà việc làm công ăn lương phải làm, kiếm tiền. Có một số hướng dẫn và blog tìm việc rất hiệu quả trên thị trường. Hãy lựa chọn công việc thông minh giống như khi bạn chọn mua ô tô hay tủ lạnh vậy. Nina Ann đã ly hôn và là mẹ đơn thân nuôi dạy 4 đứa con. 10 năm trước khi cô bắt đầu thực hiện chương trình này. Sau đó, cô theo học các khóa học qua băng ghi âm. Dù cô đang sống chung với bạn, thường đi làm để trả tiền phòng, nhưng cô bắt đầu theo dõi một vài loại chi phí của mình. Quyết tâm trở nên độc lập về tài chính, cô xin làm tạp vụ ở nhà nghỉ gần đó và đã được nhận. Cô vội vã trở về nhà, hào hứng kể với bạn cùng phòng mà không nhận ra cô đã quên không hỏi họ sẽ trả cô bao nhiêu tiền cho công việc tạp vụ ấy. Vài tháng sau, Nina chuyển đến Seattle để tìm kiếm công việc được trả lương cao hơn mức tối thiểu. Trong vài tuần, cô đã được nhận vào làm tại một tổ chức lao động tạm thời. Ngay lập tức, cô đặt biểu đồ công việc của mình lên tường và trong vài tháng, cô đã xóa nợ được hàng ngàn đô. Ở vị trí tạm thời này, cô được trả lương theo giờ. Chẳng mấy chốc thu nhập của cô tăng gấp đôi. Nhưng cô không dừng lại ở đó. Ở bệnh viện, cô làm trợ lý hành chính toàn thời gian cho trưởng phòng. Cô đã nhận việc đó và tiền lương của cô tăng lên hơn 17 đô la một giờ. Bây giờ cô đã có các khoản dư ra để chi tiêu. Chắc chắn cô ấy chưa bao giờ có được một công việc như thế này trước đây. Nhưng cô phải nuôi dạy tới 4 đứa trẻ. Hẳn điều đó thật khó khăn. Nhưng Nina không bỏ cuộc. Biểu đồ tường của cô là lời nhắc nhở hàng ngày rằng cô càng bán năng lượng cuộc sống của mình thì thời gian của cô càng sớm trở lại. Một ngày cuối tuần, trong khi làm tình nguyện viên tại hội nghị về một chủ đề đang được quan tâm, toàn bộ nhân viên đã rời đi để phản đối chính sách và Nina bước lên. Khi hội đồng quản trị đang tìm kiếm giám đốc điều hành mới, Nina rõ ràng là một ứng cử viên sáng giá. Khi cô nghỉ hưu, mức lương hàng năm của cô là hơn 48.000 đô la, một con số không thể tưởng tượng được với người từng làm tạp vụ như Nina. Bây giờ cô phải dán thêm giấy vào đầu biểu đồ tường để có thể ghi thêm thu nhập hàng tháng. Thu nhập của cô thực sự đã vượt xa khỏi bảng xếp hạng. Xem hình 7.1, trang 425.
Vì tập trung vào giá trị năng lượng cuộc sống, Nina đã tăng gấp 4 lần thu nhập. Hình ảnh của cô đã chuyển từ công nhân có mức lương tối thiểu đến giám đốc điều hành. Bước 7 chỉ đơn giản là định giá năng lượng cuộc sống và tăng thu nhập vì mục đích duy nhất của việc làm công ăn lương là kiếm tiền. Bạn làm điều này không phải vì tham lam hay cạnh tranh, mà vì lòng tự trọng và sự trân trọng cuộc sống. Kết quả là bạn thấy mình bớt nợ, tiết kiệm hơn, có thêm thời gian rảnh và nhiều năng lượng hơn. Tóm tắt bước 7. Tăng thu nhập bằng cách định giá năng lượng cuộc sống mà bạn đầu tư vào công việc của mình, trao đổi nó với mức lương cao nhất có thể, phù hợp với sức khỏe và sự chính trực của bạn. Những câu hỏi tâm sự tiền nong. Những câu hỏi bên lửa trại hay những màn tâm sự tiền nong dạy chúng ta nhiều điều về cách đưa ra lựa chọn tốt hơn, không chỉ hướng tới cuộc sống dư giả mà phải là cuộc sống đầy ý nghĩa và mang đến hạnh phúc. Bạn có thể làm giàu kiến thức cho bản thân bằng cách mời người khác nói và lắng nghe theo cách thức độc đáo này. Hãy sử dụng các gợi ý ở phần kết để thực hiện cuộc tâm sự tiền nong. Đặt những câu hỏi này khi bạn tổng kết một ngày của mình. Hỏi chính người vợ hoặc chồng, hoặc các nhóm xã hội khác. Hãy nhớ thêm câu hỏi vì sao vào cuối mỗi câu hỏi và nghĩ xem xã hội đã ảnh hưởng tới câu trả lời của mình ra sao để mở rộng câu trả lời. Không có câu trả lời nào là hoàn toàn chính xác cả. Làm thế nào bạn có thể tăng gấp đôi thu nhập mà không phải bán đi linh hồn hay làm tổn hại sức khỏe? Công việc đầu tiên của bạn là gì? Công việc tốt nhất là gì? Công việc tệ nhất là gì? Công việc trong mơ của bạn là gì? Bạn có được trả lương cho nó không? Công việc là gì và tại sao chúng ta phải làm việc? Cuộc sống công việc của bạn như thế nào? Bạn thích gì và ghét gì về công việc kiếm cơm của mình? Hết chương 7. Vì tình yêu hay tiền bạc, trân trọng năng lượng cuộc sống của bạn, công việc và thu nhập.